trong đó một gã trưởng lão hai mắt bắn hàn quang, phệ hồn phiên mở ra, bay thẳng về phía Vưu Mật. Trong mắt Vưu Mật hoảng hốt, há to mồm muốn kinh hô lên, nhưng mà vừa tới yết hầu thì thổ huyết, lúc này không thể phản kháng bị phệ hồn phiên cuốn đi. Tập Ngọc Luân nhìn cảnh này, nhướng mày cũng không nói chuyện, cũng rất nhanh giãn ra. Người trưởng lão kia cũng không có ý tốt, cười hắc hắc nói. Vưu Mật phó tông chủ đại nhân đã mất đi bổn mạng kim hồn, đời này cũng không thể khôi phục thực lực, không bằng lợi dụng phế vật, bổ dưỡng phệ hồn phiên của ta. Mấy tên trưởng lão khác nhíu mày chán ghét, mặc dù trong phệ hồn tông, đối với đám tu luyện giả chuyên hấp thu hồn phách người ta mà nói chẳng có gì, nhưng bị người ta đoạt lợi ích thì chán ghét. Tập Ngọc Luân mặt không biểu tình nói ra. Đừng nói nhảm, bắt cổ phi dương lại, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Vâng. Người trưởng lão kia không có dị nghị gì, lập tức trong nội tâm thở ra một hơi, dù sao thôn phệ là phó tông chủ, hắn có hiểm nghi dĩ hạ phạm thượng. Hắn lập tức càng dốc sức, sát khí tỏa ra chung quanh. Sáu người liên thủ, lập tức bức Lý Vân Tiêu lui, hắn cười to mấy tiếng, thi triển lôi đỉnh pháp thân tránh đi. Tập Ngọc Luân giận dữ, quát. Phá quân đại nhân, người cũng là nhân vật danh chấn thiên hạ, đỉnh thiên lập địa, đây là bộ dáng của phong hào võ đế sao? Muốn làm chúng ta chế giễu ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Tập Ngọc Luân, ngươi là phệ hồn tông phó tông chủ, mặc dù không phải tên truyền thiên hạ, nhưng ngươi cũng là đại nhân vật, còn dùng phép khích tướng ngây thơ này sao? Hừ, đại nhân không nên dẻo miệng, nhưng mà không cải biến được ngươi sợ đầu sợ đuôi, không dám đánh, nhu nhược vô năng sợ chết. Tập Ngọc Luân tiếp tục nói móc. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Ngươi dù khích tướng cũng không thay đổi được chỉ số thông minh thấp kém của mình, nếu chỉ dùng lời nói đã bị chọc giận, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Sắc mặt Tập Ngọc Luân âm trầm, biết rõ khích tướng không dùng được, nội tâm không khỏi lo nghĩ. Sáu người liên thủ cũng không làm gì được người ta. Trong đó một gã trưởng lão đột nhiên nói ra. Nếu cổ phi dương không chịu chính diện đối chiến, chúng ta cũng chẳng quan tâm, trực tiếp liên thủ giết thiên tinh tử nói sau. Trong mắt Tập Ngọc Luân sáng ngời, nói. Đúng, chúng ta mặc kệ hắn, trực tiếp giết thiên tinh tử, hắn tránh né cũng tốt. Sáu người tất cả đều đình chỉ công kích, toàn bộ lao về phía thiên tinh tử. Lý Vân Tiêu cả kinh, một chiêu này xác thực đủ thông minh, trực tiếp ép mình không thể không ra. Thiên tinh tử sắc mặt đại biến, sáu người lao tới rất nguy hiểm, chính mình không thể ngăn nổi nhiều người như vậy, quát. Cổ phi dương. Lý Vân Tiêu nói. Đừng hoảng hốt, ta đến. Hắn cũng kiên trì tiến vào chiến trường. Trong mắt Hoàng Phủ bật đại hỉ, đối phương vốn chiếm thượng phong, hắn bị đánh rất khó chịu, bây giờ thoát thân, trường bào vũ động, hắn biến mất. Thiên tinh tử biến sắc, vạn phần cảnh giác, nhưng tám gã trưởng lão liên công làm hắn không thể ứng phó được. Tại đây, đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, một đạo kiếm khí bắn qua, đâm vào bên trái thiên tinh tử. Xuy. Không gian bị đâm rách, một đạo kim mang chớp động, Hoàng Phủ bật hiện thân, hắn thẹn quá hóa giận đánh ra một trưởng vào thiên tinh tử. Hừ, chỉ biết ẩn núp đánh lén nhu nhược. Thiên tinh tử lạnh như băng mỉa mai một tiếng, chảm hồn đao chém qua. Trên đao hào quang mang theo hư ảnh hiện ra, mở hai tay đánh ra một trưởng. Đó là chảm hồn đao linh. Hoàng Phủ bật cả kinh, hắn đã phong ấn thân đao, vì sao còn có đao linh hiện ra, hắn không nghĩ nhiều. Lập tức biến mất. Đao linh kia trực tiếp tiến vào trong thân đao. Thiên tinh tử giận dữ, xuất liên tục mấy chiêu đánh bay người bốn phía, quát. Người nhu nhược, đi ra cho ta. Lý Vân Tiêu nói. Thiên tinh tử, người có phần thắng với tám tên này hay không? Thiên tinh tử nhướng mày, sát khí rất nặng hừ lạnh nói. Một bầy kiến hôi, bổn tọa dễ dàng giết chết. Hắn nói lời này vô cùng tự phụ. Lý Vân Tiêu cũng biết hắn đang khoác lác, nhưng trong tay đối phương có chảm hồn đao đối phó phệ hồn tông, có lẽ có thể ôm được, lập tức nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi đối phó tám người này, ta đến ngăn chặn Hoàng Phủ Bật, ta có Nguyệt Đồng, độn thuật của hắn không có hiệu quả với ta. Ngươi giết xong tám tên này lại liên thủ với ta. Cái gì? Thiên tinh tử cả kinh, hắn không dám tin nhìn qua Lý Vân Tiêu. Tám tên trưởng lão sững sờ, cười nhạo không thôi, nói. Ngươi thật còn cho rằng mình là phá quân võ đế năm đó sao? Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, đâm vào hư không một kiếm. Động thủ đi, đừng chậm trễ thời gian.
phanh. Bàn tay lớn màu vàng hiện ra trong không trung, trực tiếp đánh vào thân kiếm, gương mặt âm trầm của Hoàng Phủ bật hiện ra, nói. Cổ Phi Dương, người từng bước muốn chết, đã không còn đường sống rồi, đừng oán bổn tọa không niệm tình xưa. Hắn bước vào trong hư không, quát. Tám người các ngươi đối phó Thiên Tinh Tử, có thể giết thì giết, không thể giết thì vây hãm hắn cho ta. Bàn tay màu vàng kia giơ lên, lại vỗ mạnh vào Lý Vân Tiêu, giống như bảo tháp chân áp tất cả. Sắc mặt Thiên Tinh Tử biến hóa, đang muốn bên trên đi cứu người, hắn lại cảm nhận được vây công từ bốn phương tám hướng đánh tới, trong cơn giận dữ đánh ra một đao, đao linh biến hóa xoay tròn quanh người của hắn. Ầm ầm, tám người liên thủ một kích, mặc dù mấy người bị thương trong người, nhưng uy lực kia kinh thiên động địa, mặc dù là Thiên Tinh Tử cũng khó có thể ngăn cản, trực tiếp đánh khí huyết quay cuồng, đao mang bị phong ấn. Mà cách đó không xa Hoàng Phủ bật đánh ra một chưởng, giống như bảo tháp trấn áp một phương, Lý Vân Tiêu tránh cũng không thể tránh, toàn thân bị uy áp của một chưởng này áp chế. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm, lăng không đánh một chảo, bốn sắc quang mang hiện ra trong tay hắn, đêm ngày bất định, đầu suất thiên phong hiện ra trong tay, nói. Đừng tưởng rằng siêu phàm nhập thánh thì thiên hạ vô địch, lão tử đã từng rồi. Hắn vỗ mạnh ngọn núi bay lên ngăn cản một chưởng kia. Phanh! Đầu suất thiên phong bay vào chưởng phong, không ngừng nghiền nát kim quang. Cái gì? Hoàng Phủ bật cả kinh, hắn cảm thấy lực lượng mênh mông áp tới, một chưởng của mình không ngăn cản được. Không đúng, không phải áp chế không nổi. Đồng tử Hoàng Phủ bật đầy vẻ kinh hãi, mà là chưởng lực của mình dưới hào quang kia đã sụp đổ, cảm giác khủng bố bao phủ toàn thân hắn. Hồn chiến kỹ pháp, ngư long biến. Hắn vội vàng thu tay lại, đầu suất thiên phong đã nghiền áp tới, không gian bị đè ép tới cực điểm, không cách nào né tránh. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, cái kia kim sắc ngữ giả lúc này hợp lại, hắn đánh ra một chưởng. Ầm ầm, ấn quyết đánh vào đầu suất thiên phong, thân núi chấn động. Nhưng ấn quyết cũng tan ra thành vô số kim quang nhỏ. Trên bầu trời xuất hiện hào quang sáng ngời, Hoàng Phủ bật kêu rên một tiếng, thân ảnh của hắn lắc lư một hồi. Hắn lui ra sau ba trượng, khôi phục bộ dáng vốn có của mình, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Đầu suất thiên phong bay một vòng, rốt cục trở trong tay Lý Vân Tiêu. Một kích này tất cả mọi người kinh hãi tột đỉnh. Thiên Tinh Tử cùng tám gã trưởng lão đều cảm thấy hoảng hốt, có chút không kịp phản ứng. Nhưng đây là chuyện ngay lập tức, 9 người đều là cao thủ đương thời, trong chiến đấu sinh tử thế này mà phân tâm là rất hiếm thấy, sau khi hơi trì hoãn đã lao vào nhau. Hoàng Phủ bật thấy ngọn núi biến mất trong tay Lý Vân Tiêu, lên tiếng. Xem ra vài chục năm qua ngươi có không ít cơ duyên, ngọn núi vừa rồi là thánh khí sao? Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Ha ha, ngươi đoán đi. Đồng tử Hoàng Phủ bật hơi co lại, nói. Nghe nói trận chiến bên ngoài thành Hồng Nguyệt xuất hiện vài kiện thánh khí, hơn nữa trong tay ngươi cũng có, đó là thật. Lý Vân Tiêu cười ha ha, nói. Chuyện này ngươi cũng đoán đi. Hoàng Phủ bật tức giận. Đừng tưởng rằng có chút cơ duyên thì có thể san bằng chênh lệch giữa ta và ngươi, chính ngươi đã từng là cường giả siêu phàm nhập thánh, có lẽ hiểu lực lượng này không thể đền bù được. Lý Vân Tiêu cười nói. Hiểu thì hiểu, ta rất rõ ràng. Cho nên ta cũng chỉ kéo dài ngươi một chút mà thôi, tranh thủ thời gian cho Thiên Tinh Tử. Thôi đi, chê cười. Hoàng Phủ bật cười lạnh, nhìn qua xa xa, thản nhiên nói. Ngươi cho rằng Thiên Tinh Tử có thể thắng sao? Lý Vân Tiêu cũng hơi sầu lo, nói. Xác thực khó nói. Tuy Tập Ngọc Luân và vài tên trưởng lão đều có tổn thương tại thân, nhưng thực lực bày ra đó, tám người liên thủ, trong thiên hạ sợ rằng không có kẻ dám nói thắng bọn họ. Hoàng Phủ bật âm hiểm cười nói. Nói trắng ra là tám người bọn họ kéo dài thời gian, chờ ta giết ngươi rồi đi thu thập Thiên Tinh Tử. Hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu, móng vuốt sắc bén bắn ra. Xuy. Bầu trời nọ mở ra, Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, nắm tay thành quyền đánh tới. Phanh một tiếng, quyền của hắn xuất hiện vết máu, nhưng đảo mắt tự hành khép lại. Đồng tử Hoàng Phủ bật co rụt lại, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Bất diệt kim thân. Lý Vân Tiêu cười nói. Chuyện này ngươi đoán đi. Muốn chết. Hoàng Phủ bật tức giận quát một tiếng, một chảo cầm bàn cổ phiên đánh tới. Hào quang ngũ hành xuất hiện trên người Lý Vân Tiêu. Hoàng Phủ bật cười lạnh nói.
Ngươi đã thu hành ngũ hành linh thể, đúng là không đơn giản mà, nhưng cũng không dùng được đâu. Ầm ầm, bàn cổ phiên bao phủ không trung, tiếng nổ vang vọng. Lực lượng lôi đình bao phủ bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên chấn động, kim quang sáng ngời của nó bị phá tan, kim sắc ngữ giả hiển hiện ra, lúc này há miệng lớn táp thẳng vào Lý Vân Tiêu. Cắn đi, nhìn ngươi tham ăn bao nhiêu. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, thân hình bành trướng, nắm tay phải hóa thành vòng xoáy đánh vào miệng kim sắc ngữ giả. Ầm ầm, lôi đình mãnh liệt đánh vào miệng của kim sắc ngữ giả, liên tục chảy vào bên trong. Hà ha, gương mặt kim sắc ngữ giả vặn vẹo âm trầm, lập tức hồi phục bình thường, trong mắt mang theo khinh miệt. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hắn cảm thấy mình đang bị động, giờ phút này tay phải bị đối phương cắn lại không thể lui, không chỉ chỉ thiên lôi khắp nơi, ngay cả lôi đình hóa thân của hắn cũng bị hút vào. Hấp hấp hấp, kim sắc ngữ giả không ngừng bành trướng, mà Lý Vân Tiêu bắt đầu vặn vẹo, thân thể bị đối phương nuốt vào. Hoàng Phủ bật cười to nói. Vừa rồi ngươi chém phệ hồn phiên rất tốt mà, có bản lĩnh thì chém kim sắc ngữ giả của ta đi. Trong lòng Lý Vân Tiêu thất kinh, kim sắc ngữ giả vô cùng có uy năng, có thể thôn thiên phệ địa, lôi đình của mình không ngừng bị nó cắn nuốt. Nhưng trong lòng của hắn không sợ, lạnh lùng nói. Phải chăng có bản lĩnh hay không thì nhìn xe. Lôi đình thủ lăng không mọt chảo, bốn sắc quang mang bay ra, đầu xuất thiên phong hiện ra lần nữa, xoay tròn ở lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên thân hình Lý Vân Tiêu hơi dừng lại, giống như bị định trụ một nửa, kim sắc ngữ giả rốt cuộc bất động. Đi chết đi, yêu ma quỷ quái. Thần dịch lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, năm ngón tay cầm ngọn núi nện vào kim sắc ngữ giả. Hồn giới, khai mở. Đột nhiên Hoàng Phủ bật bấm niệm pháp quyết, hắn ném bàn cổ phiên ra, quát một tiếng. Lập tức thiên địa đột biến, âm hồn bao phủ bầu trời, bàn cổ phiên bay tới chỗ đầu xuất thiên phong. Nó cuốn một cái thu cả ngọn núi vào trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, hoảng hốt không thôi. Đầu xuất thiên phong chính là vật nặng nhất trong thiên địa, đủ để định giang hà sông núi, hoàn vũ càn khôn, trừ thần dịch lực ra, căn bản không thể dung chuyển, bị đối phương thu đi là lần đầu tiên. Hấp hấp hấp, kim sắc ngữ giả hấp thu phong vân trên trời, lúc này ngậm miệng lại, thân hình biến thành một mập mạp đầy kim quang. Trên mặt Hoàng Phủ bật đại hỉ, hắn thu hồi bàn cổ phiên lại. Năm ngón tay chạm vào thân phiên, lực lượng hùng hồn to lớn xuất hiện, hắn vội vàng vận chuyển nguyên công nắm chặt, lúc này mới có thể bắt được, bộ dáng âm trầm bất định. Ngọn núi kia là vật gì, vì sao có lực lượng thổ hệ mênh mông như vậy, mặc dù có ở nơi có cửu u uế thổ cũng chưa từng có. Sắc mặt Hoàng Phủ bật âm trầm bất định, bàn cổ phiên tuy nằm trong tay, nhưng lực lượng to lớn biến mất không thấy. Làm cho hắn có loại cảm giác bất định. Kim sắc ngữ giả, người đi giết thiên tinh tử, ta thu phục ngọn núi này. Hoàng Phủ bật trầm tư một chút, đã làm ra quyết định. Đầu xuất thiên phong ở trong bàn cổ phiên, trực tiếp chấn áp cả hồn giới, giờ phút này bàn cổ phiên không thể phát huy lực lượng, biến thành vướng víu. Hai chân của hắn xếp bằng trước bàn cổ phiên, hai tay đánh ra vài đạo ấn quyết vào bàn cổ phiên, mặc kệ nó xoay tròn trước người. Mập mạp màu vàng bay tới chỗ thiên tinh tử, tốc độ thật chậm, phi vài hô hấp dừng lại, bộ dáng bay không nổi. Hoàng Phủ bật nhướng mày, nói. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn thất kinh, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu còn có thể bày trò gì sao? Kim sắc ngữ giả hoàn toàn khác với bình thường. Phệ hồn phiên tu luyện tới đỉnh cấp, nó có bốn tầng chủ hồn thiên địa huyền hoàng, kim sắc ngữ giả chính là tồn tại bao trùm bốn tầng này. Hơn nữa là đồ vật truyền thừa của lịch đại tông chủ phệ hồn tông, bằng vào lực lượng của con người không thể đạt tới tầng thứ này. Cho dù Lý Vân Tiêu là siêu phàm nhập thánh cũng bị tiêu hóa. Hơn nữa, nếu như đầu xuất thiên phong không có bị bàn cổ phiên hút đi, Hoàng Phủ bật còn có khả năng có điều kiêng kỵ, hiện tại căn bản không lo lắng. Ngươi như thế nào? Hoàng Phủ bật hỏi thăm. Kim sắc ngữ giả khuôn mặt cổ quái, nhìn qua thân thể mập mạp của mình, nói. Không thể tiêu hóa. Hắn vươn tay điểm vào bụng của mình, lập tức một đạo ấn phù xuất hiện, phiêu đãn trên rốn. Phanh! Đạo ấn phù này vỡ ra, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào cả. Cái gì? Kim sắc ngữ giả cùng Hoàng Phủ bật đều giật mình, sau đó một ma ha chữ cổ tự bay ra khỏi kim sắc ngữ giả, xuyên thấu qua, phiêu đãng và ngưng tụ. Đây là... Hoàng Phủ bật ánh mắt ngưng tụ,
lập tức hít khí lạnh, thất thanh nói. Ma ha cổ thần quyết. A. À. Kim sắc ngữ giả há to miệng, thân thể triệt để phát mộng, sau đó lắc đầu, nói. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Ma ha cổ thần quyết đã sớm không còn ở hậu thế, đây là đại diễn luyện hồn quyết. Hoàng phủ bật hoảng sợ nói. Làm sao có thể, đại diễn luyện hồn quyết không phải là pháp môn cao nhất của phệ hồn tông chúng ta sao? Sắc mặt kim sắc ngữ giả ngưng trọng, nói. Năm đó chủ nhân đời thứ nhất luyện ra ta cơ duyên xảo hợp gặp được đại diễn thần quyết, nhưng không cách nào thông hiểu đạo lý, chỉ có thể bằng vào thiên phú của mình cưỡng ép ghi nhớ thần quyết, sau đó thông qua các loại kỹ pháp sửa chữa, lúc này mới sáng chế ra phệ hồn tông đại diễn luyện hồn quyết. Hắn có chút kinh hãi nhìn qua hình thái thần quyết đang hình thành, một chữ cổ chớp động bất diệt trên cao, nó sợ hãi nói. Cái này hình như là đại diễn thần quyết nguyên vẹn đấy. Hoàng phủ bạt nhìn không chuyển mắt, thời điểm này ngầm hiểu, đột nhiên kim sắc ngữ giả kêu lên thảm thiết, thân hình mập mạp bắn ra hào quang vạn trượng. Ngươi làm sao thế? Hoàng phủ bật hoảng hốt, vội vàng hỏi. Kim sắc ngữ giả hoàn toàn không giống chủ hồn của phệ hồn phiên, hắn chỉ có thể dùng thần niệm giao lưu mà không cách nào cảm giác tình huống đối phương. Kim sắc ngữ giả có bị thương cũng không cắn trả lên người của hắn, nói trắng ra tương đương với hai thể độc lập. Từ trong người kim sắc ngữ giả tỏa ra hào quang vạn trược, sức mạnh minh mông bành trướng, thân hình của hắn không ngừng tan rã. Hoàng phủ bật thất thanh nói. Luyện hồn. Nhanh, nhanh giết hắn. Sắc mặt kim sắc ngữ giả thống khổ cực độ, kêu thảm thiết nói. Hắn đang luyện hóa ta, không ngừng phân giải thân thể của ta. Trong hào quang vạn trượng kia, chậm rãi xuất hiện hư ảnh cái đỉnh bao lấy kim sắc ngữ giả. Trên đỉnh có giang hà núi sông, trùng cá chim thú, đều là rất sống động. Hoàng phủ bật cả kinh nói. Thánh khí. Hắn toát ra mồ hôi lạnh, một chảo cầm bàn cổ phiên định đánh qua, lại phát hiện khó có thể huy động. Trước đó thu đầu xuất thiên phong vào lúc này biến thành vướng víu. Hắn hoảng hốt bất chấp nhiều, hai tay đặt trước ngực, rót nguyên lực vào tay của mình. Đi chết đi. Hai tay hoàng phủ bật đánh ra, cả không gian nghiền nát, ma ha cổ tự không ngừng lắc lư. Ầm ầm. Song trường trực tiếp đánh vào cơ thể kim sắc ngữ giả, xuyên thấu vào. Phanh. Một tiếng nổ tung vang lên, một đạo quang mang từ trong người kim sắc ngữ giả bay ra ngoài. Hào quang đầy trời biến mất. Đạo quang mang bay ra xa trăm trượng, lúc này mới hóa ra chân thân Lý Vân Tiêu, trong tay nâng sơn hà đỉnh, cười lạnh nói. Yêu ma quỷ quái, bản thiếu gia ăn ngon không? Hắn vỗ thân đỉnh, ông một tiếng không ngừng chiến minh, sơn hà đỉnh bay ra ngoài thả ra hào quang nhiều màu, chiếu sáng thiên địa. Thiên tinh tử và tám người còn lại ở xa xa nhìn qua vô cùng ngạc nhiên, vốn cho rằng chỉ mấy hô hấp có thể phân ra thắng bại. Không chỉ lâm vào khổ chiến, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như hoàng phủ bật ăn thiệt thòi. Hoàng phủ bật tức giận. Dừng tay. Hắn trùng kích tới trước, chụp thẳng vào sơn hà đỉnh. Kim sắc ngữ giả chính là kim hồn truyền thừa của tông chủ phệ hồn tông, nếu bị luyện hóa phân giải thì hậu quả không tưởng nổi. Ầm ầm. Sơn hà đỉnh thừa nhận một kích này, lập tức hào quang mất hết, bay trở về. Lý Vân Tiêu kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lau máu tươi trên miệng, cười lạnh nói. Không thể ngờ đại diễn thần quyết còn có hiệu quả như vậy, càng không thể ngờ công pháp tà ác của phệ hồn tông các ngươi lại thoát thai từ thần quyết này. Sau khi sơn hà đỉnh bay về, đại diễn thần quyết vẫn không ngừng lập lòe. Kim sắc ngữ giả đã bị thần quyết luyện hóa, thân hình không ngừng tiêu tán ra. Hoàng phủ bật kinh nghi bất định, đã không biết nên làm sao cho phải, đang muốn toàn lực đánh chết Lý Vân Tiêu, đột nhiên phanh một tiếng. Trái tim của hắn nhảy dựng lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Rốt cuộc kim sắc ngữ giả chống đỡ không nổi, đã nổ tung. Khí tức âm trầm khủng bố bao phủ thiên địa, trong thiên địa lập tức biến thành địa ngục, vô số cô hồn dã quỷ du đãng bốn phía. Bàn cổ phiên dường như cảm ứng được cái gì đó, nó kêu ầm ầm, cờ xí phấp phới, đồ án khắc kim sắc ngữ giả ảm đạm. Đầu xuất thiên phong không còn trói buộc, lập tức bay trở về. Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Hồn giới. Sắc mắt hoàng phủ bật xanh lại, tức giận toàn thân run rẩy, nói. Hôm nay cho dù không giết thiên tinh tử, cũng nhất định phải giết ngươi. Hắn đánh ra một đạo ấn quyết, bàn cổ phiên bay lên cao nện xuống, đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu.
âm hồn dã quỷ không ngừng kêu đầy trời, đi theo sau bàn cổ phiên lao tới phía trước. Toàn thân Lý Vân Tiêu có kim quang tỏa ra, thoáng cái hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay, trong tay nắm kim quang ném mạnh ra. Kim quang hiển hiện trước người, hóa thành bình chướng kiên cố. Ầm ầm, bàn cổ phiên đánh vào bình chướng, không ngừng lắc lư. Thân hình Lý Vân Tiêu run lên, sáu tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra hư ảnh đen kịt, chân ma cự linh đứng thẳng, một quyền mạnh đánh vào bàn cổ phiên, đại lượng ma khí không ngừng quay cuồng. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật âm lãnh, ấn quyết không ngừng biến đổi. Phanh, bàn cổ phiên lượn vòng, nắm đấm chân ma pháp tướng tán loạn, cả pháp tướng cự linh không cam lòng hét thảm. Sau đó lại đánh xuống một kích. Ầm ầm, kết giới màu vàng của Lý Vân Tiêu bị phá, thân thể phun máu tươi bay ra ngoài. Hoàng Phủ Bật từ trăm trượng đi tới gần, duỗi tay chụp vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Mau truyền đại diễn thần quyết cho ta. Ngươi muốn thần quyết vậy sao? Vậy cho ngươi đấy. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến thành dữ tợn, kinh mạch trong hai mắt nổi lên, hai mắt khủng bố tới cực điểm. Nguyệt Đồng. Nội tâm Hoàng Phủ Bật cả kinh, thân thể dừng lại, sinh lòng kiên kỵ. Cảnh vật chung quanh biến hóa, tất cả trống rỗng, trong không trung có một khối ngọc bích, đại diễn thần quyết lạc ấn nằm ở đó. Hoàng Phủ Bật cảnh giác nhìn chằm chằm vào ngọc bích. Trên ngọc bích hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Hắn ngồi xếp bằng trên đó, nói. Đại diễn thần quyết ta có toàn bộ, nhưng bản thiếu gia cũng không hiểu thấu đáo. Hoàng Phủ Bật đại nhân nếu có tâm, không bằng cùng tìm hiểu. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật âm trầm, lạnh giọng nói. Ngươi hảo tâm vậy sao? Trực tiếp cho ta thần quyết, còn tìm hiểu thấu đáo. Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Đại nhân chê cười, một phần tư ma ha cổ thần quyết, ta làm sao truyền cho ngươi chứ? Giờ phút này cổ thần tự là ta dùng Nguyệt Đồng hóa ra, miễn cưỡng có thể làm kinh văn bất thế xuất hiện, cũng là phương pháp duy nhất truyền thụ cho người khác. Trừ khi ngươi siêu hồn ta, nhưng ngươi hiểu rõ chứ? Cho dù thực làm được, đại diễn thần quyết trong hồn phách của ta, ý thức của ngươi ôm nổi sao? Im ắng, Hoàng Phủ Bật hiển nhiên cảm thấy có đạo lý, hắn bị động. Hơn nữa kim sắc ngữ giả bị đánh tan, phải dùng đại diễn luyện hồn quyết ngưng tụ lại. Hoàng Phủ Bật không có bao nhiêu nắm chắc. Lý Vân Tiêu nói, cơ duyên chỉ có ở đây, mất đi thì cả đời này ngươi đừng mong nhìn thấy thần quyết. Trong nội tâm Hoàng Phủ Bật cả kinh, vội vàng tập trung tinh thần nhìn qua cổ thần tự bích. Công pháp tu luyện của Phệ Hồn Tông thoát thai từ thần quyết mà ra, nếu có thể có được nguyên vẹn, vô cùng có khả năng bước qua một bước quan trọng, tiến vào thần cảnh. Lý Vân Tiêu thấy hắn bắt đầu tìm hiểu, nhẹ nhàng cười cười, xếp bằng trên tự bích. Bắt đầu tìm hiểu. Không biết qua bao lâu, sau lưng Lý Vân Tiêu hiện ra thần quyết, nó không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó, ma ha cổ tự trên cổ thần tự bích cũng biến hóa. Hai mắt Hoàng Phủ Bật cũng nhắm nghiền, mi tâm đột nhiên nhíu một cái, trên trán chảy mồ hôi lạnh, không ngừng chảy theo hai má rơi xuống. Ma ha cổ tự sau lưng Lý Vân Tiêu tiêu tan, mỗi khi biến mất một chữ, nhiều ra một ký tự chui vào đầu của hắn. Mỗi một chữ thoáng hiện giống như linh quang hiện ra trong đầu, cả linh hồn như tắm trong gió xuân, thoải mái nói không nên lời. Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình không ngừng tăng lên, có cảm giác thoát thai hoán cốt. Nơi đây là không gian ảo thuật do Nguyệt Đồng ngưng tụ, tiêu hao hồn lực thật lớn, nguyên bản hắn dần chống đỡ không nổi, đột nhiên đạt được cảm giác trăm sông tưới tiêu, tràn ngập linh hồn no đủ. A! À, đột nhiên Hoàng Phủ Bật kêu lên thảm thiết. Miệng phun máu tươi, cổ thần tự bích biến thành màu đen, lập tức tan vỡ. Thân thể Hoàng Phủ Bật không ngừng run rẩy, dương nanh múa vuốt, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, quát. Cổ Phi Dương, người tốt, nha, vậy mà cầm đại diễn thần quyết giả lừa gạt ta. Lý Vân Tiêu thấy mi tâm của hắn có hắc tuyến ngưng tụ, trên mặt không ngừng biến thành đáng ghê tởm, biết rõ đây là sắp tẩu hỏa nhập ma, hắn cau mày nói. Ta không có lừa ngươi, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Không muốn chết thì tĩnh tâm điều tức chân nguyên đi. Ha ha, tẩu hỏa nhập ma, điều tức chân nguyên. Hoàng Phủ Bật cười như điên, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, lạnh giọng nói. Ngươi muốn thừa cơ giết ta sao? Cho dù có một tia khả năng, tu vị siêu phàm nhập thánh cũng dễ dàng trấn áp ngươi rồi, ngươi đi chết đi. Hắn phi thân lên, cầm bàn cổ phiên đánh tới. Oanh! Thân thể Lý Vân Tiêu nổ tung, hóa thành vô số thịt nát. Hừ,
muốn dùng ảo thuật gạt ta, quá ngây thơ. Hoàng phủ bật mở ra bàn cổ phiên, lập tức hồn giới mở ra, lan ra khắp bốn phương tám hướng, không ngừng xông nát bầu trời. Đột nhiên trong hư không xuất hiện đồng tử thật lớn, tản mát hào quang bảy màu. Chung quanh con mắt đen kịt, giống như dòng sông đen bao phủ các nơi, bên trong không ngừng có ký tự màu vàng chìm nổi. Oanh! Đồng thuật vừa ra, ngưng mà không tiêu tán, hồn giới của Hoàng phủ bật lập tức trì trệ, không tiếp tục mở rộng. Lý Vân Tiêu mừng rỡ không thôi, hắn cảm giác linh hồn của mình tràn ngập lực lượng, liên tục không ngừng cung ứng ra ngoài. Hoàng phủ bật lập tức nổi giận, cả gương mặt vặn vẹo lợi hại hơn, hoàn toàn biến hình. Bàn cổ phiên mất đi kim sắc ngữ giả, uy lực giảm mạnh, giờ phút này hồn giới lại bị đồng thuật của Lý Vân Tiêu ngăn chặn, thân thể lập tức phát điên, tức giận kêu to, không ngừng nhảy loạn, càng ngày càng đáng sợ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn, không cần tự mình ra tay, chỉ cần mặc kệ hắn tẩu hỏa nhập ma, Hoàng phủ bật sợ rằng sắp xong đời. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi, một đời tông chủ, tuyệt thế cường giả làm người ta nghe mà sợ mất mật lại vẫn lạc như thế này. Muốn giết ta, làm được sao? Hoàng phủ bật giống to mấy tiếng, không ngừng cua bàn cổ phiên đánh bốn phía, khắp bầu trời đều là bóng ảnh công kích của hắn. Lý Vân Tiêu rất nhanh khôi phục tâm tình, tay bấm niệm thần chú, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Hoàng phủ bật. Đại diễn thần quyết trước cổ thần tự bích là thực sự, hắn cũng muốn mượn lực của Hoàng phủ bật tiến thêm một bước hiểu thấu đáo, trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhưng đối với hắn mà nói, có khi là một chuyện tốt, chỉ là tuyệt đại cường giả bị làm cho điên điên khùng khùng như vậy, để cho nội tâm hắn nhịn không được thổn thức. Cổ Phi Dương, ra đây, ta muốn giết ngươi. Hoàng phủ bật điên cuồng đánh mọi nơi, mỗi một chiêu đều sắc bén đến cực điểm, quát. Thiên tinh tử, ra đây nhận lấy cái chết. Bàn cổ phiên lăng không kích đáng, lập tức nổ nát một mảnh bầu trời, chỗ nghiền nát không ngừng hoảng hốt, hiện ra một đoàn quang mang. Trên song đồng của Lý Vân Tiêu bắn ra hai đạo hàn mang, hiện lên vẻ kinh sợ nhìn chằm chằm tia sáng kia, chỉ thấy dần dần hiện ra một cánh cửa. Không nói đến trong không gian này làm sao sẽ không giải thích được có cửa, hơn nữa cửa kia hắn đã từng thấy qua. Loảng xoảng một tiếng, cánh cửa mở ra. Hai đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, thần sắc trên mặt biến hóa thoáng cái, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Tuy rằng hai người này thập phần ngoài ý muốn, nhưng hắn đều biết. Người trước khuôn mặt hiền lành, viền mắt hơi sâu, vẻ mặt tang thương, hơi có chút giật mình nhìn hai người một cái. Người sau một thân hôi bào, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nhìn Lý Vân Tiêu. Ánh mắt Lý Vân Tiêu thâm thúy, lạnh giọng nói. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng, nhưng lúc này, nhị vị tới là muốn chết sao? Ha ha! Phá quân vũ đế phong thái vẫn như trước a. Lão giả phía trước vuốt râu, cười ha hả, nếp nhăn trên trán đều xòe ra. Thiên tinh tử, chết đi. Trong mắt Hoàng phủ bật lộ vẻ điên cuồng, bàn cổ phiên quét ngang mà đến. Thân ảnh lão giả đột nhiên nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Hoàng phủ bật, một trưởng liền vỗ ra, đồng thời há mồm hét lớn. Tỉnh! Một vòng thanh quang từ lòng bàn tay hắn đánh ra. Trực tiếp rơi vào sau lưng Hoàng phủ bật. Phanh! Phốc! Hoàng phủ bật phun ra một ngụm huyết, khí tức cả người thoáng cái uể oải xuống, trong mắt tràn đầy vẻ bất định. Tay phải lão giả đánh ra vài đạo quyết ấn, lăng không một điểm, một đạo kim quang hội tụ ở đầu ngón tay, chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một viên đan dược sáng loáng, quát. Há mồm! Hoàng phủ bật thành thành thật thật há miệng, tùy ý đối phương đưa đan dược vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Lúc này lão giả mới thu hồi trưởng thế nói. Vừa rồi ngươi có bao nhiêu nguy hiểm cũng không cần ta nói, hảo hảo điều tức một chút đi. Lý Vân Tiêu nắm chặt tay, trên mặt dâng lên tức giận nói. Nam Khâu Vũ, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch sao? Lão giả cười ha ha một tiếng nói. Sao dám, nghĩ không ra phá quân vũ đế vậy mà tập được đại diễn thần quyết, thực sự là khiến người hâm mộ. Chỉ bằng điểm ấy liền có thể cho ngươi một mặt thiên tiệm lệnh. Nhưng không nghĩ tới Lục Giản Bác đã cho ngươi trước. Chậc chậc, nhãn quang của Lục Giản Bác quả nhiên không tệ. Tên lão giả phía sau kia khiêm tốn nói. Đại nhân quá khen, ta cũng là nhìn hắn thiên tư phi phàm, nghĩ để cho hắn đi thử một chút. Không nghĩ tới lại là phá quân vũ đế trọng sinh, khó trách.
Người này chính là Lục Giản Bác, tuy trong mắt có chút khiếp sợ, nhưng vẫn mang theo dáng tươi cười hữu hảo hướng Lý Vân Tiêu gật đầu một cái. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Thiên tiệm lệnh là ta dùng đồ đạc đổi lấy. Sao nói như là ngươi bố thí? Lục Giản Bác cười nói. Phá Quân đại nhân nói đùa rồi, thiên tiệm lệnh là vật chân quý bực nào, tuy ta cần thiết lệ, nhưng há có thể so với thiên tiệm lệnh. Lý Vân Tiêu vung tay lên, ngắt lời nói. Chuyện thiên tiệm lệnh ta không nói nữa, nhưng lúc này các ngươi xuất hiện, từ trong tay ta cứu Hoàng Phủ Bật, cái này là ý gì? Hoàng Phủ Bật vốn đang điều tức dưỡng thương, nghe vậy dương đôi mắt, bắn ra hai đạo hàn mang, trực thấu nhân tâm, làm cho Lý Vân Tiêu cũng theo đó lạnh mình. Thực lực của hắn vẫn chưa yếu đi bao nhiêu, chỉ là đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, sau đó bị ảo thuật của Lý Vân Tiêu dẫn dắt, càng lúc càng không có khả năng thu thập, từng bước tan vỡ, lại được Nam Khâu Vũ cứu lại. Nam Khâu Vũ nói, ta cùng Hoàng Phủ Bật đại nhân giao tình không cạn, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, đó chính là nói giữa chúng ta không có giao tình đúng không? Nam Khâu Vũ, ngày khác thời điểm ta và Thiên Tinh Tử giết lên thiên tiện nhai của ngươi, mong ngươi nhớ đến chuyện hôm nay, ngươi chết không oan. Nam Khâu Vũ đổ mồ hôi, vội nói, Phá Quân Vũ Đế đại nhân bớt giận. Ta cứu Hoàng Phủ Bật ngoại trừ cùng hắn giao tình không cạn ra, còn có một nguyên nhân vô cùng trọng yếu. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc, cả kinh nói. Chẳng lẽ là vĩnh sinh chi giới của Lang Hoàn Động Thiên mở ra? Hoàng Phủ Bật cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nam Khâu Vũ nhẹ nhàng cười nói. Chính phải. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cùng Hoàng Phủ Bật đều đại biến, hai người không khỏi thì thào thì thầm, vũ chi trung cực, thần chi sơ thủy. Khoát nhiên chi cảnh. Vĩnh sinh chi giới. Nam Khâu Vũ cũng có chút kích động, hưng phấn nói. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã tới lúc vĩnh sinh chi giới mở ra. Thử hỏi lúc này, ta làm sao có thể để cho ngươi giết Hoàng Phủ Bật đại nhân đây? Lục Giản Bác nói. Giới lực của vĩnh sinh chi giới chỉ có dùng hồn lực mới có thể phá vỡ. Hoàng Phủ Bật đại nhân ở hồn đạo lĩnh ngộ thiên hạ hiếm có, là người chủ nhân nhà ta coi trọng nhất. Nam Khâu Vũ nói. Phá Quân đại nhân tu luyện đại diễn chân quyết, một trong tứ đại thần quyết, thực sự là phát hiện ngoài ý chuyến này của lão hủ. Ha ha, Phá Quân đại nhân ngay cả thiên đáng sơn mạch cũng dám đi, vĩnh sinh chi giới này mở ra, tự nhiên sẽ không bỏ qua a. Hừ, Lý Vân Tiêu nặng nề hừ lạnh một tiếng nói. Ta đã có thiên tiệm lệnh, tự nhiên sẽ đi. Hắn đưa tay một phen, khối lệnh bài giản dị tự nhiên kia xuất hiện trong tay, cau mày nói. Không có phản ứng. Nam Khâu Vũ nói. Quy luật lang hoàn tiên cảnh mở ra lão hủ tự có nắm giữ, bây giờ còn không phải lúc. Trong mắt hắn chớp động tinh mang nói. Phá Quân đại nhân còn có thời gian, đem đại diễn thần quyết lĩnh ngộ thêm một bước, có khi sẽ cởi ra bí mật của vĩnh sinh chi giới, tạo phúc thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói. Vẫn là bình tĩnh chút đi, chuyện vĩnh sinh chi giới đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Ta chỉ muốn biết chuyện hôm nay nên xong việc như thế nào. Nam Khâu Vũ nhìn Hoàng Phủ Bật một cái nói. Phá Quân đại nhân trước thu nhãn thuật lại đi, một con mắt lớn như vậy ở trên hư không nhìn ta, nội tâm thực sự có chút lo lo à. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn chậm rãi hiện ra nguyệt đồng, giống như là một vòng huyết nguyệt tiên diễm, chớp mắt liền biến mất. Tất cả mọi người thấy được không gian bốn phía biến đổi, lập tức trở về trời không lúc trước. Bốn phía âm phong trận trận. Xa xa Thiên Tinh Tử cùng tám gã Phệ Hồn Tông trưởng lão còn đang tiến hành chiến đấu, các loại đại chiêu răng khắp nơi. Nam Khâu Vũ nói. Bật đại nhân, để cho bọn họ dừng tay đi. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật âm trầm, rất không tình nguyện nói. Ta bảo bọn họ dừng tay, Thiên Tinh Tử có thể dừng tay sao, người trước để cho Thiên Tinh Tử dừng tay đi. Lúc này hắn không để ý tới Nam Khâu Vũ nữa. Mà là hai tay không ngừng bấm niệm thần chú, từng đạo kim quang từ đầu ngón tay hắn bay lên, bàn cổ phiên mở ra. Bốn phía âm phong trận trận nhất thời chịu ảnh hưởng, gào thét bay tới, đều thu nhập trong phiên. Kim lâu trên tường phiên kia thoáng cái sáng lên, chậm rãi khôi phục sinh cơ, trong hốc mắt của nó dần dần ngưng tụ thần thái. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, đích thật là từ đại diễn thần quyết tìm hiểu ra, còn bảo lưu thần vận nhất định, chỉ bất quá đi lên tà đạo mà thôi. Ngữ nhân màu vàng kia khôi phục hình thái lúc đầu, Hoàng Phủ Bật thu bàn cổ phiên lại, lúc này mới lên tiếng nói.
tất cả dừng tay đi. Mấy người kia đã sớm phát hiện tình huống bên này, một mực phân tâm chú ý, nghe vậy nhất thời tách ra, tám đạo quang mang chạy như bay tới, cả kinh nói. Tông chủ đại nhân, sắc mặt Tập Ngọc Luân cả kinh, vội nói. Nguyên lai là Thiên Tiệm Nhai Nam Khâu Vũ đại nhân. Dư trưởng lão cũng kinh hãi, nhìn hai lão giả trước mắt, lộ ra vẻ kính sợ. Nam Khâu Vũ, ngươi dám quản việc của ta. Thiên Tinh Tử hổn hển, giận dữ nâng đao muốn chém tới. Nam Khâu Vũ vội vã phất tay, xin khoan dung nói. Thiên Tinh Tử đại nhân bớt giận, hôm nay thực sự là hành động vô ý. Ta đến tìm bậc đại nhân, không nghĩ lại gặp các ngươi ác đấu. Ta làm người ngoài cuộc hòa giải một chút mà thôi. Thiên Tinh Tử lạnh lùng nói. Vô ý, nếu ngươi muốn tìm Hoàng Phủ Bật, tất nhiên sẽ đi Phệ Hồn Tông, sao lại đến đây? Bổn tọa vì hôm nay, thiết kế đã lâu, làm ra vô số tính toán, lại bị ngươi vô ý phá hủy. Hắn giận dữ mà cười nói. Ha ha, xem ra sau này ta cũng phải nhiều vô ý với ngươi rồi. Nam Khâu Vũ nói. Đại nhân nghĩ như vậy, thật sự là làm sợ lão hủ. Lúc này phá quân đại nhân đã ngừng tay, chỉ còn đại nhân, nếu lão hủ không khuyên can mà nói, vậy để bật đại nhân cùng tám vị trưởng lão đánh bại đại nhân đi. Cái này, ngươi, Thiên Tinh Tử thoáng cái nói không ra lời, nếu không có Lý Vân Tiêu, hắn đích xác đã thua. Thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh, tựa hồ không có bất mãn, nên hừ nói. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, Cổ Phi Dương sao lại ngừng tay, nói chung chuyện hôm nay, ta ngươi đã có ân oán. Vạn tinh cốc của hắn tổn thất thảm trọng, thất tán tử, kỳ khôi, thậm chí bảo huynh của hắn cũng ở một trận này vẫn lạc, càng nghĩ càng giận, một ngụm tâm huyết dâng lên, hầu muốn phun ra. Hoàng Phủ Bật châm chọc nói. Nam Khâu Vũ, nếu hắn không biết phân biệt, vậy không bằng để ta giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nam Khâu Vũ vội nói. Trăm triệu lần không thể, ta là tới khuyên can, không hy vọng nhìn thấy các ngươi giết hắn. Hoàng Phủ Bật nói. Tốt, ngày hôm nay xem mặt mũi của ngươi, ta liền tha cho hắn một mạng. Trong mắt hắn hàn quang lóng lánh nói. Thiên Tinh Tử, sổ sách hôm nay ta sẽ từ từ tính với ngươi. Bản thân Thiên Tinh Tử vẫn chưa bị thương gì, chỉ là tức giận công tâm, thấy Hoàng Phủ Bật đắc ý cùng giễu cợt, thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Nam Khâu Vũ nói. Phệ Hồn Tông cùng Vạn Tinh Cốc ở Tây Vực mấy vạn năm, hà tất vì thế tục mà phân tranh. Chẳng lẽ các ngươi không muốn toàn tâm truy cầu đại đạo sao, hiện tại vĩnh sinh chi giới mở ra, đó là cơ hội trời ban. Cái gì, vĩnh sinh chi giới muốn mở ra? Cả người Thiên Tinh Tử run lên, khiếp sợ không thôi. Nam Khâu Vũ gật đầu nói. Chính phải, đây chính là nguyên do ta tới đây tìm bậc đại nhân. Thiên Tinh Tử hơi biến sắc mặt, hừ lạnh nói. Trong thiên hạ người hồn thuật mạnh hơn hắn đếm không hết. Mặc dù là Cổ Phi Dương đại nhân cũng hơn xa hắn, tìm hắn có cái dám dùng. Hoàng Phủ Bật lạnh lùng nói. Ta lại vô dụng cũng có người tìm, nhưng có người tìm ngươi sao, dám cũng không bằng. Chết tiệt! Thiên Tinh Tử vung đao lên, thoáng cái liền chém qua, không trung họa xuất một đạo bạch quang. Nam Khâu Vũ hơi biến sắc, giơ tay lên ngăn cản, phanh một tiếng đánh vào trảm hồn đao, đánh văng Thiên Tinh Tử ra. Sắc mặt Thiên Tinh Tử đại biến. Cả giận nói. Nam Khâu Vũ, ngươi là quyết tâm muốn cùng hắn đối phó ta sao? Nam Khâu Vũ thu trưởng, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Thiên Tinh Tử đại nhân, nếu ngài cố ý muốn tạo tên địch nhân này, ta cũng sẽ không ngại. Thiên Tinh Tử giận sôi lên, biết lần này muốn giết Hoàng Phủ Bật là chuyện không thể nào, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Lý Vân Tiêu nói. Thiên Tinh Tử, thiên đạo định số, hết nhân sự là được. Có lẽ lần này Phệ Hồn Tông vốn chưa tận số, ngươi lại cố gắng như thế nào cũng uổng công. Nam Khâu Vũ khen. Lời ấy của phá quân đại nhân rất hợp lòng ta. Ngươi cũng không cần cụt hứng, miếng thiên tiệm lệnh này cho ngươi, có lẽ sẽ có cơ duyên lớn hơn chờ ngươi. Một tấm lệnh bài từ trong tay hắn bay ra, sau khi Thiên Tinh Tử nhận được nhìn thoáng qua, thở thật dài một hơi. Nam Khâu Vũ thấy hắn tiếp lệnh, biết hắn đã bị ép tiếp nhận thế cục trước mắt, nhất thời mỉm cười. Hoàng Phủ Bật nói, Nam Khâu Vũ đại nhân, nơi đây hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp nói chuyện, xin di giá tới Tổng Bộ Phệ Hồn Tông A. Nam Khâu Vũ gật đầu nói, được, chẳng biết phá quân đại nhân có hứng thú không, ta sẽ nói rõ tình huống vĩnh sinh chi giới một chút.
Lý Vân Tiêu nhíu mày, hắn xác thực muốn biết nhiều chuyện của vĩnh sinh chi giới hơn, nhưng lúc này không phải lúc. Hảo ý của nam tiên sinh ta tâm lĩnh, đợi lần sau sẽ đi thiên tiệm nhai một chuyến. Nam Khâu Vũ nói, vậy lão hủ ở thiên tiệm nhai bày trà rượu xin đợi đại giá. Nói xong liền phẩy tay áo một cái, cùng Lục Giản Bác, còn có mọi người Vệ Hồn Tông tiến vào trong cánh cửa kia. Sau đó cửa kia hóa thành bạch quang lóe lên, liền biến mất. Thiên Tinh Tử nặng nề phun ra một ngụm oán khí, trong mắt cực độ không cam lòng. Lý Vân Tiêu nói, việc đã đến nước này, đại nhân lại suy nghĩ nhiều cũng vô ích, không bằng buông ra ý chí, đối mặt nguy cơ tương lai đi. Thiên Tinh Tử nói, phá quân đại nhân nói phải, lần này Vạn Tinh Cốc hao binh tổn tướng, sợ là trong ngắn hạn khôi phục không nổi. Lý Vân Tiêu nói, Phệ Hồn Tông cũng không tốt đi nơi nào, đây đối với hai phái, thậm chí toàn bộ Tây Vực mà nói có khi là một chuyện tốt. Hơn nữa Nam Khâu Vũ nói không sai, chúng ta nên đem càng nhiều tinh lực đặt ở tu luyện, mà không phải ngươi tranh ta đoạt. Thiên Tinh Tử nói, cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Lần này đa tạ phá quân đại nhân xuất thủ tương trợ, bằng không ta từ lâu đã tan tác. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói, ta trợ giúp ngươi cũng là vì mình, bởi vì ngươi khai ra điều kiện đáng giá ta xuất thủ. Thiên Tinh Tử mi tâm khẽ động nói, chẳng biết phá quân đại nhân muốn ở Vô Pháp Thiên làm chuyện gì. Lấy thực lực của đại nhân, chỉ cần không phải siêu phàm nhập thánh thì không cần lo lắng. Lý Vân Tiêu nói, không nói tới có bao nhiêu nguy hiểm, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Trong lòng Thiên Tinh Tử âm thầm khó chịu, hắn mới không tin Lý Vân Tiêu nói chỉ vì phòng bị, nhưng nếu đối phương không chịu nói cũng không có biện pháp. Hơn nữa hiện tại vĩnh sinh chi giới mở ra, giá trị của Lý Vân Tiêu cực lớn, ngay cả Nam Khâu Vũ cũng phải nịnh bợ giao hảo hắn, Thiên Tinh Tử tự nhiên cũng vậy. Được rồi, khí hậu ở Vô Pháp Thiên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nghe chư vị nói là cửu u uế thổ ngưng tụ thành, cửu u uế thổ này còn ở trong Vô Pháp Thiên không? Lý Vân Tiêu hỏi. Thiên Tinh Tử nói, tựa hồ đại nhân muốn tìm thần ý tử kim trùng cùng cửu u uế thổ. Hắn cười nhạt một tiếng, liền giải thích. Khí hậu trong Vô Pháp Thiên hình thành chẳng biết bao nhiêu vạn năm, trước đây ta cũng không chú ý tới, thẳng đến Lộc Nghiêu xuất hiện. Ta mới bắt đầu lưu ý, nghĩ không ra dĩ nhiên là âm mưu của Hoàng Phủ Bật, đáng trách. Chết tiệt! Lý Vân Tiêu cổ quái nhìn hắn một cái, rõ ràng là ngươi tính kế người ta trước, hiện tại lại trách người khác. Thiên Tinh Tử tựa hồ từ ánh mắt của hắn đọc ra điều gì, có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc, lúc này mới nói. Sau khi Lộc Nghiêu xuất hiện, ta cũng rất giật mình, lúc này mới bắt đầu chú ý cùng điều tra lai lịch Vô Pháp Thiên, quả nhiên để cho ta tìm được không ít tin tức hữu dụng. Ở đây trước kia từng tồn tại qua một quốc độ, đồ đằng của bọn chúng là thần ý tử kim trùng. Về sau chẳng biết tại sao lại phủ xuống một con chân linh. Bát âm cổ tinh điểu. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Ngũ hành thổ hệ chân linh, bát âm cổ tinh điểu. Thiên Tinh Tử nói. Chính là nó, theo kết quả của vưu mật điều tra, là trong quốc độ thời ấy, xuất hiện một kẻ phản bội, lúc bị trục xuất du lịch thiên hạ, không chỉ tu luyện được tuyệt thế thần thông. Còn hàng phục được một con bát âm cổ tinh điểu, sau đó hắn trở về báo thù, trải qua một hồi đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng đem nơi đây triệt để hóa thành phế tích. Lý Vân Tiêu nói. Nói cách khác, ngọn nguồn của những cửu u uế thổ này, đều là thổ hệ lực của bát âm cổ tinh điểu ngưng tụ thành. Nhưng những thần ý tử kim trùng chừng hạt gạo kia lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Tinh Tử nói. Mấy thứ này không tính là thần ý tử kim trùng chân chính. Nắm đó hẳn là sau khi thần ý tử kim trùng vẫn lạc, tinh nguyên toàn thân bị mai táng ở đây, không ngừng chìm vào đại địa, sau đó lạc vào trong Vô Pháp Thiên. Ngũ hành chân nguyên phân tán, nhưng lại bất diệt, số lớn kim hệ lực tản ra, liền sinh ra vô số tồn tại thật nhỏ này. Lý Vân Tiêu chợt nói. Thì ra là thế. Hắn có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc những thần ý tử kim trùng này sinh ra kim linh chi khí sẽ không thuần túy. Thiên Tinh Tử cười nói. Chẳng lẽ đại nhân muốn thu thập kim linh chi khí thuần túy? Trong mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời nói. Chẳng lẽ đại nhân có? Thiên Tinh Tử lắc đầu nói. Mặc dù ta không có, nhưng sau khi điều tra rõ ràng chân tướng của Vô Pháp Thiên, ta cũng đang suy tính hai chuyện này. Dù sao kim linh chi khí cùng cửu u uế thổ đều là tồn tại khó tìm trong thiên địa, đặc biệt là cái sau, đã ở trong Vô Pháp Thiên hóa linh. Hóa linh.
thân thể Lý Vân Tiêu run lên, nhớ lại Tiểu Thanh nói. Chẳng lẽ là tồn tại chân linh? Thiên Tinh Tử nói. Chân linh thì không đến mức, nhưng lực lượng không thể khinh thường. Ngay cả ta và Hoàng Phủ Bật đánh một trận cũng không dám chọn trung tâm vô pháp thiên, mà là chọn chỗ giao giới chiến hồn sơn này. Hắn nhìn thoáng qua chiến hồn sơn hoang vắng trước mắt, từ lâu hóa thành phế tích không còn tồn tại nữa, cảm khái thở dài nói. Nếu có thể không thâm nhập vào đó là tốt nhất. Hai mắt Lý Vân Tiêu bắn ra ánh sáng, hắc hắc nói. Ta còn thật khát vọng có thể gặp phải một con chân linh đây này. Thiên Tinh Tử. Đi thôi. Lý Vân Tiêu phất ống tay áo, mang theo Trần Thiến Vũ hóa thành một đạo quang mang, hướng trung tâm vô pháp thiên bay đi. Thiên Tinh Tử sửng sốt một chút nói. Thật đúng là đi à. Hắn cũng vội vàng đuổi kịp. Cùng Phệ Hồn Tông đánh một trận trọn ở chiến hồn sơn, cũng không phải là sợ thổ hệ hóa linh, mà là không muốn phức tạp, gặp phải phiền toái không cần thiết. Phệ Hồn Tông cũng có tâm tư đồng dạng, cho nên không mưu mà hợp đem chiến trường đặt ở chiến hồn sơn. Ba người thâm nhập bay hồi lâu, xung quanh đều là một mảnh hoang vu tối tăm mờ mịt, nhìn không thấy bất cứ vật gì. Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ánh nắng trên bầu trời chiếu xuống, xuyên thấu qua tầng tầng hôi vụ có chút mông lung, lông mày không khỏi nhíu một cái. Trần Thiến Vũ nói, làm sao vậy? Hắn có chút thở dốc, trên người có một tầng bạch quang nhàn nhạt hộ thể. Thời khắc này cho khí so với ngoại vi dày đặc mấy lần, hơn nữa vốn trọng thương trong người, sắc mặt Trần Thiến Vũ phi thường khó coi. Thiên Tinh Tử nói, chẳng lẽ chúng ta trúng chiêu? Trúng chiêu? Trần Thiến Vũ cả kinh, nói. Có ý gì? Thiên Tinh Tử cũng ngẩng đầu nhìn trời nói. Ban đầu ta cũng có chút hoài nghi, nhưng Phá Quân đại nhân ở đây, thiên hạ ảo thuật nào có thể lừa gạt được hắn, cho nên không dám vững tin. Lý Vân Tiêu quay đầu nói. Đại nhân quá để mắt ta rồi, chúng ta đang ở tại chỗ đảo quanh. Ở đây thần thức bị che đậy, ta cũng không có phát hiện. Trần Thiến Vũ cả kinh nói. Có thể lừa gạt cả hai người, sợ là thật cùng chân linh kém không xa. Lý Vân Tiêu nói. Cái này vị tất, mấu chốt là cho khí che giấu thần thức, hơn nữa nơi đây trống trải, ánh mặt trời chiếu không dưới, không có bất kỳ vật tham khảo, đi như thế nào nữa cũng khó phát hiện. Trần Thiến Vũ nói. Vậy làm sao bây giờ? Hắn tuy có chút sợ, nhưng không hoảng, hai vị trước mắt là đại nhân vật danh chấn thiên hạ, rất ít vấn đề mà bọn hắn không giải quyết được. Thiên Tinh Tử nói. Phá Quân đại nhân, giờ phải làm sao? Lý Vân Tiêu nói. Người vẫn là gọi ta Vân Tiêu ta đi, Phá Quân Cổ Phi Dương đã là quá khứ, ta cũng rất muốn nghe cái nhìn của đại nhân một chút. Trong mắt Thiên Tinh Tử lóe lên kinh ngạc, nói. Đã như vậy, ta liền kêu ngươi một tiếng Vân Tiêu lão đệ. Hiện nay có khả năng khẳng định là chúng ta thân ở trong ảo thuật, chỉ cần tìm địch nhân ra là có thể giải quyết dễ dàng. Còn nữa, lão đệ đối với đạo này nghiên cứu thiên hạ không ai bằng, sẽ có biện pháp tốt hơn a. Hắn nói bằng chưa nói, Trần Thiến Vũ nghe mà một trận không nói gì. Lý Vân Tiêu nói, khó khăn là hoàn cảnh nơi này, thổ hệ yêu thú hoàn toàn có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, muốn tìm ra so với bình thường chắc trở gấp trăm lần. Thiên Tinh Tử chớp mắt cười nói, khó khăn đi nữa Vân Tiêu lão đệ cũng có biện pháp a. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, hai tay bắt đầu bấm niệm thần chú, trên thân thể dần dần hiện ra ma văn, nguyệt đồng thoáng cái nổi lên. Thiên Tinh Tử bỗng nhiên mở to hai mắt, không nháy một cái theo dõi hắn thi thuật. Sau đó trên thân thể hiện ra thất thải quang mang, hướng trên bầu trời hội tụ, ngưng tụ thành hư ảnh một đôi mắt, chậm rãi mở ra, ngóng nhìn đại địa. Trong con ngươi hiện ra bốn trận pháp quỷ dị, phân biệt đặt ở hai bên song đồng, từ trong con ngươi bắn ra các loại ánh sáng, sau đó con ngươi xoay chuyển, không gian ở trong nháy mắt co rút lại, thoáng cái bị hút vào. Thân thể của Trần Thiến Vũ cùng Thiên Tinh Tử đều vặn vẹo, hai người thất kinh, vội vàng bấm niệm thần chú ổn định thân hình. Toàn bộ thiên địa không ngừng xoay tròn, số lớn cho khí bị thu vào nguyệt đồng hư ảnh. Giống, đột nhiên một tiếng gầm gừ truyền đến. Trước nguyệt đồng hư ảnh thoáng cái hiện ra một con quái thú, toàn thân có áo giáp hậu thổ, giơ bàn tay to lên liền đánh tới hư ảnh. Phanh! Số lớn cho khí ở trên nguyệt đồng hư ảnh nổ lên, toàn bộ nhãn cầu hoảng hốt tiêu thất, thiên địa xoay chuyển, thoáng cái khôi phục như thường. Mắt phải của Lý Vân Tiêu hơi co lại, phù văn cổ quái ở trên nhãn cầu lóe lên liền tiêu thất.
Ba người nhìn chằm chằm quái thú trước mắt, giống như một con bọ cánh cứng đứng thẳng, trên người bám đầy tầng đất, đầu cực nhỏ, phía trên còn có hai cái râu. Thân thể quái thú khẽ động, muốn nhảy vào đại địa. Hưu, thân ảnh thiên tinh tử khẽ động, liền xuất hiện ở trước nó, cười lạnh một tiếng đánh ra một chưởng. Trong sát na quái thú xuất hiện, cũng đã bị ba người tập trung. Ầm, một chưởng kia ở trên không trung biến hóa, hung hăng phách ở trên người quái thú, số lớn bụi đất tuôn ra, thân thể quái thú kia hóa thành bột mịn, từ không trung nát bấy hạ xuống. Trần Thiến Vũ cả kinh nói. Cái gì, không phải là chân thân? Thiên tinh tử nói. Chân thân nào dễ dàng xuất hiện như vậy, nhưng vật kia khẳng định để mắt tới chúng ta. Trần Thiến Vũ nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nói. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp đem vật kia dẫn ra, cũng không biết chỉ số thông minh của vật kia làm sao. Trong mắt thiên tinh tử sáng ngời nói. Vân Tiêu lão đệ có biện pháp gì tốt? Lý Vân Tiêu nói. Nếu ta dẫn vật kia đến, đại nhân có mấy phần nắm chặt vây khốn hoặc đánh chết? Thiên tinh tử trầm tư nói. Nắm chặt bao nhiêu ta không dám chắc, nhưng ta sẽ làm hết sức. Cho dù vật kia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng mạnh hơn ba người chúng ta liên thủ. Lý Vân Tiêu nói. Vậy liền tốt, nếu không có nắm chặt, ta sợ sẽ có bắn ngược. Hắn vung tay lên, nhất thời một mảnh ngân quang bay ra, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hóa thành vô số kiếm khí, đều rơi vào đại địa, lóe lên liền tiêu thất. Sau đó ngũ chỉ hư nắm, lăng không một chảo, tứ sắc quang mang xoay chuyển, đầu xuất thiên phong ở trong lòng bàn tay chậm rãi biến lớn, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Trong mắt thiên tinh tử sáng ngời, cả kinh nói. Thổ hệ nguyên tố lực thật mạnh, so với hoàn cảnh chung quanh còn mạnh hơn. Ngọn núi này ra vật gì? Trong giọng nói của hắn tràn ngập khiếp sợ. Đầu xuất thiên phong trực tiếp rơi vào đại địa, chấn nảy lên vô số lớp bụi cuồn cuộn. Uy lực bàng bạc bay ra, lan tràn bốn phương tám hướng. Thiên tinh tử mặt mang kinh hãi, cổ khí tức kinh tâm động phách kia tản mát ra lực lượng ba động, làm cho huyết mạch hắn sục sôi. Lý Vân Tiêu nói, vật ấy là tập hợp thể do vài loại thổ hệ nguyên tố biến dị, tất nhiên sẽ dẫn tới vật kia nhìn trộm. Thiên tinh tử kinh ngạc nói, thảo nào lực lượng sẽ cường đại như vậy, nhưng nguyên tố biến dị đều là tồn tại có cá tính cực mạnh, làm sao có thể cùng tồn tại. Vừa dứt lời, trên đại địa liền truyền đến nổ vang, từ xa đến gần, toàn bộ mặt đất như là sóng biển ba đào cuồn cuộn. Ba người thoáng cái cảnh giác. Quang mang trên đỉnh đầu xuất thiên bỗng nhiên đại thịnh, bốn loại nhan sắc ở trên không hội tụ thành hà quang, soi sáng một mảnh huyến lệ. Đột nhiên trên đại địa dâng lên một mảnh ngân quang, phóng lên cao, ở bốn phía đầu xuất thiên phong xoay tròn, bên trong ngân quang hóa ra vô số kiếm ảnh. Lý Vân Tiêu quát. Kiếm trận bị xúc động, vật kia tới. Hắn bấm niệm thần chú, kiếm ảnh đầy trời đột nhiên bị kiềm hãm, sau đó toàn bộ mũi kiếm hướng xuống dưới, như mưa rơi vào đại địa. Phanh, phanh, phanh. Vạn điểm kiếm khí hạ xuống, mặt đất không ngừng nổ lên, nổ ra số lớn thổ hệ khí, hiện lên hoàng lục sắc nhàn nhạt, cùng cho khí hoàn toàn bất đồng. Thiên tinh tử cả kinh nói. Cửu u uế khí. Hắn bấm niệm thần chú quát. Một mảnh hà quang từ trên người hắn bay lên, ở trên không trung biến hóa bất định, như vân như sương. Trên đoàn hà quang mơ hồ có phù quang chớp động, thoáng cái hóa thành mưa phùn, tích tí tách rơi vào đại địa. Hạt mưa rơi vào trên cửu u uế khí, không ngừng tách khí tức màu xanh biếc kia ra. Kiếm quang, hạt mưa, tác dụng lên cả vùng đất, hợp lực áp chế cổ lực lượng kia. Mặt đất nổ mạnh lên, một con trường xà màu xám cho lao ra. Đột ngột từ mặt đất bắn lên. Thân thể nó ở trên không trung xoay quyển, vừa bắn ra liền nhảy vào trong quang mang của đầu xuất thiên phong. Lý Vân Tiêu biến sắc, vội vàng đánh vào đầu xuất thiên phong một quyết ấn, thổ hệ lực minh mông trong nháy mắt ngưng tụ thành lá chắn, như tường đồng vách sắt áp tới trường xà. Quang ảnh lóe lên, thân thể hắc xà tựa hồ trong suốt, trực tiếp xuyên thấu qua. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, trong tay lóe lên quang mang. Quang thiên kiếm hạp rơi vào lòng bàn tay, tay trái bấm niệm thần chú điểm ở trên đó. Vạn đạo kiếm quang từ trong vùng đất vọt lên, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh cự kiếm đuổi theo hôi xà chém qua. Thân rắn thoáng cái bị chém thành hai đoạn, nhưng trong khoảnh khắc liền hóa thành hai con trường xà, giống như dây thừng trói chặt đầu xuất thiên phong, chậm rãi chìm vào đại địa.
đùa gì thế? Lý Vân Tiêu kinh hãi, quái vật kia lại muốn đoạt đâu xuất thiên phong của hắn, dưới tình thế cấp bách, hắn tung giới thần bi ra, đánh tới trên người con rắn kia. Phanh! Hai con hôi xà bị thế giới chi lực đánh trúng, lần thứ hai nổ lên, thân thể bể thành hơn 10 đoạn, càng gắt gao cuộn trên ngọn núi, muốn kéo nó vào trong đại địa. Đâu xuất thiên phong này là do bốn loại thổ hệ nguyên tố ngưng tụ thành, đối với thổ hệ quái thú kia lực hấp dẫn là chí mạng. Thiên tinh tử cả kinh nói. Thứ này tựa hồ đánh không chết, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nói. Đích thật là nguyên tố thân. Hai tay hắn vây quanh ở trước người, một đoàn thủy cầu lam sắc nổi lên, ở dưới quyết ấn hóa thành một con mãnh hổ, hét lớn một tiếng liền vọt xuống. Đâu xuất thiên phong đã có phân nửa bị đẩy vào trong đất. Hơn 10 con hôi xà vừa thấy mãnh hổ, thân thể nhất thời thẳng tắp, tựa hồ bị kích thích, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một con đại viên. Giống. Thổ vượn hét lớn một tiếng, nâng nắm tay liền hướng mãnh hổ oanh qua. Ầm, ầm, ầm. Vừa va chạm, thủy nguyên tố biến thành hổ hình thoáng cái nổ lên. Đột nhiên một mảnh kim quang lóe ra mà đến, mấy đạo xiềng xích ngang trời xuất hiện, giống như mạng nhện khóa lại thổ vượn. Một đầu khác của xiềng xích nằm trong giới thần bi, mảng lớn ma ha cổ văn từ trong giới thần bi tuôn ra, thế giới chi lực như là nguyệt hoa chiếu xuống, soi sáng thân thể thổ vượn. Thiên tinh tử cả kinh nói. Thánh khí. Trong mắt hắn bắn ra vẻ khiếp sợ cùng tham lam, nhưng rất nhanh liền thu lại, chỉ là khiếp sợ không giảm, không nháy một cái nhìn chằm chằm. Lý Vân Tiêu bất mãn nói. Thiên tinh tử, ngươi không phải mới vừa nói bản thân sẽ tận lực sao? Thiên tinh tử có chút lúng túng cười nói. Hắc hắc, vật này là nguyên tố chi thể, có chút khó làm. Lão Phu không có biện pháp đặc biệt gì. Lý Vân Tiêu nói. Nguyên tố chi thể cũng chạy không thoát vạn vật quy tắc, bây giờ nó bị giới lực chi tỏa của ta ngăn chặn, làm phiền đại nhân xuất thủ đánh phế. Được, nếu Vân Tiêu lão đệ dùng đại thần thông khốn trụ nó, ta tự nhiên tận lực. Thiên tinh tử lóe lên liền hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở trước người thổ vượn. Không có bất kỳ hoa chiêu gì, dùng phục hổ quyền đánh tới. Phanh! Quyền kia sức mạnh dâng trào, ở trên ngực thổ vượn nổ lên, nổ ra một cái động lớn. Giống! Thổ vượn cuồng khiếu không ngớt, thân thể không ngừng giằng co, chấn đến xiềng xích ào ào vang lên, bạch quang ở bốn phía hoảng hốt bất định. Lý Vân Tiêu biến sắc, hai tay bấm niệm thần chú, phía sau dâng lên tảng lớn ma ha cổ tự, chính là đại giới thần quyết, không ngừng chớp động. Giới thần bi hạ xuống ánh sáng, tương hỗ chiếu rọi, bạch quang dần dần ổn định lại. Thiên tinh tử không dám chậm trễ, lần thứ hai đánh ra mấy quyền, mỗi một quyền đều đánh lên trên người thổ vượn, không ngừng đánh tan chân nguyên của nó. Mặc cho thổ vượn giãy giụa như thế nào, đều bị giới thần bi áp chế gắt gao, cuối cùng dần dần an phận. Được rồi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu kêu một tiếng, tay bấm niệm thần chú bắn xuống. Thiên tinh tử ngừng lại. Cả người thổ vượn vô lực, bị giới lực chi tỏa ràng buộc, hướng trên bầu trời bay đi. Lý Vân Tiêu nhìn thổ vượn này nói. Ta không biết trí tuệ của ngươi cao bao nhiêu, nhưng nếu gặp được ta, nhất định phải thần phục. Lòng bàn tay hắn ngưng ra một quyết ấn, hướng về cái trán của thổ vượn vỗ tới. Phanh! Giống! Ấn quyết đánh vào mi tâm của thổ vượn, xuất hiện một dấu ấn hồng sắc, khiến nó thống khổ kêu rên. Đột nhiên mi tâm của nó nẻ ra. Dần dần thành lớn, thoáng cái lan tràn hết cả đầu. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, kêu lên. Không xong. Ầm. Cái trán của thổ vượn đột nhiên nổ lên, một cổ lực lượng phóng lên cao, lan ra bốn phương tám hướng. Ngay cả thân thể của nó cũng ở dưới lực trùng kích nổ thành bột mịn, nửa bầu trời đều là cho bụi. Thiên tinh tử kinh dị không thôi nhìn cho bụi khắp bầu trời nói. Dĩ nhiên là phân thân. Ở ngoài trăm trượng, lôi quang thiểm động. Lý Vân Tiêu thoáng cái hiện ra, sắc mặt dị thường khó coi, nhìn chằm chằm phía dưới lạnh giọng nói. Chết tiệt, dám trộm đồ của ta. Đâu xuất thiên phong đã không biết ở đâu, cả vùng đất khôi phục lại bình tĩnh, nhìn không ra có nửa điểm vết tích. Cái gì? Thiên tinh tử hoảng hốt, vội vàng quay thân, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cả kinh nói. Làm sao có thể, lại ở trước mặt ta, lặng yên không một tiếng động đánh cắp ngọn núi kia. Trần Thiến Vũ cũng không quá tin tưởng, ngạc nhiên nói. Cái này, có thể lại là ảo thuật hay không? Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm bất định nói. Cũng không phải ảo thuật, đâu xuất thiên phong cùng ta có một tia liên hệ,
đích xác đã bị đánh cắp. Chắc là mới vừa rồi bạo tạc, cho nên hai ngươi không chú ý. Vẻ mặt Thiên Tinh Tử giận dữ, hừ nói. Nghĩ không ra trí tuệ thứ này lại xảo trá như vậy. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hừ, vật của bản thiếu nào dễ cầm như vậy. Tuy ngươi ngũ hành thổ hệ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa đâu xuất thiên phong là tuyệt không có khả năng. Bản thiếu có khả năng tùy thời cảm giác sự tồn tại của ngươi. Hắn mới vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên sửng sốt, so với gan heo còn khó xem hơn. Trần Thiến Vũ nói. Đại nhân, làm sao vậy? Lý Vân Tiêu cắn răng nói. Cảm ứng của ta đối với đâu xuất thiên phong tiêu thất. Thiên Tinh Tử cũng kinh hãi nói. Điều này sao có thể? Nếu huyền khí đó là vật Vân Tiêu lão đệ luyện hóa, coi như là chân linh cũng không có khả năng trong nháy mắt luyện hóa lạc ấn a. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận nói. Chắc là dùng phương pháp nào đó cô lập cảm ứng của ta đối với đâu xuất thiên phong, cái này phiền toái, nơi đây là sân nhà của nó, muốn tìm ra khó như lên trời. Thiên Tinh Tử nói. Mặc dù có bí thuật ẩn giấu, cũng không có thể một chút khí tức cũng không đi. Lý Vân Tiêu có khổ khó nói, đâu xuất thiên phong hắn bất quá là luyện hóa chút da lông mà thôi, đối với nó hiểu không nhiều lắm. Ta nghĩ có thể có biện pháp. Hắn lăng không ngồi xếp bằng xuống. Thần thức thoáng cái tiến nhập giới thần bi, tìm linh mục địch hỏi ý kiến. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, mi tâm bắn ra một đạo quang mang, tuần thiên đấu ngưu lắc lư từ trong quang mang hiện thân ra. Lý Vân Tiêu tiến lên vỗ vỗ cái trán của nó, cúi đầu ở bên tai nói nhỏ vài câu. Tuần thiên đấu ngưu lắc lắc đầu, trong mắt một mảnh thanh quang, giơ chân lên đạp đạp mấy cái. Một mảnh thanh sắc từ dưới chân nó lan tràn, kéo dài vô cùng xa. Tuần thiên đấu ngưu thấp giọng nhẹ giống một tiếng, giơ chân lên đi về một phía, không gian ở dưới chân nó co duỗi, lập tức là trăm trượng. Thiên Tinh Tử cả kinh nói. Vân Tiêu lão đệ, con rối này không đơn giản a. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Con rối này là ta hướng người mượn tới, hy vọng có thể tìm đâu xuất thiên phong về, bằng không liền thực sự thiệt lớn. Ba người vội vàng đuổi theo tuần thiên đấu ngưu, ở trong vô pháp thiên không ngừng tiến lên. Thiết Ngưu mỗi đi một bước, dưới chân đều là một mảnh thanh quang văng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng cái không biết chạy đi bao xa. Đột nhiên tuần thiên đấu Ngưu ngẩng mặt giống một tiếng, nửa người trước trực tiếp giơ lên, một hư ảnh thanh Ngưu ở trên trời hiện ra, mạnh mẽ đi về phía trước một bước. Ầm, bầu trời trong nháy mắt nghiền nát, hình thành một cơn phong bạo. Toàn bộ mặt đất không ngừng nhấc lên, nơi cơn lốc đi qua, khắp bầu trời là cát bụi. Tuần thiên đấu ngưu đánh ra một kích, thân thể xoay chuyển liền vọt xuống dưới, trực tiếp vào trong đại địa. Ầm ầm, đột nhiên mặt đất nổ lên, một đạo thanh quang bay vụt, đúng là tuần thiên đấu ngưu bị chấn bay ra. Lý Vân Tiêu quát, xuất thủ, hắn bấm niệm thần chú, thân thể trong nháy mắt hóa lôi, một đạo lôi đình hạ xuống, kích vào chỗ tuần thiên đấu ngưu bay ra. Trong khoảnh khắc cả vùng đất lôi quang cuồn cuộn, giống như sóng biển, toàn bộ bầu trời cũng theo đó biến sắc. Thiên Tinh Tử kinh nghi bất định nói. Lôi giới. Hắn cũng không dám chậm, thân ảnh lóe lên liền bay xuống. Ầm, đại địa bị phá vỡ, một con quái vật thổ hệ giải khai lôi giới ràng buộc, mạnh mẽ đứng thẳng lên. Chiều cao hơn 10 trượng, cả người hôi sắc, cái trán mọc hai sừng, phía sau có một cái đuôi co giãn 10 phần giống như xà. Nó vừa lao ra mặt đất, trong mắt tràn đầy giận dữ, liền cảm thấy một cổ khí tức cực độ nguy hiểm hạ xuống. Một trường ấn giống như thiên màn hạ xuống, trên lòng bàn tay có vô số trận tuyến rậm rạp chẳng chịt phong thiên tỏa địa. Quái vật há miệng phun mạnh, một tảng đá bay ra. Phanh! Đá lớn ở dưới trường ấn trong nháy mắt nát bấy, khí thế kia làm cho thân thể quái vật run lên, vậy mà cúi người xuống. Ầm! Trường lực hoàn toàn rơi vào trên đầu nó, tạc nảy lên vô số thổ thạch, như là sơn thể đổ nát. Trong miệng quái thú phát sinh thanh âm cổ quái. Nửa bên mặt băng tán ra, toàn bộ thân thể ngã xuống. Thiên địa thủy nguyên. Thanh âm của Lý Vân Tiêu lạnh như băng truyền đến, một đoàn hơi nước lam sắc không ngừng hiện lên, ở trên trời biến hóa. Hóa kiếm. Hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành cự kiếm, chém tới quái thú. Phanh. Quái thú kia tựa hồ mẫn tiệp cực thấp, cứ như vậy bị kiếm chém trúng, thủy nguyên hóa kiếm trực tiếp đâm rách sau lưng nó, từ trong ngực bay ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu thất kinh nói. Chẳng lẽ lại là phân thân?
Phanh! Quái thú nổ mạnh lên, thân thể to lớn sinh ra lực lượng cuốn chiếu thiên địa, toàn bộ thế giới đều là cho khí, khiến người hít thở không thông. Sai, không phải phân thân. Lý Vân Tiêu cả kinh, thổ hệ lực cường đại hoàn toàn cắt đứt thần thức cùng tầm nhìn, nhưng có một cổ lực lượng làm hắn kinh hãi đè ép đến, dị thường nguy hiểm. 3. Hai tay hắn ở trước người hợp lại, song đồng hóa thành hắc sắc, có thất thải quang mang ở bốn phía con ngươi hiện ra. Phía sau dâng lên vòng xoáy hắc sắc, chân ma pháp thân xuất hiện, giơ tay liền hướng phía trước vỗ tới. Ầm. Chân ma cự linh cúi thân thể xuống, đen bàn tay to kia đánh nhập đại địa. Giống. Một tiếng nộ hống kinh thiên truyền đến, đại nguyên lực ba động, tựa hồ dị thường tức giận. Hắc. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói. Nhìn ngươi trốn làm sao? Hai tay hợp ở trước người bấm niệm thần chú, hóa thành ba đầu sáu tay. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thoáng cái bay ra, mạnh mẽ chém tới. Hiu. Kiếm ảnh ngang dọc, bay về phía trước liền tiêu thất, chỉ nghe thấy âm thanh cát đá nát bấy truyền đến. Mặc dù nhãn thuật của Lý Vân Tiêu không thể xem thấu tầng tầng bụi mù, nhưng đã phát hiện thân ảnh quái thú kia, hình thái nó vẫn như cũ, chỉ là rút nhỏ mấy lần mà thôi. Hình thái vừa rồi chắc là ngưng tụ đại lượng thổ hệ lực diễn biến, cũng chỉ là một tầng thể xác. 36 thanh kiếm xen vào trong cơ thể quái thú, bàn tay của chân ma cự linh lại trực tiếp nắm lấy nó, ma khí không ngừng chống lại cửu u uế khí. Quái thú là ngũ hành chi thổ hội tụ thành, rất khó giết chết. Trên tay Lý Vân Tiêu có ánh sáng nhu hòa, giới thần bi chậm rãi hạ xuống, đánh ra một đạo quyết ấn, nó nhất thời bay ra ngoài. Trên bi chớp động ánh sáng ngọc lưu ly, không ngừng trải khắp. Trong ánh sáng ngọc lưu ly lại có kim mang sáng quắc, mơ hồ có xiềng xích lóe lên, soi sáng cổ kim. Phân thân quái thú kia trước bị pháp tắc chi liên của giới thần bi khóa lại, lòng còn sợ hãi, thoáng cái dẫy dụa lợi hại hơn. Phanh! Bàn tay của chân ma cự linh vỡ nát, quái thú khó khăn xoay lại thân thể, 36 thanh kiếm xen vào trong cơ thể nó, kiếm mang ngân sắc ở trên thân thể nó lan tràn. Trắng trợn phá hư nhục thân, không ngừng có cửu u uế khí băng tán. Mắt thấy giới thần bi bay tới, nó gào thét lên, khuynh lực phun ra, một đạo hôi sắc khí kích bắn tới. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, trên hôi sắc khí kia mơ hồ có một ngọn núi xoay tròn, đúng là đâu xuất thiên phong của hắn, ở dưới cửu u uế khí ảnh hưởng trực tiếp công kích. Hắn đột nhiên hít một ngụm lãnh khí, vật kia nếu đập trúng giới thần bi mà nói, có trời mới biết sẽ là hậu quả gì. Hắn vội vàng bấm niệm thần chú, nhất thời giới thần bi bị kiềm hãm, xoay chuyển liền bay trở về. Quái thú kia đưa ra ngũ chỉ chảo một cái, lập tức chộp đâu xuất thiên phong vào tay, ngoại trừ vốn là tứ sắc, lần thứ hai nhiều hơn hôi sắc, năm loại màu sắc lan ra, trực tiếp chiếu trên người mình. Phanh, phanh, phanh. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở dưới ánh sáng ngũ sắc, chuôi chuôi bị chấn bay. Lý Vân Tiêu nhìn mà trừng mắt. Vật kia không chỉ luyện hóa đâu xuất thiên phong, hơn nữa trực tiếp đem cửu u uế khí dung nhập vào, luyện đến đệ ngũ trọng. Trước đây Linh Mục Địch cùng hắn giảng giải luyện chế đâu xuất thiên phong, nói rõ mỗi một tầng thứ đề thăng đều rất khó, cần công phu lớn lao, mà thứ này đạt được đâu xuất thiên phong mới bao lâu. Ầm ầm, đầu quái vật kia đột nhiên nổ lên, nổ thành vô số bột mịn. Chính là thiên tinh tử vỗ tới một trường, liền đánh bể đầu đối phương, hắn cau mày nói. Dễ dàng như vậy liền chết, lẽ nào cũng là phân thân. Lý Vân Tiêu kinh hô. Cẩn thận. Vô số cắt bụi bốn phía quái vật lượn vòng, lần thứ hai ngưng tụ thành một cái sọ, nắm đầu xuất thiên phong ném tới. Thiên tinh tử nói. Thổ hệ chi linh, vậy mà đánh không chết. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói. Cẩn thận, nghìn vạn lần chớ liều mạng với ngọn núi kia. Tuy thiên tinh tử cũng biết đầu xuất thiên phong này bất phàm, nhưng mà không có nghĩ quá nhiều. Chỉ là bổ ra một trường bình thường, bỗng nhiên cả kinh. Trường lực hùng hồn bị ngũ sắc quang mang đánh tan, trực tiếp tan rã, cự lực cuồn cuộn ép tới. May mà Lý Vân Tiêu nhắc nhở sớm, để cho lòng hắn cảnh giác, lập tức thu hồi trường phong rút lui. Nhưng dù vậy vẫn bị ngũ sắc quang mang quét trúng, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, khí huyết thiếu chút nữa tự yết hầu phun ra. Quái thú thấy thiên tinh tử tránh khỏi, liền bắt đầu xuất thiên phong trở về. Ánh mắt lăng liệt quét hai người một cái, liền hướng đại địa bay đi. Lý Vân Tiêu có chút trợn tròn mắt, chẳng biết như thế nào cho phải. Đâu xuất thiên phong cùng thổ hệ chi linh này chính là tuyệt phối, hai người hợp cùng một chỗ uy lực bất phàm,
cũng không biết nên hàng phục như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nhảy vào đại địa, lần nữa biến mất không gặp. Thiên tinh tử phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói. Ngọn núi kia làm sao sẽ mạnh như vậy? Chỉ là ánh sáng ngũ sắc quét chúng liền như sơn nhạc áp đỉnh, hầu như để cho ta hít thở không thông, nếu bị đập chúng. Hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu nói. Nếu bị đập chúng, hơn phân nửa phấn thân toái cốt. Trong lòng thiên tinh tử khiếp sợ không thôi, đến tầng thứ như bọn họ, trong thiên hạ vật có thể kích giết bọn hắn cực ít, nhưng đâu xuất thiên phong này tuyệt đối là một cái. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, ta phát hiện vật ấy hấp thu cửu u uế thổ, tốc độ công kích lại trở nên chậm không ít. Chỉ cần không khinh địch, rất khó bị đánh trúng. Thiên tinh tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đây mới là tạo hóa cân đối, nếu vật kia còn có tốc độ, quái vật này liền vô địch thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói. Ta xem nó lấy đâu xuất thiên phong cũng chưa chắc là thuần túy làm vũ khí, đối với nó tu luyện cũng có nhiều chỗ tốt, rất khó làm nó nhả ra. Thiên tinh tử nói. Bỏ qua sao? Lý Vân Tiêu mi tâm nhíu chặt, hừ nói. Làm sao có thể, chỉ là ta tạm thời nghĩ không ra biện pháp đối phó nó, đại nhân ngươi lại không chịu xuất toàn lực. Thân thể thiên tinh tử run lên, lúng túng cười nói. Vân Tiêu lão đệ nói gì vậy a? Vừa rồi lão ca đại chiến tiêu hao cực lớn, lúc này đã là tận lực. Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, chỉ là đứng ở đó trầm tư. Thiên tinh tử cảm giác có chút xấu hổ, cũng không tiện quấy rầy hắn, mà là thối lui ra xa, bắt đầu quan sát tuần thiên đấu nghiêu. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, tựa hồ có chuyện gì phát sinh, sắc mặt thoáng cái khẩn trương. Trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu thoáng cái hiện thân ở trên phương Thốn Sơn, thất kinh hỏi. Tới, Viên Cao Hàn từ lâu chờ ở đây, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Ta đã đến Giang Quái Thành, người bây giờ ở nơi nào? Lý Vân Tiêu nói. Thật không đúng dịp, hiện tại ta gặp phải phiền toái. Viên Cao Hàn nhướng mày, tựa hồ vô cùng mất hứng nói. Nơi này là Tây Vực Biên Thùy, lấy khả năng của ngươi còn có phiền toái gì? Lý Vân Tiêu nói. Một lời khó nói hết, ta trước để cho Trần Thiến Vũ tới đón ngươi. Viên Cao Hàn rầu rĩ nói. Trần Thiến Vũ sợ không đủ, ngươi không thể phân thân sao? Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ là Vi Thanh đích thân đến? Viên Cao Hàn nói. Tạm thời còn không biết, nhưng bị người theo dõi rất không đơn giản, bọn họ hơn phân nửa là đối với đệ nhị hồn thể của ta có ý đồ. Hắn nhướng mày nói. Ngươi không ở Giang Quái Thành sao? Sao bản thể của ta không cảm ứng được hồn thể tồn tại? Lý Vân Tiêu nói. Lúc này đang ở Vô Pháp Thiên trong Giang Quái Thành, ta để cho Diệp Phàm, Trần Thiến Vũ, còn có Bắc Quyến Nam tới đón ngươi, ta thì trước nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Viên Cao Hàn gật đầu nói. Nếu nguy hiểm ta có khả năng ở giới thần bi đợi, lâu như vậy cũng đã chờ, cũng không vội nhất thời. Ân, ta trước giải quyết vấn đề trước mắt, sau đó lại để bọn chúng nhập hủ. Lý Vân Tiêu nói. Trong mắt Viên Cao Hàn chớp động hàn ý, lạnh lùng nói. Ta cũng muốn biết là người phương nào ở trong thánh vực làm mưa làm gió, lần này cần triệt để kéo bọn họ ra. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Lẽ nào người đoán không phải Vi Thanh? Viên Cao Hàn hừ nói. Chỉ mong là Vi Thanh. Lý Vân Tiêu thấy hắn không chịu nhiều lời, liền không hỏi, mà đem Trần Thiến Vũ triệu nhập giới thần bi, đồng thời gọi Diệp Phàm cùng Bắc Quyến Nam, tỉ mỉ nói việc kia. Trần Thiến Vũ nhìn thấy đệ nhị hồn thể của Viên Cao Hàn, đã cả kinh nói không ra lời, đồng thời đại hỉ nói. Thảo nào đại nhân cùng Phá Quân đại nhân đều tự tin như vậy, cái này là vạn vô nhất thất rồi. Lý Vân Tiêu nói. Song hồn của hắn hợp nhất phải trải qua quy tắc của thiên vũ giới khảo nghiệm, cho nên vô pháp ở trong giới thần bi dung hợp, ta phải nghĩ biện pháp giải quyết thổ hệ chi linh bên ngoài cái đã. Viên Cao Hàn cả kinh nói. Cái gì, thổ hệ chi linh một trong ngũ hành chi linh? Hắn tức giận mắng. Tiểu tử ngươi lúc nào mới có thể bớt gây chuyện một chút? Lấy thực lực của ngươi bây giờ, siêu phàm nhập thánh đã không phải địch thủ, ta nguyên tưởng rằng theo ngươi khẳng định an toàn không ít. Nhưng ngươi lại đi chọc ngũ hành chi linh ngay cả siêu phàm nhập thánh cũng không dám đụng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta cũng không muốn, hiện tại có một chuyện vô cùng trọng yếu là huyền khí bị vật kia cướp đi, ta đang rất đau đầu. Viên Cao Hàn hừ lạnh nói.
ta mặc kệ ngươi, nói chung ngươi đừng làm lỡ đại sự của ta. Bằng không ta không để yên cho ngươi. Đột nhiên Bắc Quyến Nam nói. Thổ hệ chi linh, chẳng lẽ là bát âm cổ tinh điểu? Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Chẳng lẽ Quyến Nam đại ca biết phương pháp phá giải? Mặc dù quái vật này không phải bát âm cổ tinh điểu, cũng là sau khi bát âm cổ tinh điểu biến thành cửu u uế khí hóa sinh, thực lực đã gần siêu phàm nhập thánh. Bắc Quyến Nam nói. Nếu là thổ hệ chi nguyên từ bát âm cổ tinh điểu sở sinh, như vậy lực lượng chắc chắn không bằng lúc trước. Tuần thiên đấu nghiêu cùng lôi hệ thần thông của ngươi đều là một hệ lực, có thể khắc chế nó mới đúng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đầu xuất thiên phong bị nó đoạt đi, hơn nữa sáp nhập vào cửu u uế thổ, hiện tại bày biện ra ngũ sắc quang mang. Bắc Quyến Nam cả kinh há to mồm, liên tục phất tay nói. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, tiểu diệp tử, chúng ta đi. Lý Vân Tiêu. Chấm. Diệp Phàm cười nói. Vân Tiêu đại ca, tái kiến. Hắn trực tiếp tế xuất cửu đỉnh chi chu, trong nháy mắt kim quang bao phủ ba người, lóe lên liền biến mất. Viên Cao Hàn cũng hừ một tiếng, liền xoay người bay vào trong phương thốn sơn. Lý Vân Tiêu buồn bực không thôi, chỉ có thể kiên trì đi tìm linh mục địch. Trên một khối nham thạch to lớn, vô số tinh quang thạch ngưng tụ thành trận pháp, thân thể hồ lô tiểu kim cương đang ngồi xếp bằng. Ở phía trên hồ lô tiểu kim cương, hồn thể của linh mục địch hiện ra, một thân lụa mỏng xanh, khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh phân minh, hai tay phân biệt bấm niệm thần chú, sắc mặt an tường. Trong trận pháp có tinh lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, làm dịu hồn thể của hắn, tu luyện chính là tinh quang hồn thuật của Viên Cao Hàn. Khục khục, mục địch đại nhân. Lý Vân Tiêu lúng túng ho khan vài tiếng, cắt đứt linh mục địch tu luyện, đem sự tình nói một lần. Mi tâm của linh mục địch nhíu lại nói. Ngũ sắc quang, đừng bị gạt, coi như là tiền thân của nó bát âm cổ tinh điểu cũng không có khả năng nhanh như vậy luyện hóa đâu xuất thiên phong. Nhưng nghe ngươi nói, chỉ số thông minh của thứ này hẳn là cực cao, hơn nữa đối với đâu xuất thiên phong có lực trưởng khống nhất định. Hắn dừng một chút, giơ mí mắt lên nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói. Chí ít đâu xuất thiên phong ở trong tay nó uy lực so với ngươi chi phối mạnh hơn. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Vậy chỉ có thể mời đại nhân xuất thủ, giúp ta đoạt ngọn núi kia về. Linh mục địch hừ một tiếng, nhìn về phía thân thể tiểu kim cương nói. Cái thân thể đồng nát này, còn chưa đủ đâu xuất thiên đập một cái, ta đi ra ngoài đối kháng vật kia, thoáng cái liền ăn quả đắng a. Lý Vân Tiêu đầu đầy mồ hôi nói. Vậy phải làm thế nào cho phải, tổng không thể buông tha a. Linh mục địch nói. Có thể khắc chế đâu xuất thiên phong cũng chỉ có ngươi, năm loại thổ hệ nguyên tố hợp nhất, chỉ có một hệ lực trí cường mới có thể phá vỡ, đừng quên tử lôi trong cơ thể ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, vươn tay ra, lòng bàn tay chậm rãi dâng lên tử sắc khí, dần dần hội tụ thành lôi, chớp động không ngừng. Thứ này ở trong bi còn tốt, ta có khả năng nương theo lực lượng giới thần bi áp chế cùng nắm trong tay, một khi ra giới thần bi, có thể sử dụng lực lượng thập phần nhỏ bé. Chậc chậc, quả nhiên là tử lôi. Linh mục địch liếm môi một cái, trong mắt phóng xuất tinh mang nói. Ngươi đừng đang ở trong phúc chẳng biết phúc, ngũ hành chi lực của thiên vũ giới không cân đối, trong đó một hệ lực tử phủ diệt thế thần lôi mạnh hơn xa tứ hệ khác, bởi vì vật này không phải thiên địa sinh thành, mà là giới lực ngưng tụ, có thể phá vạn vật. Hắn lại bổ sung, nếu là thất sắc đầu xuất thiên phong hoàn chỉnh, coi như là thánh khí cũng không có thể phá. Nhưng vẫn như cũ không bằng diệt thế thần lôi. Thần lôi này là pháp tắc một giới biến thành, nói trắng ra nó là đại biểu của thiên đạo. Lý Vân Tiêu nói, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng cho dù ta đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể xuất thủ một lần, sợ là không đủ. Linh mục địch cười lạnh nói, có một lần cơ hội xuất thủ là đủ rồi, bộ phận còn lại phải nhờ vào chỉ số thông minh của ngươi đi đền bù. Lý Vân Tiêu. Chấm. Linh mục địch nói xong liền tiếp tục nhắm hai mắt lại, không để ý đến hắn nữa. Lý Vân Tiêu nắm tử lôi trong tay, cảm thụ được cổ khí tức dâng trào kia, tuy rằng quang mang yếu ớt như hỏa tinh, lại có một loại cảm giác thần thánh, tựa hồ trong lôi tự có thế giới, vô cùng vô tận. Sau một khắc, linh hồn huyễn ảnh của hắn thu hồi đến trên bản thể, hướng thiên tinh tử nói. Đại nhân, ta đã nghĩ ra phương pháp đối phó quái vật kia, xin đại nhân tận lực giúp ta. Thiên tinh tử vội nói. Vân Tiêu lão đệ cứ việc phân phó, không cần khách khí như vậy.
Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm mắng không ngớt, nếu không phải lão hồ ly ngươi xuất công không ra lực, bằng vào tu vi của ngươi có thể cùng quái vật kia đánh một trận, làm sao sẽ phiền phức như vậy. Nhưng ngoài mặt vẫn khách khí nói. Lão ca trưởng nghĩa như vậy, thực sự là vô cùng cảm kích. Lúc này Sa Vưu ở trong giới thần bi tu luyện, lĩnh ngộ thiên địa pháp kiếm, không đến vạn bất đắc dĩ là không nên quấy rầy hắn. Hơn nữa hiện tại Viên Cao Hàn thế cục không rõ, Sa Vưu là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Thiên Tinh Tử nói. Phải, phải, lão đệ có gì phân phó cứ nói thẳng đi. Lý Vân Tiêu nói. Ta cần lão ca chế tạo cho ta một cơ hội, ta có một chiêu có khả năng phá thổ hệ linh thể của nó, nhưng lấy lực lượng của ta, đem hết khả năng cũng chỉ có thể thi triển một lần, cho nên cần cơ hội. Cái này, Thiên Tinh Tử thoáng cái lộ vẻ do dự, nội tâm cũng thầm mắng không ngớt, cái này không phải là để cho lão tử đi làm lá chắn chế tạo cơ hội cho ngươi sao, hắn nói. Thực lực vật kia sợ đã đến siêu phàm nhập thánh, hơn nữa nơi đây cửu u uế khí rất mạnh. Là sân nhà của nó. Nó lại thu bảo vật của ngươi, lúc này lão ca lại không phải trạng thái đỉnh phong. Ta nghênh chiến đương nhiên không có vấn đề, cho dù chết cũng không sợ, chỉ là sợ không hoàn thành nhiệm vụ của lão đệ a. Hắn thấy ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, vội vàng thay đổi ách nói. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn thoáng cái nói. Nếu lão ca chết còn không sợ, vậy thử một chút đi, tối đa cũng chỉ là chết mà thôi. Thiên Tinh Tử muốn tát miệng mình một cái, nói. Cái này, cái này, cái này không được đâu. Hơn nữa ta cũng chỉ là đồng ý bảo vệ lão đệ ngươi ở trong vô pháp thiên bình yên vô sự, vẫn chưa đồng ý làm tay chân cho lão đệ a. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lão ca ý tứ là, mới vừa nói đều là thí thoại. Cái này, dĩ nhiên không phải. Thiên Tinh Tử lau mồ hôi, chẳng biết trả lời như thế nào. Quái vật kia thực lực phi phàm. Hắn cũng không muốn mạo muội đi chiến, hơn nữa đầu xuất thiên phong cũng để cho hắn lòng còn sợ hãi, sao chịu vì người khác bán mạng. Nhưng Lý Vân Tiêu người mang đại diễn thần quyết, tất nhiên sẽ trở thành nhân vật trọng yếu thăm dò vĩnh sinh chi giới, phải giao hảo với hắn. Đặc biệt hiện tại triệt để cùng Phệ Hồn Tông xé rách ra mặt, phải tìm minh hữu tin cậy tiến nhập vĩnh sinh chi giới, mà Lý Vân Tiêu là thí sinh tốt nhất. Hắn nghĩ thông suốt, liền cắn răng nói. Được, lão ca liền liều mạng bộ xương già này thử một lần. Chỉ mong Vân Tiêu lão đệ ngày khác có thể nghĩ tới phần tình nghĩa này của ta. Lý Vân Tiêu hít mắt, không ngừng gật đầu cười nói. Yên tâm đi lão ca, ta sẽ không quên, đồng thời ta sẽ để Tuần Thiên Đấu Ngưu phối hợp ngươi. Thiết Ngưu trước đó bị đánh bay, vẫn đứng ở trên không xem chừng, chưa từng xuất thủ. Lý Vân Tiêu phi tới bên cạnh nó, bám vào bên tai nói nhỏ. Tuần Thiên Đấu Ngưu giống một tiếng, chân đạp vài cái, từ trên bầu trời đi xuống, lần thứ hai đạp vào đại địa, bắt đầu tìm tung tích của quái vật kia. Hai người một trâu ở trên không trung đi một lúc, đột nhiên hai mắt Tuần Thiên Đấu Ngưu hóa thành thanh sắc, nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt xuống dưới. Trước bị quái vật kia đánh bay, nó cũng chứa một bụng lửa giận. Nhưng chỉ là đồng ý giúp Lý Vân Tiêu tìm, cho nên lười xuất thủ, hiện tại có lệnh của Linh Mục Địch được xuất thủ. Nó lập tức không khách khí nữa. Hai đạo thanh quang từ trên sừng châu bắn ra, hóa thành một vòng sáng rơi vào đại địa. Mảng lớn cát bụi bị nhấc lên, một vòng sáng hôi sắc phản xạ mà lên, trực tiếp đánh vào trên người Tuần Thiên Đấu Ngưu, ba thoáng cái, như là vô số roi đánh để lại vết tích thật sâu, trên người tràn đầy dấu ấn hôi sắc. Tuần Thiên Đấu Ngưu giận dữ, nó vốn là chân linh chi hồn, kiêu ngạo không gì sánh được, đầu đại ngưu trầm xuống. Mở miệng phun ra một vòng sáng hình tròn. Vòng sáng trong khoảnh khắc hóa thành to lớn, chính là cửu thiên lục đại la hoàn, mạnh mẽ hướng cả vùng đất áp đi. Trên mặt đất dâng lên một lớp bụi ánh sáng, trực tiếp định trụ đại la hoàn. Tuần Thiên Đấu Ngưu từ trên bầu trời hạ xuống, đạp mạnh một cái, ầm ầm cự chiến, vô số phù văn từ trong cửu thiên lục đại la hoàn nảy lên, hôi quang gần như tan vỡ. Đột nhiên trong đại địa bắn ra ánh sáng ngũ sắc. Đầu xuất thiên phong bay ra. Sơn thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắn thẳng cửu thiên. Phanh! Cửu thiên lục đại la hoàn thoáng cái bị chấn nát bấy, hóa thành một đạo hồng quang bay trở về trong cơ thể Tuần Thiên Đấu Ngưu. Tuần Thiên Đấu Ngưu cũng không cam lòng giống giận bay ra, vô ảnh vô tung. Lý Vân Tiêu quát. Lão ca, chính là hiện tại. Thiên Tinh Tử bị lực lượng của đầu xuất thiên phong chấn trụ, lau mồ hôi. Nhưng hắn cũng là một đời cường giả.
nếu quyết định làm liền không chút do dự, trong nháy mắt rơi trên mặt đất, Trảm Hồn đao thoáng cái rút ra khảm nhập đại địa. Ầm, trên thân đao hóa ra đao ảnh, trong nháy mắt chém rách đại địa, vô số cửu u uế khí bắn ra. Giống giống, trong đại địa truyền đến tiếng giống giận của quái vật kia, một móng vuốt đưa ra, hướng Thiên Tinh Tử vỗ xuống. Hừ, Thiên Tinh Tử cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ở trên thân đao, trong sát na bắn ra cường quang chói mắt, trong quang mang đao linh hiện lên, mở cánh tay đánh tới bàn tay to lớn kia. Ầm, đao linh nắm bàn tay to kia, mạnh mẽ kéo lên trời, thân thể quái vật kia giống như cây cải củ từ trong đất rút ra. Lúc này sau khi đâu xuất thiên phong nổ nát cửu thiên lục đại la hoàn, liền lún xuống đại địa. Quái vật giống giận liên tục, giang hai tay một chảo, đâu xuất thiên phong lượn vòng mà đến. Đồng tử của Thiên Tinh Tử co lại, hai tay rút Trảm Hồn đao từ trong mặt đất lên, lăng không chém tới. Một đạo trảm kích trùng thiên, trực tiếp chém toàn bộ thế giới thành hai khúc. Khe rãnh hiện lên ở trên trời, giống như một đạo ngân hà, hoặc như là vực sâu. Đâu xuất thiên phong trực tiếp rơi vào trong cái khe kia, mất đi tung tích. Quái vật cả kinh, bị sợ không nhẹ, hai tay vỗ vào đao linh, giãy ra liền xoay người chạy trốn. Nhưng Thiên Tinh Tử đã ngăn chặn đường lui từ lâu, tay bấm niệm thần chú, cảnh tượng bốn phía biến đổi, vô số quang điểm lan tỏa, giống như đom đóm chớp động. Tinh tù, những điểm sáng kia tựa hồ khóa lại không gian, thân thể quái vật bị kiềm hãm, tựa hồ bị đọng lại. Thiên Tinh Tử quát to. Lão đệ, chính là hiện tại. Thế giới bị bổ ra kia đang chậm rãi khép lại, khe rãnh không ngừng tiêu thất, ngũ sắc quang mang bắn ra, đâu xuất thiên phong bay về phía quái vật. Thiên Tinh Tử cả kinh, vội nói. Nhanh lên một chút, lão đệ, vật kia bay trở về ta liền khiêng không được. Lý Vân Tiêu từ lâu hóa thành lôi thân, phồng lên giống như khí cầu, giơ cao cây búa, phía trên ma ha cổ tự lóe ra liên tục. Ở sát na đâu xuất thiên phong xuất hiện, hắn đã biết không thể đợi thêm nữa, trực tiếp thuấn di xuống, xuất hiện ở trên bầu trời quái vật, một truy đập xuống. Đi tìm chết đi. Trên thiên truy lôi điện lan tràn, mang theo thật dài địa đuôi hung hăng hạ xuống. Ầm, bầu trời có một tiếng vang thật lớn, đạo tử lôi kia bắn ra, bay nhanh bắn vào trong cơ thể quái vật. Đồng tử quái vật thoáng cái mở to, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phanh, còn chưa kịp kêu rên, toàn bộ thân thể liền bạo ra, vô số lôi đình từ trong người nó bắn ra, trong nháy mắt thân hình nổ nát. Vô số thổ thạch ở dưới lôi đình điện giật, toàn bộ hóa thành yên vụ. Một đạo u quang từ trong bạo tạc bắn lên, hướng về phía đâu xuất thiên phong lao đi. Chỉ là bụi bầm khắp bầu trời, số lớn cửu u uế khí tản ra, hai người không có chú ý. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lôi đình thân trong nháy mắt khôi phục như thường, cả người như bị hút cạn máu, tái nhợt không gì sánh được, trên da rõ ràng có thể thấy được huyết quản kinh mạch. Trong lòng Thiên Tinh Tử chấn động mãnh liệt, hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu, vừa rồi một kích kia, mặc dù là hắn cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, tim đập nhanh không ngớt. Thành công không? Thiên Tinh Tử phục hồi tinh thần lại, áp chế nội tâm chấn động, nhìn khắp bầu trời, thì thào hỏi. Ân, vật kia chỉ là gần chết, mặc dù không chết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó làm nên chuyện gì. Lý Vân Tiêu nhìn trước mắt nói. Cửu u uế thổ cũng bị đánh tan, chẳng biết còn có thể thu thập không. Trong cát bụi mang theo cho khí cực mạnh hướng hai người đập tới, nhưng đều bị một tầng quang mang hộ thể nhàn nhạt ngăn trở, không thể tổn thương hai người. Đâu xuất thiên phong chậm rãi bay tới, tay phải Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú, tay trái một chảo, thần dịch lực ở lòng bàn tay hóa thành vòng xoáy, hấp dẫn ngọn núi kia xuống. Thiên Tinh Tử lần thứ hai dị thường khiếp sợ, nhìn bạch quang nhàn nhạt, thất thanh nói. Thần dịch lực. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Cơ duyên xảo hợp được một chút, núi này nguy nga hùng vĩ, không phải là thần dịch lực không thể khống chế. Hắn thận trọng dẫn đạo sơn thể rơi vào lòng bàn tay, dù sao trước chỉ là tứ sắc, hiện tại bỗng biến thành ngũ sắc quang mang, để cho hắn không dám khinh thường. Ngọn núi từ từ hạ xuống, trực tiếp dán ở trên lòng bàn tay, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên một cảm giác cực độ nguy hiểm không có dấu hiệu nào nảy lên trái tim, làm cho cả người hắn mau cốt tủng nhiên. Tâm tình bị đè nén thoáng cái trào vào trong lòng. Cái gì? Đâu xuất thiên phong trong lòng bàn tay đột nhiên xoay chuyển, hướng bộ ngực hắn đánh tới. Phanh! Không có bất kỳ triệu chứng nào,
Lý Vân Tiêu thoáng cái đã bị đụng phấn thân toái cốt, ngọn núi kia vừa ra khỏi tay, lập tức ngũ sắc quang mang đại thịnh, không gian ầm khai, bay thẳng vào đại địa. A! À, Thiên Tinh Tử thoáng cái mắt choáng váng, muốn xuất thủ đã không còn kịp rồi. Bốn phía lôi quang lóe lên, trong nháy mắt tụ lại, hóa thành thân thể Lý Vân Tiêu, không ngừng thổ huyết. Thiên Tinh Tử nheo mắt, nội tâm càng thất kinh không ngớt, lôi nguyên chi khu của Lý Vân Tiêu hầu như cùng những ngũ hành chi linh kia không sai biệt lắm, trọng kích như thế lại còn không chết. Lão đệ, người không sao chứ? Hắn ân cần hỏi han. Lý Vân Tiêu liên tục nôn mửa mấy ngụm huyết, cả người ở trên trời lung lay, lôi quang trên người bất định, hư nhược nói. Ta đứng cũng không vững, người nói ta có việc không? Ngạch, Thiên Tinh Tử nói. Vậy làm sao bây giờ? Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, nuốt mấy viên đan dược, lúc này mới đứng vững thân thể nói. Cái này phiền toái, nghĩ không ra vật kia vậy mà tránh được một kiếp, đem linh thể trốn trong đâu xuất thiên phong. Ta lúc này trọng thương, lại muốn thu phục nó càng thêm khó khăn. Thiên Tinh Tử đề nghị. Không bằng chúng ta rời đi nơi đây trước, quay về vạn tinh cốc của ta, đợi dưỡng tốt thương thế lại trở về. Lý Vân Tiêu nói. Không, vật kia bị ta phá hủy thân thể, hiện tại chỉ còn lại có linh thể trốn trong đâu xuất thiên phong, nếu để cho nó có thời gian luyện hóa, trực tiếp lấy sơn thể là thân, sợ là khó thu phục hơn nữa. Hơn nữa hắn còn có chuyện của Viên Cao Hàn, ít nhất phải chờ bọn người Diệp Phàm trở về, hội hợp mới có thể ly khai. Đối phó Viên Cao Hàn là người trong thánh vực, Thiên Tinh Tử chưa chắc sẽ đồng ý che chở, nếu liên lụy đến lợi ích mà nói, coi như là đột nhiên phản bội cũng chẳng có gì lạ. Lý Vân Tiêu nói, làm phiền lão ca hộ pháp cho ta, ta trước ổn định thương thế thoáng cái. Tuy rằng tình thế cấp bách, nhưng hắn vẫn không có nhiều lo lắng lắm. Ngoại trừ Sa Vưu ra, còn có nhóm cao thủ Bắc Quyến Nam, Phi Nghê, cộng thêm Thiên Tinh Tử, còn có thể chế ngự thế cục. Thiên Tinh Tử nói, được, nếu lão đệ cố ý lưu lại, vậy an tâm điều dưỡng đi, ta cũng có chút thuốc trị thương có thể sử dụng. Hắn hào phóng đưa lên mấy cái bình ngọc. Có thể được hắn mang ở trên người tất nhiên là vật phi phàm, sau khi Lý Vân Tiêu mở ra, trong mắt lóe lên kinh sợ, lập tức đại hỉ nuốt xuống. Thiên Tinh Tử sửng sốt một chút, cả kinh nói. Lão đệ quá nóng lòng, những đan dược này đồng thời ăn dược lực quá mạnh, sợ sẽ tai hại vô bổ. Lý Vân Tiêu cười nói. Không sao. Ở trong Thiên Tinh Tử cực độ kinh ngạc, Lý Vân Tiêu lần thứ hai lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo, nhìn cũng không nhìn liền nuốt vào. Ăn tới nửa canh giờ, thương thế trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Thiên Tinh Tử triệt để nhìn ngốc trệ, hắn rốt cuộc hiểu rõ ra sao. Dưới tình huống Thiên Trung Nguyệt phủ xuống tướng quân phân thân, một trường kích thương hai người, Trần Thiến Vũ đến bây giờ còn trọng thương, mà Lý Vân Tiêu đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Trước hắn còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu không có thụ thương, bây giờ là triệt để lật đổ thường thức của hắn. Đột nhiên trên bầu trời lóe lên kim quang. Không gian mở ra, hiện ra một lối đi. Thiên Tinh Tử cả kinh, lập tức cảnh giác, trong tròng mắt bắn ra hàn quang, quát. Người nào? Lối đi kia lái ra một chiếc chiến hạm kim sắc, chính là Cửu Đỉnh Chi Chu. Trần Thiến Vũ ở trong đó hô to nói. Đại nhân, là chúng ta. Thiên Tinh Tử nhíu mày, ánh mắt quét về phía mấy người còn lại trên chiến hạm, cuối cùng rơi vào trên thân một người, lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Thánh vực linh tư cục trưởng Viên Cao Hàn đại nhân. Người nọ sắc mặt bình tĩnh, Trần Thiến Vũ đã sớm đem toàn bộ sự việc báo cho hắn biết, lập tức ôm quyền chắp tay nói. Chính là Viên Mỗ, nghĩ không ra nơi đây có thể gặp vạn tinh cốc chủ, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Trong lòng Thiên Tinh Tử hiện lên hồ nghi, dư quang khóe mắt liếc nhìn Lý Vân Tiêu đang chữa thương, nói. Chẳng lẽ đại nhân đến là vì Vân Tiêu lão đệ? Viên Cao Hàn nói. Chính phải. Lý Vân Tiêu thế nào rồi? Bị thổ hệ chi linh đả thương sao? Thiên Tinh Tử than thở. Cũng không phải, vật kia thập phần giả dối khó chơi. Hắn lập tức đem việc vừa rồi giản lược nói một lần. Diệp Phàm cả kinh nói. Vân Tiêu đại ca không có sao chứ? Hai tay hắn đánh ra mấy đạo quyết ấn, thu Cửu Đỉnh Chi Chu vào, khuôn mặt thân thiết. Một màn này rơi vào trong mắt Thiên Tinh Tử, nội tâm giật mình không thôi. Hắn cũng nghe đồn nói về Cửu Đỉnh Chi Chu, hơn nữa chiến hạm màu vàng kia cho hắn khí tức thập phần bá đạo, hơn phân nửa chính là Cửu Đỉnh Chi Chu, hắn không khỏi quan sát Diệp Phàm vài lần.
Viên Cao Hàn nói. Yên tâm đi, hắn không chết được, nơi đây uế khí rất nặng, vẫn là lánh tìm chỗ khác chữa thương đi. Bắc Quyến Nam nói. Không thể, Đâu Suất Thiên Phong thất lạc, phải tìm về. Viên Cao Hàn nhướng mày, hắn không biết Bắc Quyến Nam là ai, chỉ cảm thấy khí tức trên người thập phần cổ quái, nhưng ngẫm lại Lý Vân Tiêu này bản thân chính là quái vật, vật họp theo loài cũng chẳng có gì lạ. Hừ, tìm về, hiện tại tình huống như vậy làm sao tìm được, huống chi còn không rõ địch nhân ở đâu, rời hiểm địa trước lại bàn bạc kỹ hơn. Ly khai dễ, muốn về tìm Đâu Suất Thiên Phong sợ sẽ không dễ. Mi tâm Bắc Quyến Nam nhẹ nhíu lại, lập tức nói. Thiên Tinh Tử nói, quái vật kia đích xác không đơn giản, lúc này thân thể của nó bị diệt, chiếm Đâu Suất Thiên Phong mới không bao lâu, đích thật là cơ hội tốt nhất truy kích. Nhưng thời khắc này tình huống của Vân Tiêu lão đệ cực kém, hơn nữa nghe Viên Cao Hàn đại nhân nói như vậy tựa hồ còn kẻ thù bên ngoài. Cân nhắc lại ta cũng cho rằng trước tiên lui cho thỏa đáng. Nội tâm hắn cũng có tính toán, trước Lý Vân Tiêu yêu cầu hắn ở trong vô pháp thiên bảo vệ hắn an toàn, vẫn không rõ sự tình ra sao. Hiện tại Viên Cao Hàn và kẻ thù bên ngoài đột nhiên đến, trong nháy mắt để cho hắn hiểu rõ ra. Địch nhân có thể ép thánh vực nhất tư cục trưởng khổ sở, tuyệt sẽ không là đơn giản, nên liền rượt dây rời đi. Không thể. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở mắt, tuy khí tức còn phi thường yếu ớt, nhưng tựa hồ đã ổn định thương thế không lan tràn. Bây giờ quái vật kia còn trong vô pháp thiên, nếu kéo dài thời gian, để cho nó luyện hóa Đâu Suất Thiên Phong phá không ly khai. Không nói khó có thể đuổi theo, cho dù đuổi kịp cũng không phải là đối thủ. Viên Cao Hàn nói. Vậy ngươi có thượng sách gì? Trước phong tỏa nơi đây. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, giới thần bi từ lòng bàn tay bay lên, thoáng cái quang mang đại thịnh. Vô số xiềng xích kim sắc từ trên bi bay ra, hướng bốn phương tám hướng lao đi, như là một mạng nhện, trong khoảnh khắc bao trùm ngàn dặm. Tỉ mỉ nhìn lại xiềng xích này. Tất cả đều là do vô số phù văn thật nhỏ cấu thành, ở trên không trung cấu thành lưới lớn hoảng động vài cái, lóe lên liền biến mất. Thiên Tinh Tử kinh hãi nhìn giới thần bi, giống như phong bi muôn đời bất hủ, sừng sững ở trên trời cao. Viên Cao Hàn nói, cho dù ngươi phong tỏa phiến thiên địa này, lấy khả năng của ngươi lúc này cũng không thể hàng phục quái vật kia. Lý Vân Tiêu nói, đi một bước xem một bước, các ngươi trước vào giới thần bi đi. Viên Cao Hàn nói, ngươi đã cố ý muốn làm, cũng không ai có khả năng thay đổi, bản thân cẩn thận. Hắn suy nghĩ một chút, vươn tay ra, một mặt tiểu kỳ lam sắc rơi vào trong tay, nói. Tam thất tương lam kỳ này cho ngươi, phối hợp lực lượng của giới thần bi có thể sẽ có hiệu quả. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn tái nhợt như cũ, nói. Đa tạ. Hắn không chút khách khí nắm tiểu kỳ trong tay, đánh vào bên trong mấy đạo quyết ấn. Tùy tiện ném ra ngoài. Một đạo lam quang chớp động, tiểu kỳ trong nháy mắt ẩn vào hư không. Đám người Viên Cao Hàn đều bay vào trong giới thần bi, chỉ còn lại Thiên Tinh Tử vẫn không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái nói. Đại nhân dự định ở bên ngoài hiệp trợ ta sao? Thiên Tinh Tử cười hắc hắc một tiếng nói. Siêu phẩm huyền khí, bên trong tự thành thế giới, cơ duyên của lão đệ thật khiến cho người ta hâm mộ. Nghe nói chủ nhân huyền khí là thế giới chi chủ bên trong, không biết có đúng hay không? Lý Vân Tiêu nói. Nói không sai. Thiên Tinh Tử nói. Ha ha, thực sự là khiến lão ca ước ao đố kỵ, lão ca vẫn là ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp đi. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói, biết Thiên Tinh Tử không dám vào đi, cũng không miễn cưỡng, tiếp tục điều tức. Trong lúc bất chợt, ở ngoài mấy trăm trượng lóe lên kim quang, xiềng xích phát ra thanh âm ào ào. Một đạo ngũ sắc quang mang bay ra, ngọn núi kia đột nhiên hiện lên, muốn thoát khốn bay đi. Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, khắp bầu trời nổi lên kim võng, vô số văn tự thật nhỏ hội tụ tới chỗ ngũ sắc quang mang cư ngụ, ở trên không trung ngưng xuất một ma ha cổ tự lớn chừng cái đấu. Ngọn núi va chạm, ma ha cổ tự kia trong nháy mắt nát bấy, nhưng thế đi của sơn thể cũng bị ngăn lại, ở trên không trung liên tục xoay tròn. Lý Vân Tiêu lần thứ hai bấm niệm thần chú. Một đạo lam quang hạ xuống, hóa thành đại kỳ phấp phới. Đâu Suất Thiên Phong run lên bần bật, chấn vỡ không gian bốn phía, ở trước khi lam quang hạ xuống liền tiêu thất. Thiên Tinh Tử nói, vật kia đích xác không được như xưa, có hy vọng thu hồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nó vừa phụ thân ở trong Đâu Suất Thiên Phong, dung hợp thành một thể,
có khả năng phát huy ra uy lực của đâu xuất thiên phong trái lại không bằng lúc trước, đây cũng là nguyên nhân ta muốn nhanh chóng thu hồi. Thiên tinh tử ân cần nói. Ngươi có khỏe không? Lý Vân Tiêu nói. Vây khốn vật ấy không thành vấn đề là có địch nhân đến. Đồng tử của thiên tinh tử co lại, ngẩng đầu lên nhìn xa xa, hai đạo quang mang chạy như bay tới, ở trên không trung lóe lên liền hiện, tốc độ cực nhanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong khoảnh khắc liền đến trước mắt, một người khuôn mặt xấu xí, nhưng vô cùng trẻ tuổi, khoảng chừng 30. Một người khác toàn thân ở trong hôi bào, không thấy hình dáng, cho người một loại cảm giác thần bí khó lường. Các ngươi là người phương nào? Nam tử tuổi trẻ xấu xí nhíu mày hỏi, trên mặt lộ ra tà khí nồng nặc. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn chỗ khác, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, liền tiếp tục điều tức, đại lượng nguyên lực như kinh đào dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Loại phương pháp nuốt trôi thu nạp này, khiến trung niên nam tử kinh hãi không thôi, hơn nữa cách đó không xa sắc mặt thiên tinh tử bình tĩnh, thậm chí cũng không liếc hắn một cái, chỉ đứng ở đó, không giận tự uy. Lý Vân Tiêu, thiên tinh tử. Trong hắc bào truyền đến tiếng kinh hô, phảng phất có chút không dám tin tưởng. Cái gì, là bọn hắn? Nam tử trẻ tuổi kinh hô lên, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Thiên tinh tử quay đầu lại, đôi mắt như sao, dường như muốn xuyên thấu trở ngại, nói. Có thể nhận được hai người chúng ta, tất không phải hạng người vô danh. Là ai, hãy xưng tên ra. Hắc bào kia tựa hồ trầm mặc, sau một lúc mới nói. Các ngươi là giúp đỡ mà Viên Cao Hàn tìm tới. Lý Vân Tiêu nói. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hắc bào nhân nói. Nếu không phải mà nói, mong nhị vị có thể khoanh tay đứng nhìn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như phải mà nói, vậy thì phiền toái. Phiền phức. Lý Vân Tiêu cười nói. Trong thiên hạ chuyện có thể để cho ta và Vạn Tinh Cốc chủ phiền phức cũng không nhiều. Mí mắt của thiên tinh tử không khỏi trực nhảy, thầm mắng Lý Vân Tiêu cáo giả, bản thân còn chưa biết rõ ràng tình huống, liền bị kéo xuống nước. Hắc bào nhân nói, phá quân vũ đế đoạt xá tiên thiên chi thai mà sinh, cơ duyên và công lực càng hơn trước, Vạn Tinh Cốc chỉ danh chấn thiên hạ, hai người liên thủ thiên hạ xác thực khó có việc phiền phức. Nhưng không xảo không thành sách, trong thiên hạ hết lần này tới lần khác lại có chuyện xảo như vậy, chuyện hôm nay mặc dù là nhị vị nhúng tay cũng rất phiền phức. Nga! Lý Vân Tiêu lười biếng duỗi thắt lưng nói. Ta rất sợ a, có nên hướng nhị vị dập đầu cầu xin tha thứ hay không? Hắc bào nam tử lạnh nhạt nói. Phá quân đại nhân bị thương. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi muốn cùng ta trị liệu không? Hắc bào nam tử nói. Ha ha, đại nhân nói đùa rồi. Bản thân đại nhân chính là cửu giai đại thuật luyện sư, ta há có thể khoe khoang. Ta chỉ muốn nói. Hai vị không có quan hệ gì tới Viên Cao Hàn mà nói, mong bán ta một cái nhân tình, không nên giao du với kẻ xấu. Nếu có quan hệ, Viên Cao Hàn cho hai vị chỗ tốt gì, ta đồng dạng cho gấp đôi. Thiên tinh tử hừ nói. Chỉ bằng một câu nói của ngươi liền muốn chúng ta thối lui, không cảm thấy mình rất ngây thơ sao. Tuy hắn nói ương ngạnh, nhưng đã cảm thấy chuyện nghiêm trọng. Đối phương có thể nhận ra bọn họ, đồng thời còn có thể nói toạc ra thân phận của Lý Vân Tiêu. Dưới tình huống như vậy còn có thể khí định thần nhàn, đồng thời để cho hai người mình thối lui, có thể thấy được vũng nước đục này thực sự rất sâu, hắn cũng không muốn không rõ ràng liền chọc đại phiền toái. Trong tay hắc bào nhân lóe lên quang mang, một đạo quang mang phi bắn ra. Thiên tinh tử đưa tay chụp một cái, một lệnh bài đen kịt như sắt rơi vào trong tay, trước sau không có bất kỳ hoa văn, đồng thời cũng không trơn chuột, trên mặt còn lõm một chút, thật giống như một khối gang, nhưng trọng lượng vô cùng nặng. Trong mắt thiên tinh tử xẹt qua một tia hồ nghi, nhưng trong nháy mắt liền bắn ra hàn quang lạnh thấu xương, chỉ cảm thấy khối gang kia truyền đến trận trận hàn ý, cả kinh nói. Ngươi là người thánh vực ám ti. Hắc bào nam tử nói. Chính phải, ám ti hành sự chưa bao giờ sẽ tự chủ trương, chắc chắn phía trên có mệnh lệnh. Hiện tại hai vị đại nhân đã biết rõ việc này phiền toái chưa? Trong lòng thiên tinh tử kinh hãi không ngớt, có thể điều phối ám ti xuất thủ. Cũng chỉ có 5 vị chấp chính thánh vực. Là ý của vị đại nhân nào? Hắc bào nam tử nói. Xin lỗi, thứ cho ta không thể trả lời. Thiên tinh tử cười lạnh nói. Việc nội bộ thánh vực các ngươi ta không có hứng thú nhúng tay, nhưng các hạ đừng quên sư phụ của Viên Cao Hàn đại nhân.
bên trong hắc bào, giống như lỗ đen thôn phệ tất cả quang mang, khiến người không cách nào nhìn thấy chân nhân. Ta biết, nhưng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, ngoài ra không có quan hệ gì tới ta. Hắc bào nam tử thu hồi lệnh bài nói. Hiện tại nhị vị nên quyết định đi. Thiên tinh tử do dự không ngớt, hắn vạn phần không muốn rơi vào, nhưng lại bất tiện đơn độc tỏ thái độ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thở hắt ra, để cho vòng xoáy linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể chậm lại, ung dung nói. Ta rất muốn biết các hạ muốn đối phó Viên Cao Hàn như thế nào, là giết hay bắt, hay có mục đích khác. Hắc bào nam tử nói. Cái này cũng không thể trả lời. Lý Vân Tiêu nói. Tốt, ý kiến của chúng ta cũng là không thể trả lời. Thiên tinh tử sợ run lên, hắn cũng không muốn cùng Lý Vân Tiêu cột vào một con thuyền, huống chi đối thủ còn là thánh vực, vội nói. Mặc dù ta không nhúng tay cùng can thiệp vào việc thánh vực các ngươi, nhưng ta cùng với Vân Tiêu lão đệ có giao tình, tình như tay chân, ta sẽ không cho các ngươi thương tổn lão đệ, mong hai vị châm trước. Câu nói đầu tiên của hắn là biểu lộ lập trường của mình, không muốn cùng thánh vực đối nghịch, nhưng sẽ ra sức bảo vệ Lý Vân Tiêu, tương lai cho dù có chuyện gì cũng đừng tính trên đầu mình, trực tiếp tính ở trên người Lý Vân Tiêu là được. Hắc bào nam tử nói. Cái này thì phiền toái. Phá quân đại nhân, thật không có đường khác sao? Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nhếch miệng cười nói. Cũng không phải là không có đường khác, ta ở chỗ này thất lạc một huyền khí vô cùng trọng yếu, nếu hai vị có thể giúp ta tìm trở lại, việc này vẫn có thể bàn lại. Trung niên nam tử bật thốt lên hỏi. Huyền khí gì? Hắc hắc. Hắc bào nam tử đột nhiên cười nói. Phá quân đại nhân hảo tâm kế, bản thân đã đánh mất đồ đạc, lại muốn gạt chúng ta đi tìm. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta chỉ là đưa ra một biện pháp cải tiến quan hệ mà thôi. Hắc bào nam tử nói. Nếu tìm huyền khí, vệ đại nhân liền không nhúng tay vào việc của Viên Cao Hàn sao? Lý Vân Tiêu nói. Cái này cũng không thể tùy tiện đáp ứng, chỉ có thể đồng ý suy tính một chút. Trung niên nam tử cả giận nói. Lời này của đại nhân cũng quá trò đùa đi, một cái đáp án minh xác cũng không có, liền muốn người khác ra sức. Hắc bào nam tử đưa tay cắt đứt lửa giận của hắn nói. Chẳng biết đại nhân đã đánh mất vật gì, nói cho chúng ta nghe một chút, cũng làm quyết định. Lý Vân Tiêu nói. Nơi đây có một ác linh, thời điểm ta dùng huyền khí đối phó nó. Bị nó ký túc trong huyền khí, đoạt lấy thoát đi. Nhưng ta đã phong tỏa vạn dặm không gian, để cho nó trong thời gian ngắn không thể ly khai. Hai người đều ngẩng đầu lên nhìn giới thần bia huyền phù trên hư không, trong mắt đều lóe lên kinh sắc. Hắc bào nam tử nói. Lực lượng thật là cường đại, lấy thực lực của phá quân đại nhân cùng thiên tinh tử đại nhân cũng không thể đối phó quái vật kia, hai người ta thì có ích lợi gì. Lý Vân Tiêu nói. Ác linh kia quá giảo hoạt. Ta cũng bị nó kích thương. Nếu hai vị đồng ý hỗ trợ, có 8-9 phần có thể bắt. Hắc bào nam tử nói. Hảo, nếu phá quân đại nhân đã lên tiếng, ta không thể thúc thủ bàng quan. Đại nhân. Trung niên nam tử kia cả kinh, vội vàng nói. Hắn hứa hẹn ba phải cái nào cũng được, vạn nhất đổi ý. Hắc bào nam tử ngắt lời nói. Ta tin tưởng phá quân đại nhân tất sẽ cho ta một cái quyết đoán hài lòng. Lý Vân Tiêu chớp mắt cười nói. Ta nhận thức ngươi sao? Vậy mà đối với ta tự tin như vậy? Hắc bào nam tử cười hắc hắc nói. Ta tin tưởng đại nhân là người thông minh, biết lựa chọn ra sao. Hiện tại để cho ác linh hiện thân xem một chút đi, ta cũng rất muốn biết quái vật làm cho phá quân cùng thiên tinh tử đại nhân cũng nhức đầu, là một loại tồn tại như thế nào. Lý Vân Tiêu nói. Tốt, vậy các ngươi nhìn kỹ. Tay hắn bấm niệm thần chú. Một cái ma ha cổ tự nổi lên, trực tiếp đánh vào giới thần bia. Nhất thời quang mang vạn trượng, trong khoảnh khắc soi sáng toàn bộ bầu trời, ở dưới cường quang, xiềng xích kim sắc rậm rạp chẳng chịt như là mạng nhện bầy biện ra. Trên mặt trung niên nam tử lộ ra vẻ hoảng hốt, xiềng xích kim sắc thật nhỏ trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, như có như không. Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt hắc bào nam tử, nhưng thân thể hắn hơi rung động, cũng để lộ ra nội tâm của hắn rất không bình tĩnh. Ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, đột nhiên phía trước cách đó không xa dâng lên một đạo bạch quang, trong nháy mắt hóa thành ngọn núi ngũ sắc, ở trên xiềng xích không ngừng xoay tròn, đem văn tự đánh sơ xác thành kim quang, bắn về phía bốn phương tám hướng.
Đầu xuất thiên phong làm việc thập phần chậm chạp, hiển nhiên quái vật kia điều khiển không xong, nhưng liều mạng xoay tròn, không gian không ngừng hở ra, muốn phá không bay đi. Lý Vân Tiêu quát to. Chư vị mời ra tay, ta sắp áp chế không được. Thiên tinh tử giơ tay lên, trên bầu trời trong nháy mắt ngưng ra một bàn tay, giống như ưng chảo chụp xuống. Ca. Ưng chảo trực tiếp phong tỏa đầu xuất thiên phong, nhưng ngũ sắc quang mang lóe lên, toàn bộ chảo ảnh thoáng cái nghiền nát. Chanh. Pháp tắc chi liên trên giới thần bia cũng đột nhiên đứt đoạn, vô số văn tự văng ra, hóa thành kim quang điểm điểm tiêu tán khắp bầu trời. Tựa hồ quái vật kia đã nhận ra tình huống bất lợi, muốn liều chết đánh một trận. Trung niên nam tử cả kinh nói. Đây là huyền khí gì? Thật là mạnh mẽ a. Thân ảnh hắc bào nam tử khẽ động, quát. Xuất thủ. Trường bào suy động, trực tiếp bay ra ngoài, cả người hoàn toàn không thấy, chỉ có áo choàng màu đen ở trên trời phấp phới, càng lúc càng lớn, như là một tấm thảm phủ tới. Ngũ sắc quang mang bị hắc bào đè một cái, nhất thời suy yếu xuống. Đầu xuất thiên phong xoay chuyển, liền muốn hướng xa xa đào tẩu. Thiên tinh tử cả kinh nói. Ngươi là. Hắc bào nhân bỗng nhiên quát, lạnh lùng nói. Ngăn cản nó. Trung niên nam tử từ lâu bấm tay niệm thần chú, đầu ngón tay chớp động quang mang điểm về phía trước. Một quang cầu thoáng cái xuất hiện ở phía trước, sau đó lại chia ra làm hai. Trên quang cầu tựa hồ có vật còn sống hoạt động, thoáng cái nổ lên, vật còn sống lao ra. Là ba con quái vật hình thái quỷ dị, hơn nữa bộ dáng cực độ ác tâm. Oa a! Ba con quái vật kia quát to một tiếng, liền nhằm về phía đầu xuất thiên phong. Một con bắn ra vô số xúc tua, hướng ngọn núi kia chộp tới, ba 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 vô số thanh âm vang lên, tất cả xúc tua mềm nhũn bao phủ đầu xuất thiên phong, sau đó rụt trở lại, quái vật kia mở ngụm lớn, thoáng cái liền nuốt vào bụng. Lẩm bẩm, tiếng nuốt ăn vang lên, thiên tinh tử há mồm. Có chút ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu lại nhíu mày, nhìn ba con quái vật kia tựa hồ suy nghĩ cái gì. Ha ha ha, vẫn là bát chảo vượn của ta lợi hại. Trong dạ dày vượn này tất cả đều là nùng dịch tính hủ thực cực cao, ngọn núi kia đi vào sẽ rất khó trở ra, hắc. Trung niên nam tử đại hỉ, thoáng cái đắc ý vênh váo, nhưng hắn còn chưa nói xong, toàn bộ thân thể bát chảo vượn liền biến hình, sau đó bắn ra ngũ sắc quang mang, phanh thoáng cái nổ lên. Hóa thành vô số thịt nát. A, trung niên nam tử cả kinh, cả giận nói. Chết tiệt, ngăn nó lại. Trên người hai bát chảo vượn khác bay ra vô số xúc tua, bắn về phía đầu xuất thiên phong, nhưng vừa chạm được ngũ sắc quang mang, liền trong nháy mắt nát bấy. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, cười lạnh nói. Ngươi là tới biểu diễn xiếc ảo thuật sao? Trung niên nam tử đỏ mặt lên, hai tay lập tức tạo thành chữ thập. Lần thứ hai đẩy về phía trước, quát. Bạo. Hai bát chảo vượn lập tức xông tới, thân thể thoáng cái căng phồng lên. Phanh. Phanh. Hai tiếng nổ vang, lực trùng kích ngưng tụ thành vòng xoáy, cuốn vô số huyết nhục lao đi. Ầm. Đầu xuất thiên phong ở dưới lực lượng tự bạo liền trì trệ. Một đạo hắc ảnh hạ xuống, trường bào ở trên không trung cổ đáng, thu đầu xuất thiên phong vào. Hắc bào lập tức hóa thành hình người. Thân thể ở trên không trung xoay chuyển, trong tay áo bay ra một đạo quang mang, quát. Phá quân đại nhân, tiếp. Đạo ánh sáng kia một mảnh hắc sắc, bao lấy đầu xuất thiên phong bắn qua. Lý Vân Tiêu đại hỉ nói. Đa tạ. Cả người hắn nhảy về phía trước, vươn tay bắt hướng ngọn núi kia. Ầm, ngọn núi kia bỗng nhiên nổ lên, tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ thấy thân thể Lý Vân Tiêu trong khoảnh khắc bị nổ thành thịt nát. A. Trung niên nam tử sửng sốt một chút, há to mồm dị thường giật mình. Hắc bào nam tử sau một kích vẫn chưa ngừng tay, mà đột nhiên xoay người, trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm đen nhánh, mạnh mẽ đâm tới phía sau. Suy, thanh âm lợi khí đâm rách thân thể vang lên, trên hắc kiếm dần dần có tiên huyết hội tụ, từ từ xuất hiện thân ảnh của Lý Vân Tiêu, hắn bị kiếm đâm thủng, trên mũi kiếm không ngừng chảy ra máu. Lý Vân Tiêu nhìn bộ ngực mình một chút. Sắc mặt dị thường tái nhợt nói. Ngươi lào sao xuyên thấu pháp thuật của ta? Hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Cổ phi dương, mặc dù ngươi đoạt xá trọng sinh, nhưng ngươi có nguyệt đồng, làm sao có thể thoáng chút phòng bị cũng không có, bị hư chiêu của ta thoáng cái đánh chết. Lý Vân Tiêu vươn tay nắm thân kiếm, cố sức muốn rút ra, nhưng không làm nên chuyện gì, càng nhiều máu tươi từ lòng bàn tay nhỏ ra.
Hắc bào nam tử cười lạnh nói. Cổ Phi Dương, đừng uổng phí khí lực. Nhìn thấy kiếm này, người cũng đã đoán ra thân phận ta. Cũng nên minh bạch bị kỳ thiên kiếm của ta đâm trúng, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đôi môi của Lý Vân Tiêu run rẩy, rung giọng nói. Quả nhiên là ngươi, ngươi, sao ngươi dám giết ta? Ha ha! Hắc bào nam tử cười to nói. Giết ngươi không phải là rất bình thường sao, ngươi ở Hồng Nguyệt Thành gây loạn, trong thiên hạ ai cũng biết ngươi người mang thánh khí. Thánh vực đã đối với ngươi ban bố sát lệnh, chỉ là chưa phạm vi lớn truyền ra mà thôi. Ta vừa thấy ngươi, còn cao hứng hơn thấy Viên Cao Hàn a, ha ha! Lý Vân Tiêu cắn răng giọng căm hận nói. Nguyên lai ngươi đồng ý giúp ta tìm huyền khí về, chính là đã bắt đầu tính kế giết ta. Phải. Hắc bào nam tử châm chọc nói. Cổ Phi Dương, hơn 20 năm không gặp, ngươi thực sự là so với trước kém nhiều lắm, thật làm cho ta có chút thất vọng. Kỳ thiên kiếm trong tay hắn cố sức đâm vào, tay trái cùng trên ngực Lý Vân Tiêu càng chảy ra máu, thống khổ rên rỉ, quay đầu kêu cứu nói. Thiên tinh tử đại nhân. Ngươi nói phải bảo vệ ta chu toàn. Thiên tinh tử đứng ở đó, lặng lẽ không nói, trên mặt thần sắc âm trầm bất định. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói. Thiên tinh tử có giao ước với ngươi, cái này cũng càng thêm kiên định ta tất giết ngươi trước. Thiên tinh tử đại nhân, ngươi sẽ không vì một người chết, mà để cho mình rơi vào vũng bùn chứ. Hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ nhìn thiên tử tinh. Thiên tinh tử đột nhiên cười nói. Đương nhiên sẽ không. Nhưng ngươi phải đem huyền khí cho ta coi như cái gì cũng không phát hiện. Ngươi! Lý Vân Tiêu giận sôi lên. Ha ha, đại nhân quả nhiên chọn cử chỉ sáng suốt. Hắc bào nam tử liếm môi một cái, nhìn thoáng qua giới thần bia trên bầu trời, cười gần nói. Chỉ cần không theo ta đoạt siêu phẩm huyền khí kia, cái gì cũng có thể cho ngươi. Hắn vùng ống tay áo, trong tay trái hiện ra một đoàn quang mang. Đâu xuất thiên phong lẳng lặng huyền phù ở lòng bàn tay, đưa ra ngoài. Thiên tinh tử cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, cười hắc hắc liền dẫm trận tại chỗ tiến lên, trong miệng không ngừng nói. Vân Tiêu lão đệ, thực xin lỗi, ai bảo ngươi lại chết, không có bất kỳ giá trị lợi dụng chứ. Trên mặt của Lý Vân Tiêu triệt để không có huyết sắc, một mảnh trắng bệch, trong mắt hoàn toàn là tuyệt vọng cùng không cam lòng, còn có thống hận. Ha ha! Có thể chậm rãi thưởng thức tử trạng của phá quân đại nhân, thực sự là khiến huyết mạch sôi trào, hưng phấn dị thường a. Hắc bào nam tử cười ha hả, trên khuôn mặt đen nhánh kia, bắn ra hai đạo hàn quang, chính là đôi mắt. Thiên tinh tử nhẹ nhàng cười, vài bước liền đi tới trước người hắn, đưa tay ra thu đâu xuất thiên phong. Trong lúc bất chợt ngũ chỉ của thiên tinh tử hóa thành trưởng, thiên địa một mảnh phong vân dũng động, trưởng thế như sơn hà vỡ nát, nhật nguyệt đảo thiên. Trực tiếp phách về phía hắc bào nam tử. Ngươi, a! Hắc bào nam tử kinh sợ không thôi, đang muốn quát đối phương một đời tông chủ cư nhiên dở trò lừa bịp, nhưng trong nháy mắt sắc mặt hắn liền trắng bệch, lúc này sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì thiên tinh tử trước mắt, chẳng biết lúc nào đã biến thành Lý Vân Tiêu. Thượng Trần, ngươi không phải là chơi rất vui vẻ sao? Làm sao gương mặt tựa như ăn phân vậy? Khóe miệng Lý Vân Tiêu cười nhạt. Một trường vỗ xuống. Sắc mặt của hắc bào nam tử đã tái nhợt, hắn phát hiện kỳ thiên kiếm của mình căn bản là chém hụt, thiên tinh tử chân chính còn đứng ở xa xa, đồng dạng mặt mang châm chọc nhìn mình chằm chằm. Phanh! Một trường vỗ vào trong cơ thể hắn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trường thế rơi vào khoảng không, thật giống như đánh vào không khí. Nhưng hắn cười một tiếng nói. Chiêu này ở trước mặt ta dùng được sao? Ngũ chỉ hóa chảo. Hư nắm thành quyền. Nhất thời một cổ lực lượng ở trong lòng bàn tay xoay tròn, toàn bộ không gian hướng về trung ương sụp xuống. Phanh! Thân thể hắc bào nam tử từ trong hư vô bị kéo ra, hung hăng đánh bay ra ngoài. Đại nhân! Trung niên nam tử quá sợ hãi, vội vàng bay đi. Hắc bào nam tử bay ra ngoài trăm trượng, lúc này mới dần dần ngừng lại, trong hắc bào lóe ra hàn quang, hai mắt tràn đầy lửa giận. Trong lòng trung niên nam tử run lên, hắn chưa từng thấy qua ánh mắt hắc bào nam tử lại có sát ý như thực chất, không khỏi kinh hãi nói. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Hắc bào nam tử hừ một tiếng, thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là bị thương, không cam lòng cắn răng nói. Ngươi thụ thương là giả. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói. Thụ thương tự nhiên là thật, chỉ bất quá không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ mà thôi.
trên mặt Thiên Tinh Tử không tự chủ được co quắp thoáng cái, lập tức khôi phục bình thường. Hắc bào nam tử tràn đầy lửa giận, tức đến thân thể không ngừng phập phồng nói. Ngươi là khi nào thì bắt đầu dùng ảo thuật lừa gạt ta? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi cứ nói đi, đâu xuất thiên phong thật ở trong hắc bào bị ngươi lấy được. Khi ngươi vùng ra đâu xuất thiên phong giả muốn công kích ta đã bị ta khám phá, bất quá là tương kế tự kế, dẫn ngươi lòi đuôi mà thôi. Hắc bào nam tử cả kinh, chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh nói. Trong thuật còn có lừa gạt, dùng tiểu thuật mê hoặc ta, để cho ta cố ý khám phá, là vì ẩn giấu đại ảo thuật này. Cổ Phi Dương, lòng của ngươi càng ngày càng thâm trầm a. Lý Vân Tiêu ung dung nói. Không phải tâm cơ của ta quá sâu, mà là đối thủ như ngươi, ta làm sao có thể không cẩn thận một chút. Ám ti cục trưởng thượng Trần Đại Nhân, huống chi ta vốn bị thương trên người, nếu không như vậy, vừa rồi một trưởng kia liền bị ngươi làm thịt. Thượng Trần cả kinh nói. Trước khi kỳ thiên kiếm xuất hiện, ngươi liền khám phá thân phận của ta. Làm sao có thể, ta không tin, Nguyệt Đồng chi nhãn của ngươi còn nhìn không ra ám thuật của ta. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Đại nhân cả ngày bế quan ở thánh vực, đầu óc luyện đến hư a. Xí biệt tam nhật, còn dùng cách cũ phỏng đoán, chúng ta phải lấy nhãn quang phát triển nhìn vấn đề, đại nhân ngươi mò trăng đáy nước rồi. Nội tâm Thượng Trần kinh nghi bất định, nhìn đôi mắt như nước của Lý Vân Tiêu, trong suốt như thế, thật giống như đang giễu cợt, lòng dị thường xấu hổ. Trung niên nam tử vội nói. Đại nhân nghìn vạn lần bình tĩnh, chớ bị đối phương chọc giận. Nội tâm Thượng Trần cả kinh, đè xuống tâm tình nói. Ngươi nói đúng. Lý Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người trung niên nam tử nói. Ngươi cùng Khâu Mục Kiệt là quan hệ như thế nào? Thân thể trung niên nam tử khẽ run, trên mặt hiện lên sợ hãi, sau đó liền từ từ cười lạnh. Ha ha, phá quân đại nhân quả nhiên hảo nhãn lực, ta bất quá là hơi chút xuất thủ đã bị ngươi khám phá. Bản nhân ất hy. Đích xác đã từng ở trong môn hạ của Phong Tử Kiệt học qua chút ít. Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Nguyên lai là con nuôi mà Khâu Mục Kiệt nhặt về, ta nghe Phong Tử Kiệt nói qua ngươi. Ngươi, cái gì con nuôi, chỉ là nói bậy. Khâu Mục Kiệt là một người điên, có tư cách gì làm nghĩa phụ của ta? Ất Hy xích nộ không ngớt, vẻ mặt đỏ bừng. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói. Được rồi, quản các ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi là con của hắn cũng được, hắn là con trai ngươi cũng không sao, ta chỉ hỏi ngươi, hôm nay muốn nằm lại đây, hay là muốn sống rời đi? Sắc mặt Ất Hy thay đổi mấy lần, nhìn thoáng qua Thượng Trần, hừ lạnh nói. Muốn ta chết sợ không phải dễ dàng như vậy, ta thừa nhận phá quân đại nhân đã từng tuyệt thế vô song, nhưng bất quá là đã từng mà thôi, đại nhân cũng nói phải lấy nhãn quang phát triển nhìn vấn đề, huống chi ngươi bây giờ bị thương trên người. Lý Vân Tiêu nói. Hai người thực sự là không phân rõ tình huống a, coi Thiên Tinh Tử lão ca ở bên cạnh ta là bài biện sao? Thượng Trần nói. Thiên Tinh Tử đại nhân, mong người hôm nay có thể thúc thủ bàng quan. Ngày khác ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Sắc mặt Thiên Tinh Tử âm trầm không ngớt, hắn cũng xoắn quýt không thôi, phương nào cũng không muốn đắc tội. Đột nhiên Ất Hy nói. Ta nhớ Thiên Tinh Tử đại nhân mới vừa nói qua, ngươi phải bảo vệ tính mệnh của phá quân đại nhân an toàn. Chỉ cần chúng ta không làm bị thương tính mệnh của Cổ Phi Dương, đại nhân có thể không ra tay, như vậy cũng không làm trái lời hứa. Trong mắt Thiên Tinh Tử lóe lên tinh mang, tựa hồ có chút bị thuyết phục. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lão ca, thời điểm đứng thành hàng là không tồn tại mọi việc đều thuận lợi, muốn không đắc tội song phương là tuyệt không có khả năng. Thiên Tinh Tử cả kinh, đạo lý này hắn cũng minh bạch, chỉ là khó có thể lựa chọn. Thượng Trần nói. Cổ Phi Dương người mang siêu phẩm huyền khí, rất nhanh sẽ bị thiên hạ đều biết, đến lúc đó địch nhân của hắn là cả thiên hạ. Mặc dù đại nhân dám đối địch với thánh vực cứu hắn một lần, chẳng lẽ còn dám cùng thiên hạ là địch, cứu hắn một đời sao? Bầu không khí theo Thiên Tinh Tử hô hấp phập phồng làm cho dị thường đè nén. Thượng Trần đại nhân nói không xa. Sau một lúc, Thiên Tinh Tử chậm rãi nói, tựa hồ hạ quyết tâm, thở hắt ra. Thượng Trần đại hỉ nói. Ha ha, đại nhân không hổ là nhất phương bá chủ, quả nhiên anh minh quả quyết. Thiên Tinh Tử cười, vung tay lên nói. Quá khen, ta đã hạ quyết tâm, nếu Thượng Trần đại nhân muốn sống, liền nhanh ly khai đi. Ta tin tưởng chỉ cần giao ra ngọn núi kia,
Vân Tiêu lão đệ sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Ngạch, cái gì? Thượng Trần cả kinh, phảng phất không thể tin được, vỉnh tai nói. Đại nhân nói cái gì? Sắc mặt Thiên Tinh Tử trầm xuống, hừ nói. Thượng Trần, ngươi là thật ngu hay là giả ngu, ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu sao? Thượng Trần. Hắn sửng sốt nửa ngày, rốt cục tức giận nói. Thiên Tinh Tử, ngươi thực sự là già nên hồ đồ a. Dám đối địch với thánh vực. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Lão hồ đồ chính là Thượng Trần ngươi a, dám cùng lão ca của ta nói như vậy. Hừ, quả nhiên là bản thân muốn chết, lão phu nể ngươi là thánh vực cục trưởng, nên cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi đã không cần, ta đây liền thu hồi phần mặt mũi này. Khí thế trên người Thiên Tinh Tử thoáng cái nổ lên, giơ tay lên, nhất thời thiên áp địa dũng, lực lượng tuyệt cường ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra sắc mặt vui mừng, đây mới thực sự là lực lượng của siêu phàm nhập thánh. Trước kia Thiên Tinh Tử đều là xuất công không ra lực, Thượng Trần bức bách hắn lựa chọn, liền thật tình chân ý triệt để về phía Lý Vân Tiêu. Thanh khiếu bá quyền. Thiên Tinh Tử khẽ quát một tiếng, ngũ chỉ một chảo, nhất thời khắp bầu trời vân dũng ở trong lòng bàn tay. Bầu trời hiện ra quyền ảnh, như là lưu tinh đảo qua. Thượng Trần kinh sợ quát. Chạy mau. Hắn vung hắc bào, trong nháy mắt bao ất hy lại, hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Phanh. Thanh sắc bá quyền đuổi theo bóng đen, thoáng cái đánh nó nát bấy, cự lực cuồn cuộn ở trên không trung nhộn nhạo, quét ngang tất cả. Ân, thật cổ quái. Thiên Tinh Tử nghẹo đầu nhìn ra ngoài một hồi nói. Vậy mà thực sự vô ảnh vô tung, tiêu thất khỏi thần thức của ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Thượng Trần là một trong hai cục trưởng thần bí nhất thánh vực. Không có một chút bản lãnh làm sao có thể an tọa nhiều năm như vậy, ngay cả đầu xuất thiên phong cũng thu đi. Thiên Tinh Tử nói, nhãn thuật của lão đệ có thể xem thấu hắn hay không? Lý Vân Tiêu nói, nếu là bình thường vấn đề không lớn, nhưng lúc này ta thương thế rất nặng, khó có thể dùng nhãn thuật đến mức tận cùng. Thượng Trần ám thuật ta có hiểu rõ nhất định, bọn họ đi không ra pháp tắc chi liên, vừa lúc mượn cơ hội khôi phục thương thế. Thiên Tinh Tử gật đầu nói, lấy phương pháp của lão đệ, nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cũng chỉ là phút sự tình, đến lúc đó liền giết hắn. Đột nhiên một đạo hắc mang ở cách đó không xa nổi lên, hóa ra một khuôn mặt khô gầy, lóe lên liền khôi phục thành quang đoàn, muốn phá không bay đi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Tùy tiện chuyện trò vài câu liền hiện thân, cái này so với nhãn thuật dùng tốt hơn nhiều lắm. Thiên Tinh Tử đồng dạng cười nhạt không ngớt nói. Hừ. Thực lực cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì, chỉ số thông minh kém như vậy, tu luyện như thế nào cũng bù đắp không được. Hắn đưa ra một chảo, bầu trời bị kiềm hãm, không ngừng hướng lòng bàn tay hắn sập xuống, đạo hắc mang kia liều mạng giãy giụa vài cái, lại không thể thoát đi. Phanh! Đột nhiên hắc mang nổ lên, hóa thành hai đạo thân ảnh chia lìa. Thượng Trần phẫn nộ quát. Xuất thủ liều mạng với bọn hắn. Trong nháy mắt Kỳ Thiên kiếm rời tay. Ở trên bầu trời hóa thành một đại kiếm ảnh, không ngừng có phù văn ở bốn phía thoáng hiện, còn có các loại đồ án quỷ dị từng cái diễn sinh ra. Chém. Thượng Trần bấm niệm thần chú, chỉ kiếm hạ xuống, toàn bộ bầu trời bị bổ ra, thế kiếm kia chém về phía lòng bàn tay của Thiên Tinh Tử. Ất Hy cũng cắn răng một cái, giương tay ném ra mấy đạo phù lục, ở trước người từng cái nổ lên, hóa ra bảy bộ quan tài, phía trên vẽ đầy các loại phù văn. Trung gian là ám kim sắc. Sáu bộ khác đều màu tang hồng, hai loại nhan sắc thập phần bắt mắt, tương hỗ kết hợp hạ có vẻ phi thường quỷ dị. Lý Vân Tiêu nheo mắt, trong tròng mắt hiện lên sát ý. Một chiêu này hắn đã từng ở trên người Dương Nguyên Thư gặp qua, đem thi thể cường giả luyện chế thành con rối bảy binh bố trận, uy lực cực lớn. Tuy chiêu này tưởng tượng phong phú, thiên mã hành không khiến người xem thế là đủ rồi, nhưng thật sự là khiến người cực độ chán ghét. Thiên Tinh Tử lạnh lùng nhìn một kiếm kia chém rụng, đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn bảy bộ quan tài, nhất thời lộ ra thần sắc ngạc nhiên, mi tâm nhíu lại. Phanh, 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 bảy bộ quan tài thoáng cái nổ lên, thi thể bên trong toàn bộ hiện ra. Trên mặt mỗi người biểu tình ngây ngốc, nhưng đều có góc cạnh phân minh, khí chất thật tốt, hơn nữa mặc áo giáp, trông rất sống động. Người chính giữa đầu đội kim quan, người khoác chiến bào, tư thế oai hùng. Nếu không phải khuôn mặt cho nguội không hề có khí tức, còn có thể lầm là nhất phương bá chủ phủ xuống. Đây là...
Thiên tinh tử hít một ngụm lãnh khí, trong mắt lấy làm kinh ngạc, vậy mà quên mất một kiếm của Thượng Trần chém xuống, thất thanh nói. Định phi chí đại nhân. Kỳ thiên kiếm chém xuống, đánh vào trên người thiên tinh tử đang thất thần, kiếm quang bạo khởi, xông thẳng thương khung. Phương viên trăm trượng đều ở dưới kiếm uy, mặc dù là Lý Vân Tiêu cũng bị uy thế đẩy lui trăm trượng. Thượng Trần đại hỉ, nhưng không dám chậm trễ, hai tay vội vàng bấm niệm thần chú, từng đạo quyết ấn đánh vào kiếm uy phía trước. Nhất thời vô số phù văn lăn lộn, giống như trương giang trừ hải, toàn bộ bầu trời sôi trào, ùng ùng vang dội. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra kinh sắc, một kiếm này của Thượng Trần cơ hồ là tuyệt học suốt đời của hắn, thiên tinh tử thất thần lại bị chém trúng, sợ là lâm vào phiền toái. Một kiếm chém hết, tựa hồ Thượng Trần vẫn chưa yên tâm, hắc bào vung ra, cả người liền tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, trên bầu trời lập tức hiện ra bóng đen to lớn, một trường ấn màu tím nhạt chậm rãi phun ra nuốt vào, vô số phù văn hắc sắc ở bốn phía hoảng hốt bất định, lăng không kích rơi xuống. Ầm ầm, trường thế đánh vào trong kiếm uy đang yếu dần, hai cổ lực lượng điệp chung vào một chỗ, lần thứ hai nhấc lên kinh đào. Uy năng vô biên hướng về bốn phương tám hướng đánh sơ sát, toàn bộ bầu trời bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Sau hai chiêu, Thượng Trần chợt lui trăm trượng, rơi vào bên cạnh Ất Hy, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Đồng thời nắm một mớ đan dược bỏ vào trong miệng, nuốt vào. Không gian phong bạo cuồn cuộn tiêu tán, ánh mắt của mọi người nhìn vào bên trong. Một vỏ trứng màu xám cho hiện lên ở trước mắt mọi người, phía trên có trận văn sắp hàng chỉnh tề, nhìn qua như là quy giáp, hoặc như là một hạch đào, trung gian có một tự thể đại triện cổ quái, mơ hồ có thể thấy là chữ ám. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại, cả kinh nói. Ám hắc giáp. Thượng Trần cùng Ất Hy đều run lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức cảnh giác. Nói ám hắc giáp là giáp xác của chân linh hắc ám, cơ hồ là vật cứng rắn nhất trong thiên địa. Ca, ca. Trong hạch đào phát ra âm thanh, toàn bộ vỏ trứng thoáng cái mở ra, không ngừng co rút lại, hóa thành trận bàn, bị thiên tinh tử nắm ở trong tay. Khuôn mặt của hắn âm trầm không gì sánh được, tóc dài có chút xốc xếch, ở trên không trung phiêu động. Hai mắt như đao nhìn chằm chằm ám hắc giáp trong tay. Phanh! Trận bàn kia đột nhiên nổ lên, hóa thành vô số toái phiến, ở trên không trung chậm rãi tản ra. Bị gió thổi qua lại, toàn bộ hóa thành cho phi, vĩnh tán trong thiên địa. Gặp gió liền nát, quả nhiên là ám hắc giáp. Một kích của Thượng Trần có thể làm đến trình độ như vậy, thực sự là không đơn giản. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm thở dài nói. Hừ! Thiên tinh tử hừ lạnh một tiếng. Hữu quyền nắm chặt, một cổ cương khí nổ lên, khí thế của hắn không ngừng thăng cao, lạnh giọng nói. Một kiếm kia, chính là một kiếm giết chết chính ngươi. Thân hình của hắn bạo khởi, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thượng Trần, một quyền đánh xuống phía dưới. Toàn bộ không gian áp xúc tới cực điểm, cả người Thượng Trần triệt để biến hình, lục phủ ngũ tạng đều hướng trung ương sụp xuống, hắn hoảng hốt, cắn răng giơ kiếm lên chém ra. Ầm. Quyền kình nện ở trên mũi kiếm, một cổ lực lượng vòng quanh trường kiếm xoay chuyển, toàn bộ kỳ thiên kiếm chiến minh không thôi. Phanh! Hắc bào trên tay trái Thượng Trần nổ lên, lộ ra cánh tay khô gầy, huyết quản căn căn bạo liệt, cả người bị đánh bay ra ngoài. Thiên tinh tử tàn nhẫn cười, đang muốn lấn người tiến lên, đột nhiên mấy đạo công kích từ hai bên lượn vòng mà đến, đều sắc bén không gì sánh được. Hừ! Hắn nộ quát một tiếng, trở tay hóa trưởng đánh ra. Phanh, phanh, mấy tiếng nổ mạnh vang lên, đem công kích bốn phía đánh sơ sát, trong mơ hồ, có mấy đạo nhân ảnh vây quanh hắn, chính là bảy bộ thi hài. Người cầm đầu đầu đội kim quan, cầm chiến kích trong tay, uy phong lẫm lẫm, sừng sững ở trước mặt hắn. Thiên tinh tử thoáng cái bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm người nọ một hồi, lại đưa ánh mắt về phía mấy người khác, cuối cùng nhìn phía xa xa nói. Thượng Trần, người thật đáng chết. Thậm chí ngay cả sư tôn của mình cũng đào lên. Cái gì? Lý Vân Tiêu cùng Ất Hy giật mình, đều nhìn về phía tên thi khôi đội kim quan kia, tuy rằng trên mặt của thi khôi không hề có khí tức, nhưng lại có một loại cô đơn vô biên. Thiên tinh tử lạnh lùng nói. Định phi chí đại nhân, người mấy trăm năm trước chấp chính thánh vực, xuất từ ám ti, chính là sư tôn của Thượng Trần. Thượng Trần hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện ám ti không cần ngươi quản. Sư tôn làm người ta lý giải nhất, để cho hắn lại thấy ánh mặt trời, chắc chắn rất vui vẻ. Ha ha,
thảo nào đại nhân trăm phương nghìn kế lấy ra bộ thi khôi này, nguyên lai là có ý, ha ha. Ất Hy cười to, bộ thi khôi này đối với hắn mà nói là bảo vật vô giá, đã sớm biết có lai lịch lớn, nhưng nghĩ không ra địa vị to lớn như thế. Lý Vân Tiêu cùng Thiên Tinh Tử đều là một trận ác hàn, hai người này khi sư diệt tổ, cũng coi như là vật họp theo loài. Thiên Tinh Tử hừ lạnh nói, Định Phi Chí đại nhân vốn là tiền bối ta kính trọng nhất, hiện tại cũng chỉ có thể đắc tội. Lý Vân Tiêu nói, lão ca lời ấy sai rồi, để cho hắn bụi quy bụi, thổ quy thổ, đó là kính trọng lớn nhất. Thiên Tinh Tử nói, chính phải. Hắn đưa tay một chảo, chảm hồn đao thình lình xuất hiện, đao mang thoáng cái xoay chuyển. Thượng Trần âm trầm nói, Thiên Tinh Tử, lúc này thu tay còn kịp, không nên đi vào tử lộ. Thiên Tinh Tử cười lạnh nói, không nên đi vào tử lộ, người đánh nát ám hắc giáp của ta, còn có mặt mũi nói những lời này. Thượng Trần nói, tuy rằng ám hắc giáp chân quý, nhưng ta nguyện ý lấy ra vật đồng giá đến bồi thường. Huống chi việc này cũng là ngươi khiêu khích trước, ta bất đắc dĩ mới ra tay. Đồng giá, coi như là mạng của ngươi cũng đáng không được nhiều tiền như vậy. Sắc mặt Thiên Tinh Tử phát lạnh, chảm hồn đao chém thẳng xuống, không có bất kỳ hoa chiêu, một đao tập trung bảy bộ thi khôi. Ất Hy cả giận nói, cho dù ngươi là siêu phàm nhập thánh, cũng quá khinh địch đi, xem thủ đoạn của ta. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, vô số quyết ấn nảy lên. Bảy bộ thi khôi tựa hồ có linh tính, thoáng cái lui ra 10 trượng, nhưng vẫn không bỏ chạy, mà là phân biệt xuất thủ, tự hình thành một trận pháp. Vòng sáng đột nhiên lên không, phía trên lóe ra vô số phù văn, hướng về phía trung ương co rút lại, áp tới Thiên Tinh Tử. Ầm ầm, đao mang của chảm hồn đao bổ vào vòng sáng, đao linh thoáng cái nổi lên, gào thét giống một tiếng, thiên địa vỡ nát. Bảy bộ thi khôi bị đẩy lui, nội tâm Ất Hy hoảng sợ không thôi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tay chân rét run, tựa hồ đã ý thức được đối phương đáng sợ. Thượng Trần nói, đừng kinh hoàng, mặc dù lúc này Thiên Tinh Tử cường hãn, nhưng rõ ràng đã kiệt sức. Vừa rồi tuy kỳ thiên kiếm của ta bị ám hắc giáp đón đỡ, nhưng vẫn có kiếm khí xuyên qua. Hảo hảo điều khiển nhục thân của sư tôn ta, dụng tâm thi triển bí pháp ta dạy ngươi. Ất Hy chấn định, hai tay ở trước người hợp lại, không ngừng đánh ra quyết ấn cổ quái. Bảy bộ thi khôi ở dưới một kích đẩy lui, trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ đáng sợ, con người thoáng cái mở ra, đều là xích hoàng sắc. Khí thế của mỗi người đều không ngừng tăng lên, hơn nữa tư thái không đồng nhất, quyết ấn khác nhau. Tựa hồ đang liều mạng hồi ức sở học lúc còn sống, không ngừng thi triển ra. Một thi khôi đột nhiên bạo khởi, trong tay có một thanh thiết giản giải phong, nhô lên cao bắn tới. Hừ, lúc còn sống cũng bất quá là cửu tinh đỉnh cường giả, sau khi chết lực lượng càng không tồn tại, bọ ngựa đấu xe. Thiên Tinh Tử xòe ngũ chỉ, thoáng cái đánh ra. Phanh, thiết giản bị chấn không ngừng chiến minh, toàn bộ thân thể hắn bay ra ngoài. Sau đó lại là mấy đạo thân ảnh khác chấp động, từng thi khôi như hồi ức đến tuyệt học kiếp trước, đều dữ tợn đánh tới. Mi tâm của Thiên Tinh Tử nhíu lại, tuy lực lượng của những thi khôi này xa xa không bằng lúc còn sống, nhưng tựa hồ càng thêm khó chơi, bởi vì đã đánh không chết. Thi khôi lúc trước bị đánh bay, ngực lõm xuống, lục phủ ngũ tạng khẳng định đã nát, nhưng vẫn như không có việc gì lần thứ hai giống to xung phong liều chết. Lý Vân Tiêu nhìn càng rõ ràng, bảy bộ thi khôi này so với Dương Nguyên Thư lúc trước còn lợi hại hơn, chắc là trải qua luyện chế đặc biệt, năng lực chịu đựng của nhục thân rất mạnh, khó có thể đánh hư. Hơn nữa trạng thái của Thiên Tinh Tử đang không ngừng giảm xuống, sau khi cùng Hoàng Phủ Bật đánh một trận lại không thể khôi phục, lúc trước bị kỳ thiên kiếm của Thượng Trần chém trúng, đích thật là bị thương ở trong người. Đáng chết! Thiên Tinh Tử sinh ra lửa giận, một đao chém xuống, nhất thời hóa xuất đao ảnh đầy trời, giống như cắt kim loại lan ra bốn phương tám hướng, toàn bộ không gian phá thành mảnh nhỏ, muốn đem bảy bộ thi khôi cuốn vào. Ầm! Một thi khôi bị đao phong tập kích, trong nháy mắt bị vắt thành phấn vụn. Ất Hy kinh hãi, vội vàng điều khiển thi khôi này lui ra. Đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, trên bầu trời hóa ra một vết rách, từ trong đao ảnh đầy trời mở ra một cái lối đi. Một thanh chiến kích ngang trời mà ra, trực tiếp đánh xuống. Đồng tử của Thiên Tinh Tử co lại, quyết ấn phách nhập thân đao, trong sát na một thanh đao hình sáng loáng ở trên không lượn vòng, hướng về phía chiến kích chém qua. Ầm, hai cổ lực lượng va chạm,
đao lực to lớn, cuồn cuộn đãng đãng càn quét qua. Thân thể của Định Phi Chí không ngừng rách nát, nhưng đã không có sự sống, hắn không lùi mà tiến tới, tiếp tục bước ra một bước, xúc địa thành thốn. Chiến kích ở trước người hóa thành ấn quyết, há mồm phun ra một hơi thở, tựa hồ phát ra thanh âm yếu ớt. Lực lượng kinh khủng từ trên chiến kích tản ra, nhắm ngay đầu của Thiên Tinh Tử bắn rơi. Trong lòng Thiên Tinh Tử cả kinh, mặc dù đối phương đã là người chết, nhưng quyết không dám khinh thường, dưới chân liền lùi mấy bước, đao thế trong tay xoay chuyển, giống như khổng tước xòe đuôi, ở sau người hiện ra vô số hư ảnh. Định Phi Chí đại nhân, đắc tội. Cả người hắn tản mát ra một cổ khí tức sắc bén, nghìn vạn đao ảnh đều hội tụ thành một, mạnh mẽ chém xuống. Đột nhiên thân thể Lý Vân Tiêu run lên, kinh hô. Cẩn thận! Xa xa Thượng Trần chẳng biết lúc nào đã biến mất, đột nhiên xuất hiện ở cách Định Phi Chí không xa, kỳ thiên kiếm trong tay lần thứ hai giải phong, vô số phù văn dâng lên, trong mắt lóe lên hàn ý. Ánh sáng chiến kích trong khoảnh khắc dị thường chói mắt, cùng kỳ thiên kiếm tương hỗ chiếu rọi, giữa hai người hiện ra cự linh dị tượng, kích nhập thương khung vân hải, quan sát đại địa. Hai cổ lực lượng nhiễu ở trên trời, một xanh một vàng, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một thanh chiến phủ. Một bàn tay to chảo lấy, chiến phủ tản mát ra cường quang cực nóng, giống như thái dương bị dơ lên thật cao. Tất cả mọi người kinh hãi há to mồm, Thượng Trần cũng dị thường kích động, cả người không tự chủ được run rẩy. Thiên Tinh Tử càng kêu to bất hảo, một cổ khí tức cực độ nguy hiểm ở trong tâm lan tràn, đây là từ khi bước vào siêu phàm nhập thánh tới nay chưa bao giờ có. Thượng Trần hưng phấn hét lớn. Thiên Tinh Tử, người tự tìm đường chết, trách không được ta. Ăn chiêu thần kỹ này, khai thiên tích địa, ầm ầm, cự linh cầm lấy quang phủ đánh xuống, toàn bộ thế giới rơi vào hỗn độn, như thiên địa sơ khai, thương khung điên đảo. Một đạo phủ quang chạm phá hỗn độn, vô tận quang minh chiếu xuống, rơi vào trên đao mang của Thiên Tinh Tử. Hai cổ lực lượng tuyệt cường trùng kích, đao mang không ngừng vỡ nát, cả người Thiên Tinh Tử ở dưới thần kỹ phiêu hốt bất định, giống như tùy thời muốn mai một. Hắn không ngừng giống giận. Đem lực lượng toàn thân dưới vào trong đao, nhưng vẫn như cũ đỡ không được lực lượng khai thiên tích địa này. Ầm ầm, cả vùng thoáng cái sụp đổ, liệt địa ngàn dặm, nơi quang mang đi qua, tất cả đều là năng lượng kinh khủng cuốn lốc, cuốn chiếu tất cả. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng chấn động mãnh liệt, thân thể không ngừng bị trùng kích lui về phía sau, thoáng cái hóa ra kim thân chống lại. Cổ lực lượng này mạnh, thậm chí đã ra khỏi hắn lý giải, không kém ở Hồng Nguyệt Thành gặp quỷ vương chút nào. Ở trong vô số kinh lịch, duy nhất có thể ngăn chặn chiêu này là ma chủ lục đạo ma binh. Tiếng nổ thật to còn ở trong thiên địa không ngừng nhộn nhạo, cự linh đã biến mất, trên trời cao sắc mặt Thượng Trần một mảnh ửng hồng, thân thể cũng run nhẹ nhẹ, tựa hồ thập phần kích động. Trước người Ất Hy song song đứng thẳng ba bộ thi khôi, đều thi triển ra hộ thể quang mang, thủ hộ hắn ở sau người, thân thể đã tổn hại không thể tả. Còn dư lại mấy cổ thi khôi ở dưới một kích vừa rồi kia đã trực tiếp tan thành mây khói. Trong lòng Ất Hy chấn động mãnh liệt, hai tay mồ hôi hột như nước chảy xuống, đây là lực lượng của siêu phàm nhập thánh, để cho nội tâm hắn một trận cuộn trào mãnh liệt. Ha 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 ha! Trên bầu trời truyền đến tiếng cuồng tiếu của Thượng Trần, có chút khiến người Mao Cốt Tùng Nhiên nói. Các ngươi minh bạch vì sao ta phải để cho sư tôn một lần nữa xuất thế chưa? Lý Vân Tiêu lau hôi lạnh nói. Nguyên lai là hợp kích chi kỹ, hơn nữa sau khi Phi Chí chết, lúc này chỉ có nhục thân, thực lực suy yếu, ngược lại cùng ngươi chênh lệch không bao nhiêu, phối hợp sẽ càng tương đắc. Thượng Trần lạnh lùng nói. Phá quân đại nhân quả nhiên thông tuệ, nhưng chiêu khai thiên tích địa này cũng không phải là phương pháp hợp kích, chỉ có lực lượng siêu phàm nhập thánh mới có thể thi triển. Đáng tiếc ta vẫn ở ngoài cửa, thủy chung không thể phá bỏ gông cùm xiềng xiếc. Chỉ có thể qua biện pháp như thế, lợi dụng vũ ý còn sót lại trong thân thể sư tôn tiến hành hợp kích, tái hiện thần kỹ. Hắn có chút kích động nói. Lúc sư tôn còn sống, là bằng vào chiêu này chém giết qua siêu phàm nhập thánh. Mặc dù Thiên Tinh Tử cường thịnh trở lại, sợ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, xem còn có ai cứu ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn không gian phía trước không ngừng biến hóa lưu động, Thiên Tinh Tử đã không thấy bóng dáng, sợ là tình huống không ổn. Hôm nay đánh một trận, sợ là Vạn Tinh Cốc cùng Thánh Vực triệt để quyết tuyệt. Hừ, thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Sau khi giết ngươi, Thánh Vực cùng Vạn Tinh Cốc sẽ không tồn tại xung đột.
Phá Quân đại nhân, ngươi phải đền tội a, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thượng Trần bước ra một bước, trong tay dẫn theo Kỳ Thiên kiếm đi tới, hô hấp thập phần khàn khàn, có thể thấy được chiêu kia tiêu hao cực lớn. Định Phi Chí cầm chiến kích ở sau lưng, lẳng lặng đứng đó, không có chút tình cảm nào. Thánh vực tồn tại vốn là vì giữ gìn yên ổn trong thiên hạ, nhưng những năm gần đây tựa hồ thành người khơi mào các loại sự đoan, các ngươi là kỳ vọng thiên hạ đại loạn sao? Rốt cuộc trong lòng năm vị đại nhân kia nghĩ gì? Lý Vân Tiêu tính táo nói. Thượng Trần cười lạnh nói. Năm vị đại nhân tự có định đoạt, nếu ngươi thực sự vì thiên hạ suy nghĩ, liền giao thánh khí cùng viên cao hàn ra đây. Không chỉ thiên hạ vô sự, ngay cả ngươi cũng có thể giữ được tánh mạng. Ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao đệ nhị hồn thể của viên cao hàn vẫn luôn tra không ra tung tích, nguyên lai là ở trong thánh khí của ngươi. Ha ha, nói ngươi là nguyên tội, quả nhiên không sai a. Căn nguyên của tội lỗi. Lý Vân Tiêu nói. Nguyên tội, hừ, các ngươi có tư cách nói lời này sao? Hồng Nguyệt Thành triệt để huyết tẩy, toàn bộ đông vực lòng người bàng hoàng, một lần nữa xào bài. Thiên lĩnh Long Gia gia chủ vẫn lạc, tất nhiên dẫn đến Long Gia náo động, trở thành Bắc vực loạn chi. Vạn Tinh Cốc cốc chủ trọng thương, lực lượng Tây vực hai cực mất thăng bằng, tương lai tình hình khó nói, cái nào không phải là các ngươi tạo thành. Ha ha, phân tích còn rất thấu triệt. Thượng Trần cười khẩy nói. Ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, ám ti tồn tại chính là phục tùng mệnh lệnh, làm chút sự tình mà thánh vực không thể công khai làm. Ngươi theo ta nói những đạo lý lớn này cũng không có tác dụng, nói chung hôm nay thánh khí cùng viên cao hàn, ta đã quyết định. Thiết! Lý Vân Tiêu cười một tiếng, nói. Quyết định, ai cho ngươi tự tin như vậy? Thượng Trần hừ nói. Tự tin là từ thực lực của mình, mà không phải người nào cho. Hắn dương Kỳ Thiên kiếm lên, quát. Ngươi đã khăng khăng một mực, vậy thì tìm chết đi. Một đạo kiếm mang nhô lên cao chém tới, ngoại trừ lực lượng bản thân kiếm thế, còn có vô số phù văn quỷ dị ở bốn phía xoay tròn, không ngừng thôn phệ linh khí khắp trời. Lý Vân Tiêu đạp ra sau một bước, cả người liền bay ngược nói. Ngươi biết ta có thánh khí, lại không sợ trong đó có dấu cao thủ, cho ngươi có đến mà không có về sao? Thượng Trần cười lạnh nói. Đều lúc này ngươi còn tính toán cái gì? Thiên hạ cường giả chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu có đã sớm hiện thân, sao tới bây giờ còn che đậy. Còn nữa, lấy thực lực của ta và sư tôn, thiên hạ thật đúng là không có mấy người dám tranh phong. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, cả người hóa thành lôi điện, ở dưới kiếm khí không ngừng lượn vòng. Đột nhiên trong tay hắn lóe lên hàn quang, một đạo kiếm mang không có dấu hiệu nào chém ra, đánh vào phù văn quỷ dị, ầm một tiếng nổ lên, nhất thời tạc hủy một mảnh. Một đạo thiểm điện trong nháy mắt bay ra ngoài. Thượng Trần cả kinh nói. Không hổ là Phá Quân đại nhân, đệ nhất kiếm nhân năm đó, liếc mắt liền có thể nhìn ra nhược điểm chiêu này, một chiêu tức phá. Nhưng thoát khỏi một chiêu, có thể thoát khỏi chiêu thứ hai sao? Hắn nâng kiếm lên, ánh mắt lạnh lẽo. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xuất chiêu thứ hai. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, sau đó trên bầu trời hiện ra lục quang. Khuôn mặt của Bắc Quyến Nam xuất hiện trên không trung, sau đó một đạo kiếm ảnh thật lớn chém xuống. Cái gì, thật mạnh. Trong lòng Thượng Trần cả kinh, đạo kiếm thế trước mắt này không kém hắn, vội vàng cải biến phương hướng, một kiếm nghênh qua. Ầm ầm, hai kiếm ý không hề mưu lợi ở trên trời đụng nhau, lực lượng kinh khủng hóa thành vòng sáng tản ra, lại có thêm một đạo cường quang xông thẳng tới chân trời. Cả người Thượng Trần run lên. Một chiêu này hắn vậy mà rơi xuống hạ phong, chấn đến trong cơ thể một trận kích động. Xung quanh càng hiện ra vô số kiếm phù cổ quái, trên dưới bay lượn, lục quang lóe lên, cho người một loại khí tức thập phần nguy hiểm. Những kiếm phù đó thoáng cái hóa thành thi lễ, cả mình thấu lục, lượn vòng mà lên. A! Thượng Trần không khỏi hô một tiếng, ý thức được nguy hiểm, kiếm ở trên trời bổ ra thông đạo, đánh nát bấy vô sổ thi lễ, muốn rời khỏi vòng chiến. Nhưng một đạo kiếm thế kia đã ở trên không ngưng tụ thành, Bắc Quyến Nam bạch y phấp phới, hàn quang chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, một mảnh lãnh ý. Bát cạnh chiếu ảnh, định thần là kiếm. Thế kiếm kia hướng về phía Thượng Trần chém xuống, bao trùm trăm trượng, tất cả đường lui đều bị phong kín. Thượng Trần hoảng hốt, đối phương đây là liều mạng cùng hắn, tựa hồ ăn chắc hắn không còn sức. Nếu trạng thái toàn thịnh mà nói, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ đích xác đã rơi xuống hạ phong. Ất hi,
nhanh để cho sư tôn ta xuất thủ. Hắn giống to, đồng thời không dám chậm trễ chờ cứu viện, toàn bộ lực lượng dưới vào trong kỳ thiên kiếm, kiếm thế trùng thiên cản qua. Ất Hy cũng hoảng hốt, hai tay vội vàng bấm niệm thần chú, thao túng thi khôi. Chiến kích của Định Phi Chí vung qua, đánh ra một đạo hồng quang, thẳng chém Bắc Quyến Nam. Ầm, hai đạo kiếm thế quấn lại, bị hồng mang triệt để đánh nát, toàn bộ thiên địa thoáng cái sụp xuống, Bắc Quyến Nam cùng Thượng Trần đều cuốn vào trong đó, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Thượng Trần phun ra một ngụm tâm huyết, từ lúc hiện thân đến thời khắc này, lần đầu tiên chân chính bị trọng thương. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngẩng đầu oán độc nhìn chằm chằm phía trước. Bắc Quyến Nam ở ngoài trăm trượng rừng thân, tuy rằng sắc mặt cũng khó coi, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, tuấn lãng không gì sánh được. Ngươi là người phương nào? Thượng Trần kinh sợ không dứt quát. Bắc Quyến Nam nói. Hỏi quá nhiều. Ngươi! Thượng Trần tức thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại tâm tình của mình, lạnh giọng nói. Nếu muốn chết, thiên tinh tử sẽ là vết xe đổ của ngươi. Hắc bào vung ra. Lập tức phô thiên cái địa, bao trùm trăm trượng, hướng Bắc Quyến Nam áp đi. Đồng thời Định Phi Chí cầm chiến kích trong tay, một bước thiên lý đã đến trước người Bắc Quyến Nam, chiến kích quét ngang qua. Bắc Quyến Nam hơi biến sắc, trường kiếm múa ra kiếm hoa, chanh một tiếng, che ở trên chiến kích, mượn lực tá lực đẩy ra. Đột nhiên một cổ hấp lực quỷ dị phủ xuống, nguyên lực toàn thân hắn điên cuồng tuôn ra, bị hắc bào trên bầu trời đánh trúng, phảng phất có một cái lỗ đen ở trên đỉnh đầu. Không không chỉ là nguyên lực, thân thể cũng bị áp chế cực mạnh. Ám thuật. Bắc Quyến Nam mi tâm nhíu lại, lúc này đánh văng chiến kích ra, cả người chợt lui về phía sau. Còn muốn chạy, đã chậm. Bên trong hắc bào truyền đến tiếng gầm của Thượng Trần, trường bào màu đen đuổi theo. Bắc Quyến Nam chém ra một đạo kiếm khí, kích hướng thiên không, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, lông mày hắn không khỏi nhíu chặt hơn. Đột nhiên nhiệt độ bốn phía thoáng cái dâng cao. Bầu trời trở nên có chút hoảng hốt, cả vùng đất không ngừng toát ra khói trắng, toàn bộ thế giới không có dấu hiệu nào biến thành hỏa lò. Một đóa bạch vân trong nháy mắt bị đốt đỏ bừng, như là cây bông không ngừng bị nặn ra hình thái, cuối cùng hóa thành hỏa điểu, ré một tiếng dài, làm người kinh hãi. Hỏa điểu kia triển khai lông cánh, hình thái hoa lệ chiếm nửa bầu trời, không ngừng động vũ, đẹp mắt không thôi. Chân linh hỏa phượng. Bên trong hắc bào truyền đến tiếng kinh hô của Thượng Trần, âm thanh kia tràn ngập khó có thể tin, lại có vẻ run rẩy. Phượng Hoàng vỗ cánh, cả người đáp xuống, trong tròng mắt một mảnh thanh minh, linh động mười phần. Chi a! Hắc bào đột nhiên bị đốt, hỏa thế rất nhanh lan tràn, bị đốt hơn phân nửa. A! Hắc bào trong nháy mắt có rút lại, một cái nháy mắt liền hóa ra thân ảnh của Thượng Trần, cả người là hỏa, hắn không ngừng vuốt hỏa thế trên người, lại không thể tắt. Hắn vội vàng bấm niệm thần chú, cả người như là lỗ đen, trong khoảnh khắc cắn nuốt linh khí cùng hỏa diễm bốn phía. Thần hỏa quẩy người một cái, liền không ngừng bị hút vào. Khắp bầu trời hỏa thế tịch quyển, không ngừng ngưng tụ đến trên người Phượng Hoàng, thân thể Phượng Hoàng cũng từ từ nhỏ dần, hóa ra một đạo nhân ảnh. Thượng Trần kinh hãi mở to hai mắt, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia cười nhạt, thoáng cái rơi vào trước người hắn, đánh ra một đạo quyết ấn. Bát chân hỏa điệp. Môi đỏ mỏng khẽ mở, chỉ cảm thấy quyết ấn hoảng hốt, trên trán Thượng Trần nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, phát hiện vô số hồ điệp dính vào hắc bào, liều mạng phe phẩy cánh. Trên hai cánh hồ điệp kia tất cả đều là phù hiệu quỷ dị, từng cái tản mát ra khí tức hỏa diễm. Đại nhân đừng sợ, chúng nó bạo tạc lên rất ôn nhu. Phi Nghê nhẹ nhàng cười, tóc mai ở hai bên phiêu động, ấn quyết trong tay biến đổi. A! À, Thượng Trần hô to một tiếng. Trường bào trên người giống như tầng mây dâng lên, muốn thoát thân đi. Ầm ầm, hỏa điệp trong khoảnh khắc nổ lên, đem hai người cháo vào, hỏa quang lan xa trăm trượng, chiếu bầu trời một mảnh đỏ tươi. Xa xa Ất Hy kinh hãi không thôi, mồ hôi lạnh rơi xuống, tựa hồ ý thức được tình thế không ngừng xấu đi. Thân thể Định Phi Chí khẽ động, nhảy vào hỏa quang chém ra chiến kích, khí tức trên người của hắn trong nháy mắt giải khai hỏa thế, chiến kích lạnh như băng hóa thành hồng mang. Trong nháy mắt khóa lại Phi Nghê. Phi Nghê cả kinh, nửa thân thể hóa thành hỏa diễm, lui về phía sau. Nhưng chiến kích này dị thường sắc bén, hoàn toàn bỏ qua không gian tồn tại, nhắm thẳng vào bản tâm. Đột nhiên thân thể Phi Nghê lóe lên thoáng cái, bị một cổ lực lượng hút đi.
Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, kim quang lóe ra, chính là Lý Vân Tiêu thi triển Nguyệt Đồng, đem không gian thu nhập vào mắt phải. Đồng thời hóa thành ba đầu sáu tay, bất diệt kim thân hiện. Toàn bộ cánh tay mở ra, chộp tới chiến kích. Bong bong. Bốn cánh tay kim sắc thoáng cái nắm lấy lưỡi kích, lòng bàn tay bị cắt, máu tươi đỏ ngầu chảy ra, không ngừng nhỏ xuống. Chiến kích vẫn như cũ không ngừng đẩy mạnh, cho đến đâm vào ngực hắn, phát sinh một tiếng kim trúc, chỉ thấy hồng ảnh xuyên qua. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhưng bốn cánh tay vẫn gắt gao nắm lấy chiến kích như cũ, hai tay trước người không ngừng bấm niệm thần chú, đánh ra từng đạo ấn quyết, đều hướng trên người Định Phi Chí vỗ tới. Từng đạo quang mang từ trên người Định Phi Chí dâng lên, những ấn quyết kia đều nhập vào cơ thể mà qua, càng ngày càng nhiều, bày kín toàn thân. Ngươi đang làm cái gì? Ất Hy hoảng hốt kinh hô lên, hắn phát hiện liên hệ giữa mình cùng Định Phi Chí đang không ngừng giảm bớt. Ba bộ thi khôi vẫn thủ hộ ở trước người hắn nhất thời phóng tới Lý Vân Tiêu. Hừ! Bắc Quyến Nam hừ nhẹ một tiếng, một mảnh kiếm quang quét tới, đẩy lùi ba người kia. Nhưng Ất Hy đã quá gấp, liều mạng điều khiển ba bộ thi khôi xông lên, ép tới Bắc Quyến Nam liên tiếp lui về phía sau. Không có khả năng, làm sao ngươi biết phương pháp phong ấn? Không thể nào. Trong lúc bất chợt khí tức liên hệ đột nhiên gián đoạn, sắc mặt Ất Hy thoáng cái trắng bệch, trong mắt như cá chết. Theo một đạo quyết ấn cuối cùng đánh vào cơ thể Định Phi Chí, nguyên lực ba động trên người của hắn rốt cục đình chỉ, biến trở về thi thể phổ thông, đứng không nhúc nhích. Trong mắt phải của Lý Vân Tiêu bắn ra một đạo hồng mang, ở ngoài mấy trượng hóa ra chân thân của Phi Nghê, nàng vui sướng kêu một tiếng, phu quân. Liền nhảy đến. Lý Vân Tiêu thở dài. Có chút cảm khái nhìn Định Phi Chí một chút, cô đơn nói. Phi Nghê, tiễn vị đại nhân này đi đi. Phương pháp phong ấn mới vừa rồi chính là từ trong hồn phách của Dương Nguyên Thư học được, nghĩ không ra sẽ có lúc hữu dụng. Dạ. Phi Nghê lập tức hiểu ý tứ của Lý Vân Tiêu, tay bấm niệm thần chú, một đạo hỏa diễm phun ra. Vù vù. Thân thể Định Phi Chí thoáng cái bốc cháy lên. Không. Hai tiếng hô to truyền đến. Ất Hy tức đến đấm ngực dậm chân, cách đó không xa thân ảnh của Thượng Trần nổi lên, càng oa oa kêu to, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia hầu như muốn nổi điên. Nhưng bây giờ hắn cũng minh bạch đại thế đã mất, phẫn hận hóa thành một đạo hắc quang muốn ly khai. Còn muốn chạy, tựa hồ đại nhân đã quên phải lưu lại thứ gì à? Lý Vân Tiêu lóe lên liền ngăn ở phía trước Thượng Trần, tiện tay nhất chỉ, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đổi chiều ở trước người. Chiết xạ ra lạnh ý, đem Thượng Trần tập trung. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Thượng Trần tức giận không ngớt, cả người run rẩy. Ha ha! Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng nói. Đại nhân là thánh vực cục trưởng, ta đương nhiên không dám giết. Nhưng đầu xuất thiên phong này vẫn là lưu lại đi, bằng không liền đi không được. Phi Nghê hóa thành một đạo hồng quang, rơi vào bên cạnh Lý Vân Tiêu, cười khanh khách nhìn Thượng Trần, để cho hắn kiêng kỵ không ngớt. Hừ, chuyện hôm nay bổn tọa nhớ kỹ. Thượng Trần vung tay áo, đầu xuất thiên phong bay ra, mặt trên không có bất kỳ nguyên lực ba động, cũng không thấy quang mang, tựa hồ bị một loại bí thuật phong ấn. Sau khi ném ra ngọn núi, hắn rất sợ Lý Vân Tiêu đổi ý, thoáng cái liền trốn ra trăm trượng, lóe người mấy cái, không gian chỉ còn lại một cái chấm đen. Ất Hy cả kinh, vội vàng nói. Đại nhân chờ ta một chút. Định Phi Chí đã chết. Ất Hy đối với hắn mà nói không có bất kỳ giá trị gì, căn bản lười phản ứng, đã tiêu thất khỏi tầm mắt của mọi người. Hiu! Lý Vân Tiêu chỉ một cái, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh bay lên, cắt đứt lối đi của Ất Hy, như là lồng giam vây khốn. Ất Hy hoảng hốt, rung giọng nói. Phá quân đại nhân, hiện tại ta cũng là người của thánh vực, trực tiếp lệ thuộc Phi Thanh đại nhân, người không thể giết ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Chớ có khẩn trương. Ta sẽ không giết ngươi. Ất Hy đại hỉ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không chết, hết thảy đều dễ nói. Đa tạ phá quân đại nhân khoan hồng độ lượng. Lý Vân Tiêu phất phất tay nói. Không cần cảm tạ ta, bởi vì người muốn giết ngươi là những người khác. Ất Hy nhất thời cảnh giác, nói. Người nào? Lý Vân Tiêu cười nói. Phong Tử Kiệt, ở một bên nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra đi. Sắc mặt Ất Hy trong nháy mắt trắng bệch, thân thể nhìn không được run rẩy, thậm chí có thể nghe hàm răng của hắn run lên. Hừ, nghiệt đồ, nghiệt tử.
Một thanh âm băng lãnh đến xương ở trên không trung vang lên, càng làm cho Ất Hy như rớt vào hầm băng, cả người không có bất luận nhiệt độ gì, thoáng cái khóc giống lên, lăng không quỳ xuống, hướng thân ảnh dần dần hiện lên ở xa xa lạy xuống, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Nghĩa phụ tha cho ta đi, ta biết sai rồi, sau này sẽ không dám nữa, nghĩa phụ. Một tiếng nghĩa phụ gọi rõ ràng, nhưng nụ cười trên mặt Khâu Mục Kiệt càng thêm băng lãnh. Khóe miệng vung lên một tia tàn nhẫn, nói. Nghĩa phụ, ngươi không phải mới vừa nói này là nói bậy, ta chỉ là một người điên, sao có tư cách làm nghĩa phụ của ngươi? Thân thể Ất Hy càng run lợi hại, nguyên lai đối phương đã sớm giấu ở xung quanh, hắn tâm hoảng ý loạn, triệt để hoang mang lo sợ, chỉ có thể không ngừng hô sai rồi, không dám nữa, không ngừng dập đầu, tốc độ cực nhanh, phảng phất còn xuất hiện tàn ảnh. Khâu Mục Kiệt chậm rãi đi tới, than thở. Ai, nghĩ không ra ngươi sẽ phản bội ta, thực sự là bị thương. Ất Hy vừa nghe khẩu khí của đối phương tựa hồ có chút mềm, lập tức như chộp được cọng rơm cứu mạng, thanh lệ khóc giống nói. Là ta sai rồi, nghĩa phụ đại nhân tha mạng, ta cũng là bị Vi Thanh bức hiếp, nhất thời sợ chết liền làm ra chuyện xin lỗi nghĩa phụ. Ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ hận không thể tìm Vi Thanh báo thù, thay nghĩa phụ ra một ngụm ác khí. Mong rằng giữ lại thân thể hữu dụng. Chờ ngày Vi Thanh chết. Thân thể hữu dụng. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Xem ở phân lượng ngươi biết sai biết sửa, ta sẽ thành toàn ngươi một lần, cho ngươi phát huy chút tác dụng. Hắn tiến lên một bước, ngũ chỉ trực tiếp phủ xuống, trong nháy mắt liền sáp nhập vào đầu Ất Hy, giống như dưa hấu, phanh một tiếng liền tuôn ra 5 lỗ máu. A, Ất Hy đau đến cả người run rẩy, muốn phản kháng, lại phát hiện một cổ uy áp trực tiếp trấn trụ hắn. Căn bản không thể động đậy, hồn phách của mình đang bị đánh lấy ra. Khâu Mục Kiệt nói. Khó được ngươi có tâm hối cải, vi phụ cho ngươi cơ hội thứ tội, rút hồn phách của ngươi ra, đem tin tức hữu dụng bên trong truyền lại cho ta. Xa xa Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam đều mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn. Lý Vân Tiêu suy nghĩ tới đầu xuất thiên phong trong tay, phía trên mơ hồ có một tầng khí thức âm trầm, hoàn toàn che lại lực lượng của ngọn núi, chính là ám thuật của Thượng Trần. Hắn đánh giá thoáng cái, muốn phá vỡ thuật này cũng không phải việc khó, vừa lúc có khả năng mượn cơ hội đem huyền khí này luyện hóa lại một phen, để cho cửu u uế thổ chi linh triệt để xong đời. Phi Nghê thì bị tiếng kêu thảm thiết của Ất Hy quấy nhiễu tâm tình, sắc mặt hơi tái, nghĩ hình ảnh này quá mức tàn nhẫn không đành lòng xem. Người bình thường đọc lấy ký ức cũng chỉ là đem thần thức nhảy vào thức hải của đối phương tiến hành tìm tòi, vận khí tốt đối phương chỉ tổn thương một chút ký ức. Nếu vận khí không tốt, đó chính là kết quả rơi vào cả đời ngu ngốc. Mà Khâu Mục Kiệt trực tiếp rút hồn phách của Ất Hy ra đọc lấy ký ức, lúc đọc xong Ất Hy sẽ hồn phi phách tán, hai cha con này đều là ác nhân a. Cũng may tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì một hồi, Ất Hy trên cơ bản liền chết, chỉ có một đoàn hoàng quang ở trong tay Khâu Mục Kiệt không ngừng giãy giụa, bị hắn vỗ một cái, nhất thời tiêu tán. Con trai ngoan của ta, tội của ngươi đã sạch. Khâu Mục Kiệt chậm rãi thở hắt ra, hơi nhắm mắt lại, tựa hồ đang tiêu hóa ký ức. Lý Vân Tiêu thu hồi đầu xuất thiên phong, mỉm cười nói. Chúc mừng Mục Kiệt đại nhân khôi phục thương thế, còn báo được đại thù. Hừ. Khâu Mục Kiệt hừ lạnh thoáng cái, hơi mở mắt ra nói. Vừa rồi Thượng Trần căn bản trốn không thoát, sao ngươi không giết? Ta cũng không tin ngươi không dám. Lý Vân Tiêu cười nói. Mục Kiệt huynh ở một bên nghe lén hồi lâu, nói vậy đã hiểu mục đích chuyến này của ta. Nếu ta giết Thượng Trần, bên thánh vực kia tất sẽ trước tiên cảm ứng được, đến lúc đó trực tiếp mở thông đạo, cường giả truyền tống qua vực đến, vậy thì phiền liền lớn. Không bằng cho hắn rời đi, nói vậy hắn cũng không mặt mũi nào đi cầu viện binh, mà tự định giá bước tiếp theo. Một người trọng thương, thực lực có hạn, so với đối phó thánh vực cường giả không biết dễ dàng hơn nhiều. Khâu Mục Kiệt nói. Ta chỉ biết tiểu tử ngươi không phải nhân từ nương tay, nhát gan sợ phiền phức, quả nhiên có âm mưu. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Âm mưu, ta chỉ cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Hừ, tự bảo vệ mình. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Trong thánh khí của ngươi tựa hồ còn ẩn giấu cường giả có chân long chi khu đi. Nếu hắn sớm xuất thủ, Thượng Trần cùng nghịch tử của ta đã sớm chết, thiên tinh tử cũng không đến mức bị đánh tung tích không rõ. Lý Vân Tiêu nói, vị bằng hữu kia đích thật là ở trong giới thần bi của ta. Nhưng ngươi phải hiểu được, hắn là bằng hữu của ta, mà không phải là thủ hạ,
không thể tùy tiện chỉ huy. Khâu Mục Kiệt hừ nói. Không cần theo ta giải thích, chung sống một đoạn thời gian, ta sao có thể không rõ, ngươi cũng không phải loại tốt lành gì. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Ở trong vô pháp thiên này để cho Viên Cao Hàn song hồn hợp nhất sao? Lý Vân Tiêu nói. Chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ở đây tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng vẫn có thể xem là một địa phương an toàn. Cửu U Uế Thổ đã không tồn tại, cho khí khắp bầu trời trung quy sẽ chậm rãi tiêu tán, Giang Quái Thành cũng sẽ không còn hoàn cảnh ác liệt nữa. Khâu Mục Kiệt nói, Cửu U Uế Thổ không còn, vùng đất này sẽ không thể sản sinh thổ Hoàng Châu, Giang Quái Thành là thành nhỏ biên thùy, sợ là không còn giá trị nữa, toàn bộ thành chỉ không lâu sau sẽ thành phế tích. Phi Nghê ngẩn ra, tự lẩm bẩm. Vô tận ô uế lại cũng mang đến vô tận sinh cơ, trong tử có sinh, tử đi sinh cũng tiêu tán. Trên mặt của nàng lộ ra một tia mê man. Lý Vân Tiêu than thở. Ở đời không có tuyệt đối tốt, cũng không có tuyệt đối xấu, đều là trên ngươi có ta, trên ta có ngươi. Thiên phượng niết thể của ngươi không phải cũng như vậy sao, từ trong tử cảnh tìm lấy tân sinh. Lông mày trói chặt của Phi Nghê thoáng cái giãn ra, lộ ra tỉnh ngộ, như là hoa xuân nở rộ, tỏa sáng sinh cơ, cười đùa nói. Phu quân nói phải, Phi Nghê thoáng cái liền hiểu. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, biết nàng xưng hô là sửa không xong, cũng tùy nàng, nói. Thiên phượng niết thể của ngươi như thế nào? Ta cảm nhận được một loại khí tức cực mạnh, cùng trước hoàn toàn bất đồng. Phi Nghê vui vẻ nói. Phải, sau khi hấp thu chân long chi khí, niết bàn thân thể của ta sinh ra biến hóa vô cùng lớn, có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Tựa hồ so với lúc cửu biến còn mạnh hơn. Lý Vân Tiêu nói, chân long cùng thiên phượng là hai loại thượng cổ chân linh cường đại nhất, long phi phượng vũ, cường đại không cần phải nói. Sau này con đường võ đạo của ngươi đã không còn cản trở, chỉ cần kiên trì, bước vào siêu phàm nhập thánh là chuyện sớm muốn, thậm chí trùng kích thần cảnh cũng không phải là không có khả năng. Phi Nghê lòng tràn đầy hoan hỉ, cười duyên nói, những thứ này đều là phu quân ban tặng, đa tạ phu quân. Lý Vân Tiêu nói, cái này đều là cơ duyên của ngươi, không có quan hệ gì tới ta. Ta có một chuyện hỏi ngươi, việc long ra ngươi dự định làm sao? Trên mặt Phi Nghê lộ ra sầu lo, trầm tư một lúc mới nói. Ta cũng định thoát ly long ra theo phu quân, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận vị trí long ra gia chủ, đợi tìm một cơ hội đem lệnh bài trưởng môn trả lại cho bọn hắn. Lý Vân Tiêu nói. Lúc đó trước khi Long Thiên Miểu chết đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi, đồng thời truyền cho ngươi lệnh bài trưởng môn, thiên hạ hào kiệt đều chứng kiến. Phi Nghê ngẩn ra nói. Phu quân ý tứ là. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Hiện tại thiên hạ đại loạn, lan rất rộng, bất kỳ thế lực nào cũng không thể đặt mình trong đó. Đông vực cùng Tây vực đều đã nhiễu loạn, thánh vực phân tranh, sợ là khó có thể trấn áp thiên hạ dung chuyển. Nếu ngươi có thể chấp trưởng thiên lĩnh Long gia, nhất định có thể chấn định một phương, đối với thiên hạ đại cục có chỗ tốt lớn lao. Phi Nghê nói, nếu phu quân nói như vậy, ta liền tiếp nhận chức trưởng môn này, sau này Long gia tất là phụ tá đắc lực của phu quân, tùy thời nghe phu quân điều khiển. Lý Vân Tiêu nói, như vậy rất tốt, hơn nữa lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng có tư cách trở thành một phương bá chủ. Phi Nghê cười hì hì nói, nhân gia mới không muốn làm nhất phương bá chủ. Ta chỉ muốn an an tâm tâm làm tiểu nữ nhân ở bên người phu quân. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, quay đầu đi, cho rằng không có nghe thấy. Đột nhiên Khâu Mục Kiệt nói. Lúc này mới nghĩ muốn tiếp trưởng Long gia, sợ là đã chậm. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Có ý gì, ngươi từ trong trí nhớ của Ất Hy lấy được tin tức gì? Khâu Mục Kiệt nói. Sở dĩ Vi Thanh không có tự mình đến vô pháp thiên, một là thương thế chưa lành. Hai là hắn đi thiên lĩnh Long gia. Phi Nghê cả kinh, hừ nói. Quả nhiên là một đời kiêu hùng, đa mưu túc trí. Gia chủ đại nhân vừa bị hắn hại chết, lại đi tai họa Long gia, hắn tất nhiên sẽ nuôi trồng thế lực của mình nắm Long gia trong tay, giống như Hồng Nguyệt Thành vậy. Khâu Mục Kiệt liếc nàng một cái, cười nhạo nói. Tiểu cô nương vẫn luôn là đơn thuần như vậy, nắm Long gia trong tay tự nhiên trọng yếu. Nhưng mục đích lớn hơn của Vi Thanh không phải là vì cổ lực lượng Long gia này. Phi Nghê nhướng mày nói. Ngươi có ý gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi nói. Quỷ tu la. Sắc mặt Phi Nghê nhất thời đại biến, thoáng cái trắng bệch, lập tức nhớ lại một tiền bối của nàng,
biến thành dáng dấp tử thi, hoàn toàn là cái xác không hồn, cùng thi khôi kia hầu như không có khác nhau chút nào, có lẽ nói đó là thi khôi sống. Hắc hắc! Khâu Mục Kiệt nhếch miệng cười, có chút tàn nhẫn nói. Chính là quỷ tu la, người Long gia đều mang chân linh huyết mạch, chính là chỗ cung ứng thân thể lý tưởng nhất a. Lý Vân Tiêu nói, đây chính là đại phiền toái, nhưng luyện chế quỷ tu la thành phẩm quá lớn, ngoại trừ bản thân lọ ra, các loại tài lực tiêu hao cực lớn, mặc dù là Vi Thanh cũng không có khả năng đại lượng sản xuất quỷ tu la. Khâu Mục Kiệt nói, xác thực tiêu hao cực lớn, nên hắn cần phải nắm Long gia trong tay, một trong 7 đại siêu cấp thế gia. Hơn nữa bản thân chính là lọ chi nguyên thạch, thiên lĩnh Long gia vô cùng có khả năng trở thành một tu la hải, ha ha ha. Tiếng cười của hắn thật đắc ý cùng hưng phấn, đối với thành quả nghiên cứu của mình có thể được mở rộng mà cao hứng vô cùng. Phi Nghê lại là Mao Cốt Tùng Nhiên, nhịn không được run run vài cái, vẻ mặt đều là sợ hãi. Long gia là địa phương nàng sinh ra cùng lớn lên, có cảm tình vô cùng tốt, tuyệt không muốn thấy thánh địa kia biến thành nhân gian địa ngục. Khắp nơi là cái xác không hồn. Nàng không tự chủ được nắm lấy tay Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lập tức cảm nhận được từ trên người Phi Nghê truyền tới sợ hãi, nhất thời vỗ vỗ tay của nàng, an ủi. Yên tâm đi, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Quỷ tu la cần chính là huyết tiếp cận thập giai chân long, phàm là có tồn tại như thế, sợ là đã sớm bị chọn đi làm thí nghiệm, coi như là long gia bây giờ, muốn tìm ra nhiều long huyết phẩm chất ưu tú như vậy. Cũng không quá dễ dàng. Môi Phi Nghê có chút trắng bệch, cắn thoáng cái, gật đầu. Ha ha, chân long chi huyết, ấu chỉ. Khâu Mục Kiệt đắc ý cười khẩy nói. Các ngươi cho rằng thành quả nghiên cứu của lão phu giới hạn ở chân long chi huyết sao? Nói cho các ngươi biết một bi kịch, thành quả nghiên cứu của lão phu là máu chân linh, mà không phải chỉ cực hạn ở chân long. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi, tâm không khỏi trầm xuống. Nhất thời cảm thấy tình huống không ổn. Khâu Mục Kiệt cười hắc hắc nói. Sở dĩ nhóm đầu tiên Vi Thanh chỉ tuyển dụng long huyết cường giả, là bởi vì long huyết dễ tìm nhất, hàng mẫu rất phong phú. Truyền thừa chân linh huyết mạch khác, chỉ cần huyết lực đủ cường đại, liền có tư cách trở thành hậu tuyển của quỷ tu la, ha ha ha. Hắn càn rỡ cười to nói. Trong thiên hạ này, nơi nào còn có thể so với long gia thích hợp tạo thành tu la hải hơn, ha ha ha. Sắc mặt Phi Nghê đã gần như trong suốt, thân thể đứng không nổi. Cái này ngay cả sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng trắng bệch, không biết nói cái gì cho phải. Khâu Mục Kiệt cười gần nói. Đây thật là một thời đại vĩ đại a, tuy rằng ta rất ghét Phi Thanh, hận không thể giết hắn. Nhưng không thể không thừa nhận, cũng chỉ có hắn mới có thể đem thành quả nghiên cứu của ta phát dương quang đại. Biến thái. Bắc Quyến Nam cũng không nhịn được mắng một câu. Hừ. Không biến thái đều là dòng nhân. Khâu Mục Kiệt khinh thường đáp lại một câu, trong mắt không chút nào che giấu biểu thị khinh miệt với hắn. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ tay Phi Nghê, thoải mái nói. Mặc dù Khâu Mục Kiệt nói là thật, nhưng nắm long gia trong tay cùng sản sinh quỷ tu la đều cần thời gian thật dài. Sau khi chúng ta làm xong việc nơi đây, liền tức khắc đi long gia, tranh thủ đem tình thế chế ngự đến ít nguy hại nhất. Khâu Mục Kiệt nói. Bây giờ mấu chốt là đoạt được long gia này. Trong mắt hắn lóe lên âm khí, lạnh giọng nói. Nếu chúng ta có thể nắm long gia trong tay, luyện chế ra đại lượng quỷ tu la thuộc về mình, cũng đủ để quét ngang thánh vực, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói. Xin lỗi, tuy rằng ta cũng là thuật luyện sư, đồng thời đối với thành quả nghiên cứu của ngươi biểu thị tán thưởng cùng sợ hãi, còn có bội phục vô tận. Nhưng loại biện pháp đem người sống luyện chế thành cái xác không hồn này, ta không có hứng thú chút nào. Khâu Mục Kiệt hừ lạnh nói. Đừng quên, quỷ tu la chỉ là trong quá trình tinh luyện thần huyết xuất hiện sản phẩm phụ mà thôi. Lúc ban đầu ý nguyện của lão phu là luyện chế ra thập giai thần huyết chân chính, tìm ra một con đường đi thông thần cảnh. Đồng thời đã có ví dụ thành công, đó là La Thanh Vân. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Vậy cũng phải chờ thời điểm xác suất thành công đạt đến tỷ lệ cực cao, đến mức có thể được ta tiếp nhận. Hiện tại tinh luyện cơ hồ là hẳn phải chết. Võ đạo chi tâm cùng ý chí kiên định của La Thanh Vân, không phải là người thường có khả năng đạt được, mặc dù không luyện ra thần huyết, ta cũng tin tưởng hắn cuối cùng có thể vượt qua gông cùm xiềng xiếc của vũ đạo. Hừ, Khâu Mục Kiệt giễu cợt nói. Nếu không có số lớn thí nghiệm, làm sao đề cao xác suất thành công?
bất kỳ nghiên cứu thân thể con người nào, đều phải có vô số thi cốt chất thành. Lý Vân Tiêu nói, vậy ngươi có thể tìm chút yêu thú hải thú nghiên cứu. Khâu Mục Kiệt khinh thường cười lạnh nói, lẽ nào những yêu thú hải thú kia không có trí tuệ, so với nhân loại ti tiện, càng đáng chết hơn sao? Lý Vân Tiêu nói, đương nhiên không phải, ai bảo thế giới này người mạnh là vua, yếu nhược là kiến hôi đây. Nhân loại cường đại, chủng tộc khác tự nhiên xui xẻo, tuy loại khi dễ này ta cũng không vui, thậm chí chơ chẽn, nhưng tổng so với người cầm đồng loại làm thí nghiệm tốt hơn rất nhiều. Phong Tử Kiệt, người không hổ là một thuật luyện sư vĩ đại, chỉ là vì cầu mục đích mà không từ thủ đoạn, nên bị thế tục không dung. Sắc mặt Khâu Mục Kiệt âm trầm, cười lạnh nói. Thế tục ở trong mắt ta chính là con kiến hôi, ta một tâm cầu thuật đạo tối cao, cho dù hy sinh hàng tỷ sinh linh thì thế nào. Tánh mạng của bọn họ cùng thuật đạo, thấp kém hầu như có khả năng bỏ quên. Có thể vì ta truy cầu dâng lên tính mệnh, là vinh hạnh của bọn hắn, cái này cũng có thể dùng sinh mệnh thấp kém của bọn họ toát ra chút quang mang, chết có ý nghĩa. Lý Vân Tiêu nói, đều là thuật luyện sư, suy nghĩ của người ta có thể lý giải. Nhưng đồ đạc chúng ta xem trọng, người khác vị tất coi trọng, người tôn thuật đạo là vô thượng, người khác lại không thèm quan tâm. Cho nên ngươi vì tư dục của mình, lấy đi tánh mạng người khác, phá hủy pháp tắc của thế tục dĩ nhiên là không thể tha cho ngươi. Ngươi tự cho là thanh cao, nhưng đừng quên ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi sinh hoạt trong thế tục mà thôi, mặc dù ngươi có mộng tưởng cao xa, cũng không có thể phá hư loại quy tắc này, trừ khi ngươi đã chân chính đạt tới bế nghĩa thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mới có thể đổi quy tắc, mới không người dám quản ngươi, đáng tiếc ngươi không phải. Mặt của Khâu Mục Kiệt thoáng cái co quắp, hừ một tiếng, liền không nói. Lý Vân Tiêu nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại để Viên Cao Hàn xong hồn hợp nhất, rồi sớm đi Thiên Lĩnh Long ra. Hắn ném giới thần bia ra, nhất thời quang mang vạn trượng, vô số pháp tắc chi liên bay ra, rậm rạp chẳng chịt triển khai, đem thiên địa bốn phía phong tỏa. Trên bầu trời có ba lá cờ lóe lên, lại hóa ra vô số kỳ ảnh, sau đó biến mất không gặp. Giới thần bi lóe lên quang mang, mấy đạo nhân ảnh từng cái nổi lên. Chính là đám người Viên Cao Hàn, hai cái Viên Cao Hàn hình thái giống nhau xuất hiện, mọi người đều có chút cảm giác cổ quái. Trần Thiến Vũ nói, nơi đây uế khí còn rất nặng, sẽ không ảnh hưởng đến chứ. Hiện tại người truy đuổi đã đi, không bằng đổi một địa phương. Viên Cao Hàn nói, không cần, mặc dù ở đây có chút áp lực, nhưng trường kỳ bị lực lượng ngũ hành chi thổ áp chế, lại coi như là chỗ cư ngụ phong thủy bảo địa, dùng để thi triển tinh quang hồn thể phi thường thích hợp. Lại bày chút thủ đoạn, để ngừa vạn nhất. Lý Vân Tiêu cổ quái nói, lão Viên, người bố trí phòng ngự có chút dư thừa đi. Hừ, đổi thành người khác hộ pháp mà nói, đích xác có hiểm nghi làm điều thừa, về phần ngươi. Thật đúng là không dám chắc. Vẻ mặt Viên Cao Hàn không tín nhiệm lắm, lấy ra một bộ trận khí, ở trước người triển khai. Đột nhiên trên đại địa mơ hồ có kim quang chớp động, giống như là một khối mỹ ngọc cùng trời đất hòa hợp, huyến lệ nhiều màu, bên trong tràn đầy kim sắc mang mang. Đó là... mấy người giật mình, cảnh giác đưa mắt nhìn một cái. Đại địa hơi hướng về phía trước hở ra, càng ngày càng cao, mặt đất hóa thành kim sắc, hướng bốn phía lan tràn. Phi Nghê cả kinh nói. Trọng bảo xuất thế sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu híp lại nói. Mục Kiệt huynh, ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Khâu Mục Kiệt trầm ngưng, suy nghĩ một trận mới nói. Chắc là kim linh chi khí. Chiến hạm trong bụng hắn là dùng kim linh chi khí chế tạo, đối với loại lực lượng này có lý giải nhất định. Lý Vân Tiêu nói. Mục Kiệt huynh suy đoán giống như ta. Nếu ta đoán không sai, lúc trước sau khi hai ngũ hành chân linh ở đây đánh một trận, cửu uế thổ tiếp xúc đại địa, đạt được bổ dưỡng không ngừng diễn biến, từ đó trấn áp kim linh chi khí. Cho nên vô số năm qua, chỉ có thể đản sinh ra thần ý tử kim trùng. Hiện tại phiến thiên địa này mất đi cửu uế thổ, đã không thể áp chế kim linh chi khí. Khâu Mục Kiệt nói, thiên địa tạo hóa, ngũ hành tương sinh tương khắc, vô pháp thiên này mất đi cửu uế thổ, nhưng sinh ra kim linh chi khí, có lẽ sẽ diễn sinh ra một phen cơ duyên khác. Lý Vân Tiêu cười nói, đã không có khả năng, bởi vì kim linh chi khí này ta muốn. Trong mắt hắn chớp động linh quang, nhìn qua thập phần mừng rỡ. Khâu Mục Kiệt nói, vật ấy tuy rằng chân quý, nhưng cùng ta không có tác dụng quá lớn.
Cũng được, liền cho ngươi đi. Lý Vân Tiêu nói. Đa tạ, việc này không nên chậm trễ, ta liền xuống phía dưới thu. Việc lão viên dung hợp sợ là phải dựa vào chư vị. Trần Thiến Vũ cau mày nói. Phá quân đại nhân, viên đại nhân đại sự sắp tới, hiện tại không nên phân tâm a. Những kim linh chi khí này ẩn chứa ở trong đại địa, chạy không thoát đâu. Hắn có chút bất mãn nói. Lý Vân Tiêu nói. Ai nói chạy không thoát, cửu u uế thổ vừa tiêu tán, những kim linh chi khí này không tự chủ được tụ lại, sợ là sau đó không lâu sẽ tán đi, đến lúc đó muốn bắt được phải tốn hao thời gian tinh lực càng nhiều. Viên Cao Hàn nói. Lý Vân Tiêu nói không sai, bây giờ là cơ hội khó được. Có mấy vị cường giả này thay ta hộ pháp, coi như là siêu phàm nhập thánh tới, cũng có lực kháng cự. Lý Vân Tiêu nói. Ân, nhờ chư vị rồi. Hắn lập tức hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt liền nhảy vào trong đại địa, chính là chỗ kim quang thịnh nhất, lóe lên liền không có. Viên Cao Hàn nói. Nơi này có giới thần bi cùng tam thất tương lam kỳ, cộng thêm ta sớm chuẩn bị cổ trận bàn, coi là vạn vô nhất thất. Mấy vị rời ta trăm trượng, thay ta hộ pháp. Vâng, đại nhân. Trần Thiến Vũ đáp, bay thẳng ra ngoài trăm trượng, đem thần thức tản ra, như môn thần sừng sững bất động. Phi Nghê cười nói. Viên đại nhân cẩn thận một chút. Nàng và Bắc Quyến Nam cũng phòng thủ một phương vị. Đông, Nam, Tây, Bắc, một phương hướng cuối cùng chậm rãi hiện ra cái bóng của Tuần Thiên Đấu Ngưu, lẳng lặng đứng đó. Khâu Mục Kiệt nói. Tuy rằng ta và các ngươi không cùng đường, nhưng lão viên ngươi có thể đi tới bước này, xác thực không dễ dàng, ta cũng nên chúc mừng. Viên Cao Hàn nói. Đa tạ Mục Huynh khen ngợi. Mong đừng trách ta lấy lòng tiểu nhân, xin Mục Huynh ra ngoài vòng tròn đi. Khâu Mục Kiệt cười nói. Được. Hắn lóe lên liền thối lui ra ngoài vòng tròn do mấy người thủ hộ, hai tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn. Viên Cao Hàn thận trọng triển khai trận bàn trong tay mình, giống như tháp bài, có 18 mặt, vây ở xung quanh bản thân, trên mặt bài đều là đồ án cùng văn tự khó hiểu. Trong mắt Khâu Mục Kiệt sáng ngời, không khỏi khẽ hô. Cổ trận bàn. Hắn hứng thú nhìn chằm chằm những đồ án văn tự kia, tỉ mỉ tính toán. Lý Vân Tiêu nhảy vào trong đại địa, nhất thời cảm thấy bước đi khó khăn, cả người đau đớn. Kim khắc mộc, lôi hệ chi khu của hắn bị áp chế lợi hại, không có bay bao lâu liền hóa ra thân hình, trực tiếp thi triển ra bất diệt kim thân, tiếp tục hướng tới trung tâm kim quang. Ở trong một thế giới kim sắc mông mông, ngàn vạn thần ý tử kim trùng ở bên trong du đãng đều hướng về một nơi. Càng đi xuống áp lực càng mạnh, thần thức cũng dần dần bị che đậy. Hai mắt Lý Vân Tiêu thoáng cái bắn ra ánh sáng, ngưng tụ thành ma đồng cổ quái, tầm nhìn nhất thời mở rộng ra. Cái gì, đó là... Hắn thất kinh, chỉ thấy trung tâm kim quang kia, nằm ngang một con thần ý tử kim trùng dài 2-3 mét, những thần ý tử kim trùng khác đang không ngừng tràn vào, biến thành một phần nhỏ của thân thể nó. Ở trong đại dương màu vàng, khí tức trên người nó không ngừng tăng. Hơn nữa linh tính 10 phần. Thần ý tử kim trùng. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, khó có thể tin nhìn, trên người lóe ra kim quang mông mông, thỉnh thoảng có tử mang hiện ra. Hơn nữa theo kim quang cùng thần ý tử kim trùng lớn chừng hạt gạo bị hút vào, trên người nó không ngừng có phù văn lóe ra, thân thể còn tiến thêm một bước tăng lớn. Ực, Lý Vân Tiêu chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngơ ngác đứng ở đó chẳng biết như thế nào cho phải. Tiến thêm một bước đi xuống, hắn cảm thấy có một loại nguy hiểm không rõ, lùi lại thì không cam lòng. Thứ này không biết có phải là chân linh không? Hắn suy nghĩ một hồi, tự lẩm bẩm. Nếu là chân linh, sẽ không bị cửu uế thổ áp chế lâu như vậy, hẳn là đang chậm chậm hội tụ hình thái sơ bộ, muốn khôi phục lực lượng trước kia sợ là không thể nào. Nhận định một lúc, lá gan của hắn nhất thời lớn lên, cảnh giác chậm rãi bay xuống phía dưới. Đạp. Hai chân nhẹ nhàng rơi vào trên người thần ý tử kim trùng, mềm mại không gì sánh được, như là đạp cây bông vậy. Thế giới này thật là kỳ quái, kim linh chi khí kiên cố nhất thế gian hóa linh, nhưng thân thể chính mình lại cực kỳ mềm mại. Hắn vừa sợ hãi than thoáng cái, phù văn dưới chân liền chớp động, một đạo kim quang khuếch tán ra. Phanh! Hai chân nhất thời bị chém bể, kim mang như là máy ủi đất nghiền ép đi lên, nơi đi qua đều hóa thành bột mịn. Lý Vân Tiêu hít một ngụm lãnh khí, thoáng cái hóa thành lôi quang chạy trốn. Hiu! Trong khoảnh khắc bắn ra mấy trăm trượng,
đạo kim quang kia từ trên người thần ý tử kim trùng dâng lên, khoảng chừng hơn 30 trượng liền dừng lại, hóa thành một vòng sáng ở trên không trung tản ra. Lôi quang màu xanh hạ xuống, thân thể Lý Vân Tiêu chậm rãi nổi lên, trên mặt một mảnh trắng bệch, có mồ hôi lạnh lã chã chảy xuống, hoảng sợ nhìn phía dưới. Nếu không phải thân thể của hắn gần như ngũ hành linh thể, vừa rồi chỉ sợ là đã triệt để phế bỏ. Nhưng bởi vì kim hệ cực độ khắc chế mộc hệ, lần này bị thương so với trước đó đâu xuất thiên phong đánh nát thân thể còn nặng hơn, lực lượng kim hệ tàn dư còn ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, tua nhỏ các lộ kinh mạch cùng nhục thân, dần dần mới bị bất diệt kim thân hấp thu sạch sẽ. Khinh thường, thứ này quá mạnh mẽ, nên làm thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu khổ tư, dù đã kiến thức uy lực của thần ý tử kim trùng, nhưng vẫn như cũ cha không rõ lai lịch. Chỉ có thể thử xem vật ấy. Hắn lấy ra đâu xuất thiên phong, nặng trịch nằm trong lòng bàn tay, không có chút quang mang nào. Hơi cố sức dưới vào bên trong, nhất thời một đạo phù văn hắc sắc lóe ra, lực lượng của mình biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn không thể nắm. Cái ám thuật này thật đúng là cổ quái, tựa hồ như lỗ đen có khả năng thôn phệ tất cả, ta thử dùng nó luyện hóa xem. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lúc, lấy ra Sơn Hà Đỉnh, đem đâu xuất thiên phong ném vào bên trong, bắt đầu tại chỗ luyện hóa. Trong Sơn Hà Đỉnh nhất thời vang lên tiếng nổ thật to, toàn bộ thân đỉnh run rẩy dữ dội, quang mang vạn trượng soi sáng ra, trong thế giới kim quang xuất hiện một phương không gian thuần trắng. Phía dưới thần ý tử kim trùng tựa hồ có cảm ứng, hơi ngẩng đầu lên, trên hai cây râu màu vàng lộ ra hai cái tiểu cầu, như là đèn lồng phiêu hốt bất định. Nhưng nó không có hành động gì, hai tiểu cầu quơ quơ vài cái, liền yên tĩnh lại, tiếp tục hấp thu kim linh chi khí bốn phía. Lý Vân Tiêu liếc nhìn một chút, cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa đâu xuất thiên phong. Toàn bộ thiên địa đều ở trong một mảnh kim quang thế giới, như là một phương không gian trực tiếp xung nhập đại địa, mọi người ở trên không trung hình như phát hiện năng lượng ba động, nhưng đều lơ đỉnh, tiếp tục cảnh giác vì Viên Cao Hàn hộ pháp. Lúc này hai thân thể của Viên Cao Hàn ngồi đối diện nhau, bốn trường tiếp xúc, lẳng lặng huyền phù trên không trung, tựa hồ không có gì thay đổi. Đột nhiên đồng tử của Bắc Quyến Nam co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời, quát. Là ai, ra đây? Mấy người còn lại đều cả kinh, cảnh giác đề phòng. Viên Cao Hàn nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Bắc Quyến Nam một cái, hắn thân là thuật luyện sư cũng không có thể cảm giác được có người. Nhưng nam tử thần bí khó lường này tựa hồ thực lực đang không ngừng đề cao, mỗi lần xuất hiện đều mạnh thêm vài phần. Ân, không sai, đích thật là tu luyện tinh quang hồn thể đến cực hạn, chỉ cần song hồn hợp nhất, liền có thể trùng kích thuật đạo đỉnh phong, thậm chí bước vào thuật thần chi cảnh. Trên bầu trời có một thanh âm chậm rãi nói. Khâu Mục Kiệt cả kinh nói. Bất hảo, là Phệ Hồn Tông tông chủ. Mọi người đều kinh hãi. Hai đạo thân ảnh của Viên Cao Hàn ở trên cổ trận bàn càng run lên, lực lượng bốn phía ba động, lòng có chút bất ổn. Không cần hoảng, nghìn vạn lần đừng ra sai sót. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa, chậm rãi hiện ra dáng dấp của Hoàng Phủ Bật, hắn lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn phía dưới nói. Một khi dung hợp bắt đầu, liền vô pháp ngừng lại. Viên Cao Hàn đại nhân, ngươi nhất định phải thành công, vì ta, cũng vì chính ngươi a. Ngươi là có ý gì? Sắc mặt Trần Thiến Vũ tái nhợt, lớn tiếng quát. Muốn động Viên Cao Hàn đại nhân, trước từ trên thi thể chúng ta dẫm lên. Hoàng Phủ Bật đối với hắn căn bản làm như không thấy nói. Mọi người yên tâm đi, trước khi Viên Cao Hàn đại nhân dung hợp thành công, ta là sẽ không xuất thủ. Điểm ấy các ngươi có khả năng yên tâm, thậm chí có địch nhân ta còn sẽ hỗ trợ chống đối. Không gian phía sau hắn thoáng cái ba động, lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh. Toàn thân đều ở trong hắc bào, chỉ là khuôn mặt không hiển lộ, chính là Thượng Trần. Thượng Trần xoay chuyển ánh mắt, lạnh giọng nói. Cổ Phi Dương đâu? Phi Nghê cười lạnh nói. Bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi cầu viện binh. Có tin ta thoáng cái đốt chết ngươi hay không? Thượng Trần giận tím mặt, quát. Tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, trước nếu không phải ta bị thương nặng, chỉ bằng chút hỏa diễm của ngươi, 10 người như ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Phi Nghê le lưỡi, vươn tay ra ở trên mặt xoa xoa nói. Chậc chậc, xấu hổ a, ngươi còn là thánh vực cục trưởng, bại trong tay một tiểu nha đầu như ta còn chẳng biết hối cải, còn kiếm cớ cùng lý do. Chết tiệt, Thượng Trần giận không kiềm được, đang muốn động thủ, lại bị Hoàng Phủ Bật ngăn cản, quát.
đừng hỏng đại sự của bổn tọa. Một cổ uy áp tản ra, Thượng Trần chỉ cảm thấy hàn ý kéo tới, nhất thời biến sắc, chế trụ nội tâm tức giận nói. Mong Hoàng Phủ Đại Nhân ở lúc rút hồn phách của Viên Cao Hàn, trợ giúp ta bắt cổ Phi Dương, để ta trở về hướng thượng diện bàn giao. Hoàng Phủ Bật nói, yên tâm đi, cổ Phi Dương cũng ở trong danh sách phải giết của bổn tọa, vừa lúc đồng thời giải quyết. Ta chỉ sợ Thiên Tinh Tử không chết, trốn ở nơi nào đó tùy thời xuất tới quấy rối. Thượng Trần cười nói, điểm ấy đại nhân yên tâm, chiêu khai thiên tích địa kia của ta, quả thật là vô tiền khoáng hậu, lúc này cho dù Thiên Tinh Tử không chết, cũng sẽ tổn hao nhiều, không có 3 năm là căn bản không khôi phục được. Trong mắt Hoàng Phủ Bật lóe lên vẻ vui mừng nói, nếu thật sự là như thế mà nói, bổn tọa thật đúng là cảm ơn ngươi. Thượng Trần vội nói, không dám nói cảm ơn, chỉ cần đại nhân giúp ta bắt cổ Phi Dương là được. Sát khí trên người Hoàng Phủ Bật lan ra, hừ lạnh nói. Yên tâm đi, chỉ cần hắn còn ở nơi này, liền vĩnh viễn đi không được. Viên Cao Hàn nghe hai người nói chuyện, tâm thần một trận không yên, âm thầm hối hận không đổi địa phương, đuổi Thượng Trần đi, lại tới Hoàng Phủ Bật càng thêm khó dây dưa, hơn nữa chuyên môn đánh hồn phách người khác, là người thuật luyện sư chán ghét nhất. Hai cỗ thân thể của hắn đột nhiên run rẩy, đồng thời trên mặt lộ ra kinh sắc, thầm hô bất hảo. Vừa thoáng cái phân tâm, liền dẫn đến thân thể bất ổn, hắn kinh hãi, vội vàng chấn định tâm thần, mồ hôi lạnh từ trên đầu lăn xuống. Khâu Mục Kiệt cau mày nói. Đại nhân không cần lo lắng, chỉ hai người này, chúng ta còn có thể ứng đối. Hoàng Phủ Bật hừ lạnh nói. Viên Cao Hàn đại nhân yên tâm, tĩnh tâm ngưng thần, khu trục tâm ma. An tâm thi thuật đi. Bổn tọa thay ngươi hộ pháp. Viên Cao Hàn xanh mặt, ngẩng đầu lên hung hăng trừng Hoàng Phủ Bật cùng Thượng Trần một cái, tràn đầy lửa giận. Hoàng Phủ Bật nói. Đại nhân muốn trách thì trách cổ Phi Dương, nếu không phải hắn đánh tán loạn kim sắc nữ nhân của bổn tọa, nhu cầu cấp bách hồn phách của thuật đạo đỉnh phong bổ dưỡng, bổn tọa là tuyệt sẽ không đánh chủ ý tới đại nhân. Tình thế bắt buộc, ta cũng không có biện pháp. Nguyên lai lúc Thượng Trần bại lui, tự giác không thể quay về thánh vực bàn giao, liền nhớ tới đại thế lực cùng vạn tinh cốc đối địch, nên vội vã chạy tới Phệ Hồn Tông. Mà Hoàng Phủ Bật vừa mới tiến hai người của Thiên Tiệm Nhai, đang định bế quan, đợi vĩnh sinh chi giới mở ra, ai biết Thượng Trần tìm đến, đồng thời tiết lộ tin tức Thiên Tinh Tử bại lui tung tích không rõ, Viên Cao Hàn trùng kích thuật đạo đỉnh phong, nên vui mừng, hai người ăn nhịp với nhau, trực tiếp mở thông đạo tới. Bắc Quyến Nam lạnh nhạt nói. Lần này không chỉ đánh nát kim sắc nữ nhân, mà là bản tôn của ngươi. Trong mắt Hoàng Phủ Bật bắn ra hàn quang, chỉ vào hắn nói. Mong ngươi nhớ rõ những lời này, như vậy ngươi liền biết mình là chết như thế nào. Bắc Quyến Nam nói. Vô số năm qua, võ giả giống như ngươi ta thấy rất nhiều, mỗi một người đều tan tành mây khói, duy chỉ có ta còn hảo hảo sống tới giờ. Hoàng Phủ Bật cười lạnh một tiếng, tựa hồ sợ sẽ quấy rầy Viên Cao Hàn. Nên không hề lên tiếng. Nhưng nội tâm hắn cũng phi thường nghi hoặc, từ nơi nào toát ra một vị cường giả như thế, trước đây tựa hồ chưa từng nghe qua, không có chút ấn tượng nào. Nội tâm Viên Cao Hàn thoáng bình tĩnh chút, tuy rằng hắn cũng không biết Bắc Quyến Nam, nhưng biết chút tình huống của hắn, chính là người tu luyện tinh quang hồn thuật của hắn, nhưng tựa hồ so với dự đoán mạnh hơn. Hắn lập tức thu liễm tâm thần, không nhìn ngoại giới quấy rầy, chuyên tâm dung hợp song hồn. Bốn trường chạm nhau, tinh quang hồn thể bắt đầu sản sinh biến hóa, không ngừng nhạt xuống, hóa thành từng đạo tinh mang, dũng mãnh vào trong bản thể. Xung quanh lập tức dị thường an tĩnh, tất cả mọi người chậm rãi hô hấp, chuyên chú nhìn, đồng thời đề phòng tới cực điểm. Thân thể Viên Cao Hàn bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ đạt đến cực hạn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hoàng quang trên người lóe ra bất định, sau đó hóa thành bạch quang nhàn nhạt. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh. Như bình tĩnh trước cơn bão, bầu không khí cực độ đè nén, để cho tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn, phảng phất có long hành ở bên trong. Mọi người đề phòng nhìn, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng đóng chặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy canh giờ qua đi. Trong lúc bất chợt phong vân dũng động, trời cao nảy lên bạch vân, một đạo hà quang từ phía chân trời hạ xuống, trực tiếp soi sáng ở trên người Viên Cao Hàn. Thiên địa dị tượng, hắn muốn thành công. Thượng Trần cả kinh, hai tay mạnh mẽ siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm. Viên Cao Hàn ngồi xếp bằng ở trong cổ bàn, vẻ mặt thống khổ dần dần tiêu tán, trên người dâng lên tinh mang,
thỉnh thoảng có quy tắc chảy xuôi, bị hút vào trong cơ thể. Hoàng Phủ Bật đột nhiên hít một khí, ánh mắt nhìn phía dưới nói. Chẳng lẽ Cổ Phi Dương tiến nhập đại địa thu thập kim linh chi khí? Hắn đã sớm phát hiện phía dưới lóe ra kim quang, ôn hòa như mỹ ngọc, đồng thời thỉnh thoảng có ba động nhàn nhạt truyền ra. Phi Nghê hừ lạnh nói. Thân là đứng đầu một phái, lời vô ích còn thật nhiều. Hoàng Phủ Bật nói. Thượng Trần, người có nguyện xuống dưới gặp Cổ Phi Dương không? Thượng Trần cả kinh nói. Đại nhân không sợ ảnh hưởng viên cao hàn sao? Hoàng Phủ Bật nói. Viên đại nhân song hồn dung hợp rất thuận lợi, hiện tại hồn lực đã phi thường cao, còn kém ổn định lại mà thôi. Đối với ta mà nói, có ổn định hay không đã không trọng yếu. Mọi người cả kinh, đều vạn phần cảnh giác, thoáng cái đem phòng hộ thu nhỏ lại. Thì ra là thế. Thượng Trần vui vẻ, cười lạnh nói. Vậy những con kiến hôi này liền giao cho đại nhân, mất đi giúp đỡ. Thánh khí lại không ở đây, Cổ Phi Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lập tức hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía dưới phóng đi. Phi Nghê kinh hãi, đang muốn truy đuổi, đột nhiên một cổ áp lực lăng không mà đến, đem nàng trấn áp, quanh thân không thể nhúc nhích nửa phần. Khâu Mục Kiệt ngưng thanh nói. Để cho hắn đi, lúc này Thượng Trần bị thương trên người, vốn không phải là đối thủ của Lý Vân Tiêu, xuống phía dưới cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Phi Nghê vội la lên. Thế nhưng phu quân ta đồng dạng bị thương trên người, hơn nữa đã không có giới thần bi. Khâu Mục Kiệt ngắt lời nói. Lý Vân Tiêu thủ đoạn nhiều lắm, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng sao, thật muốn cứu mà nói, vẫn là trước nghĩ đối phó Phệ Hồn Tông chủ thế nào đi, người này là thiên hạ bá chủ, không phải đùa giỡn a. Trần Thiến Vũ vội hỏi. Khâu Mục Kiệt đại nhân nói rất đúng, nếu chúng ta bị hắn đánh tan, không chỉ có viên đại nhân không may. Hắn lại lẻn xuống, Vân Tiêu đại nhân cũng phiền phức. Hoàng Phủ Bật cười lạnh nói. Xem ra các người đối với Cổ Phi Dương rất có lòng tin. Ta cũng mong hắn có thể chịu được, bởi vì bổn tọa rất muốn tự tay giết hắn. Hiện tại vẫn là trước để cho ta tới hưởng thụ bữa ăn ngon của viên đại nhân đi. Một đạo quang mang ở trong tay hắn ngưng tụ, mạnh mẽ đập xuống. Tia sáng kia ở trên không trung phóng đại, hóa thành bàn cổ phiên, trực tiếp quấy nhất phương phong vân. Hướng đỉnh đầu của viên cao hàn cắm xuống. Bong bong chanh. Bốn phía bàn cổ phiên không ngừng toát ra pháp tắc chi liên của giới thần bi, thốn thốn vỡ nát, ánh sáng huyền phù ở trên giới thần bi lưu chuyển, thoáng cái quang mang đại thịnh. Một đoàn bạch quang từ trong giới thần bi tuôn ra, toàn bộ thân bia lóe lên, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh bàn cổ phiên, mạnh mẽ đụng vào. Thế giới chi lực xoay tròn, đem tất cả lực lượng bốn phía vắt nát bấy. Hai kiện huyền khí đánh lại, bầu trời một trận hoảng động, đều tự tách xa nhau. Thình thịch thình thịch thình thịch. Khắp bầu trời lóe lên quang ảnh kim sắc, pháp tắc chi liên ngưng tụ thành mạng nhện, đều vỡ nát. Quang mang trên giới thần bi cũng thoáng cái ảm đạm, khôi phục thành dáng dấp phổ thông, lẳng lặng huyền phù ở cách đó không xa, tựa hồ không có linh tính. Hừ, chỉ là một đạo cấm chế mà thôi. Hoàng Phủ Bật cười lạnh một tiếng. Tay bấm niệm thần chú đánh vào bàn cổ phiên, phanh, đột nhiên triển khai, lần thứ hai lăng không bay đi. Giới thần bia không có phản ứng, sau khi pháp tắc chi liên bị phá, tất cả tựa hồ không có quan hệ gì tới nó. Mọi người cẩn thận, thân ảnh Khâu Mục Kiệt lóe lên liền tiêu thất ở tại chỗ, sau đó một lợi chảo ở trên không hiện ra, hướng trên người Hoàng Phủ Bật chém tới. Suy, bầu trời bị nắm ra năm cái khe, nhưng mất đi tung tích của Hoàng Phủ Bật. Lúc thân ảnh của Khâu Mục Kiệt hiện ra, đầy người có lân giáp hộ thể, đuôi dài dương lên, liền hướng phía sau điểm tới. Thiên mạch độc châm. Hừ, chắp phá lung tung, ấu trĩ, cấp thấp. Độc châm kia đánh vào trong bóng tối, đột nhiên đuôi châm màu đỏ thẫm bị kiềm hãm, bị hai ngón tay kẹp lấy. Thân ảnh của Hoàng Phủ Bật nổi lên, khuôn mặt châm biếm. Phong tử thuật luyện sư trong truyền thuyết, lại là hầu tử siếc ảo thuật. Khâu Mục Kiệt mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Có gan chớ tránh, nhận một cước của lão phu. Hắn lăng không xoay người, đá mạnh ra ngoài một cước, kim quang vén lên, một chữ đế hiện ra. Hoàng Phủ Bật biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ sơn nhạc đè xuống, ngực dâng lên một ngụm khó chịu. Hắn giơ tay lên, nộ quát một tiếng vỗ xuống. Tuy cảm thụ được một cước này bất phàm, nhưng hắn tự cho mình cao, há có thể tỏ ra yếu kém.
ầm ầm. Một chưởng vỗ lên Đế Thính Chi Túc, cả người hắn bị chấn đến khí huyết quay cuồng, thoáng cái liền bay ra trăm trượng, còn bị cổ khí tức kia đánh lui không ngừng, một lúc sau mới dừng lại được. Sắc mặt hắn trong nháy mắt khó coi, lực lượng trong cơ thể hỗn loạn không thể tả, thương thế thoáng cái bị động, trạng thái kịch liệt ngã xuống. Hừ, Phệ Hồn Tông chủ cũng không gì hơn cái này, xem ra là ta quá lo lắng. Khâu Mục Kiệt thu chân, trong mắt lóe lên khinh miệt. Phốc, Hoàng Phủ bật lửa giận công tâm, rốt cục nhịn không được phun ra một búng máu, thân thể khẽ run. Trước đó hắn cùng Thiên Tinh Tử, Lý Vân Tiêu liều mạng, còn rơi vào tẩu hỏa nhập ma, tuy được Nam Khâu Vũ đúng lúc kéo về, nhưng thân thể đại thương, chỉ bất quá vừa ổn định mà thôi. Vốn cho rằng đối phó mấy cửu tinh đỉnh phong là dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ mới một chiêu liền bị đánh hộc máu. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Bắc Quyến Nam Quát, một đạo kiếm mang bay ra, trực tiếp chém tới. Hoàng Phủ Bật không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không một chảo. Bàn cổ phiên rơi ở trong tay, không ngừng xoay tròn, mạnh mẽ đánh tới kiếm phong. Thình thịch, kiếm ảnh thật lớn bị chấn nát. Hắn lần thứ hai bị phản chấn lùi lại mấy bước, một ngụm tâm huyết xông lên cổ họng, mạnh mẽ nuốt xuống. Trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ cực độ. Bất luận là Khâu Mục Kiệt hay Bắc Quyến Nam, đều có thể nói là người nổi bật trên võ đạo, cách siêu phàm nhập thánh cũng chỉ là một bước. Bắc Quyến Nam càng có nhục thân đại thành, đã từng là thần cảnh cường giả, ở vũ ý muốn vượt xa mọi người. Nguyên tưởng rằng một chuyện rất đơn giản, nghĩ không ra còn phải đại động can qua như vậy. Khuôn mặt Hoàng Phủ bật đầy vẻ lo lắng, quát. Tất cả chư vị trưởng lão ra đi. Giúp ta thắt cổ những người này. Vâng, tông chủ đại nhân. Trên bầu trời lần thứ hai hiện ra sáu đạo thân ảnh, chính là Phệ Hồn Tông trưởng lão, duy chỉ có không gặp phó tông chủ Tập Ngọc Luân. Lúc trước Tập Ngọc Luân bị thương quá nặng, sau khi trở về liền trực tiếp bế quan. Sắc mặt mấy người Khâu Mục Kiệt đại biến, tuy trong sáu gã trưởng lão cũng có không ít bị thương, nhưng tổng thể mà nói vẫn chưa trở ngại, vừa đứng ở trên trời cao, liền tựu như định hải thần châm. Có cảm giác đại cục đã định. Ánh mắt Bắc Quyến Nam phát lạnh nói. Hoàng Phủ Bật ta đến ứng phó, sáu người khác các người nghĩ biện pháp. Hắn giơ kiếm lên, một bước liền xuất hiện ở trước người Hoàng Phủ Bật, đâm tới. Hoàng Phủ Bật mặt âm trầm, theo thế kiếm kia thả người trở ra, quát. Đừng để ý ta, nhanh giết mấy người khác. Sáu gã trưởng lão ánh mắt ngắm một cái, một người trong đó nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Ba người này đều không phải loại hiền lành gì, không nên khinh thường. Người còn lại nói, bất tất sợ hãi, cũng chỉ có Phong Tử Kiệt vướng tay chân một chút, phái hai người đối phó là được. Động thủ đi. Vâng. Mấy người còn lại lên tiếng trả lời, trong nháy mắt xa nhau, hóa thành quang mang bất đồng lao xuống phía dưới. Viên Cao Hàn ở trung ương cổ trận bàn, sắc mặt trầm ngưng, mi tâm nhíu lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó đánh ra một đạo ấn quyết. Nhất thời không gian xung quanh cổ trận bàn biến đổi, một đạo lam quang lóe ra, hóa thành đại kỳ phấp phới. Trong cờ xí truyền đến tiếng chống trận, sát ý phi nhanh. Một gã trưởng lão rơi vào trước nhất thân thể bị kiềm hãm, sát khí trùng thiên trong chiến kỳ hầu như ngưng tụ thành thực chất, chấn ở trên người hắn, làm hắn cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Mọi người cẩn thận. Hắn vội vàng quát. Lúc này một đạo kiếm mang ngang trời chém tới. Trần Thiến Vũ tích xúc sức mạnh, dẫn đầu chém xuống. Sau đó hồng quang khắp bầu trời, Phi Nghê cũng hóa thành thiên phượng pháp thân, hỏa diễm cuồn cuộn khắp bầu trời, như là giang hà từ bốn phía chiến kỳ chảy qua, hướng sáu người kia đốt đi. Tuần Thiên Đấu Ngưu cũng phát ra tiếng hô trầm thấp, đi đến trung ương. Ánh mắt Khâu Mục Kiệt đông lạnh, thần thức trực tiếp tập trung sáu người kia, nếu có cơ hội sẽ toàn lực xuất thủ, để cầu nhất kích tất sát. Ở trong đại địa, Lý Vân Tiêu đang toàn tâm luyện hóa đâu xuất thiên phong, tựa hồ có cảm ứng, khẽ gì một tiếng, liền ngẩng đầu lên nhìn. Ma đồng thoáng cái co rút lại, phóng xạ quỷ lực, hiện ra ánh sáng thất thải. Nhưng trong không gian kim linh chi khí quá mạnh mẽ, mặc dù là hắn cũng vô pháp xuyên thấu ra ngoài. Pháp tắc chi liên bị phá, ta bố trí cấm chế toàn bộ vỡ nát, là người phương nào quấy phá, thượng trần sao? Lý Vân Tiêu không khỏi hồ nghi, dù là thượng trần. Cũng không để lay động mấy vị cường giả kia mới phải. Chẳng lẽ lại có nhân vật lợi hại xuất hiện? Mặc kệ, ta đã thông chi Sa Vưu, nếu xuất hiện tình huống mà nói,
tiểu tử kia sẽ đúng lúc xuất thủ. Bất quá, tiểu tử kia thực sự đáng tin sao? Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhớ tới trước đây đều là bản thân khi dễ hắn, hiện tại cánh hắn cứng rắn, sợ là không dễ chỉ huy. Xem ra sự tình phía ngoài không thể hoàn toàn trông cậy vào Sa Vưu. Vẫn là nhanh luyện hóa đầu xuất thiên phong, thu con sâu kia, sau đó lên xem một chút. Lý Vân Tiêu nghĩ như thế, nhất thời thu liếm tâm thần, không hề bị chuyện ngoại giới quấy rầy, hết sức chuyên chú luyện hóa. Mấy canh giờ sau, Sơn Hà đỉnh rung động càng ngày càng yếu, quang mang cũng biến thành ôn hòa, không ngừng thu vào trong. Lý Vân Tiêu đại hỉ, lăng không bay đi, vỗ vào thân đỉnh mấy đạo quyết ấn, không ngừng đánh cho đại đỉnh nổ vang, các loại phù văn chấn nảy lên. Mấy hơi thở sau, Sơn Hà đỉnh rốt cục ngưng lại. Một đạo quang mang từ trong đỉnh bắn ra, sau đó lại là một đạo, ba đạo, bốn đạo. Tổng cộng năm đạo ánh sáng, ở trên bầu trời đại đỉnh không ngừng soi sáng, đồng thời xoay tròn, như là khổng tước xòe đuôi, khiến cảnh đẹp ý vui. Lý Vân Tiêu đại hỉ, trong lòng hắn nhất thời cảm ứng được cùng đâu xuất thiên phong có một luồng liên hệ, tay bấm niệm thần chú, hét lớn một tiếng. Nắp đỉnh mở ra, đâu xuất thiên phong bay lên, chậm rãi trở xuống lòng bàn tay Lý Vân Tiêu. Ngọn núi kia đã phát sinh biến hóa, không chỉ quang mang, hơn nữa hình dạng cũng khác biệt, trực tiếp nhiều hơn một ngọn núi, như là ngũ chỉ. Chiếu theo hình dáng, nếu thất sắc đại thành, sẽ diễn hóa ra bảy đỉnh núi. Lý Vân Tiêu lấy thần dịch lực cẩn thận kéo ngọn núi, dùng thần thức kiểm tra một lần, vững tin không có vấn đề mới lộn tay thu vào. Sau đó hắn thu Sơn Hà đỉnh, đột nhiên cánh tay ngừng lại, thuận thế bấm niệm thần chú, phanh một tiếng vỗ vào thân đỉnh. Sơn Hà đỉnh run lên, một đạo quang mang kích bắn ra. Phía trên các loại hoa văn lần thứ hai sáng lên, vạn lý Sơn Hà, chim muông hoa cỏ, trông rất sống động. Phanh! Đạo ánh sáng kia bắn nhập hư không, sau đó nổ mạnh lên. Một đạo hắc ảnh hiện ra, cắn răng nói. Cổ Phi Dương, nhanh như vậy liền gặp lại. Lý Vân Tiêu nắm Sơn Hà đỉnh, thoáng cái thu vào, hai tay chắp sau lưng, trên mặt tràn đầy thiếu ý nói. Nguyên lai là Thượng Trần Đại Nhân, tại sao lại chạy trở về, chẳng biết đưa đến cứu binh nào a? Hắn như có như không nhìn lướt qua phía trên. Thượng Trần giận dữ, chỉ cảm thấy trong lời của đối phương mang theo ý nhục nhã, khiển trách. Đừng vội coi khinh bổn tọa, hiện tại ngươi không có giúp đỡ, nhìn ngươi còn thể hiện làm sao. Kỳ Thiên Kiếm trong nháy mắt chém ra, trong thế giới ánh vàng bị xé rách ra một đạo hắc mang, mạnh mẽ kích rơi xuống. Hắc! Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng, dễ dàng liền vọt tới, đồng thời cười khiêu khích miệt thị. Chết tiệt, tìm chết! Thượng Trần lửa giận công tâm, Kỳ Thiên Kiếm thoáng cái hóa ra kiếm hình thật lớn, cùng hắn hợp hai làm một, lăng không đuổi theo Lý Vân Tiêu. Ha ha, đại nhân nghìn vạn lần không nên nộ, lúc đối địch nổi giận chính là tối kỵ, đại nhân sẽ không phải quên mất chứ. Lý Vân Tiêu thi triển ra thân pháp, không ngừng chớp động. Tuy rằng thế kiếm kia luôn tập trung, rất khó đào thoát, nhưng cũng không phải thoáng cái có thể chém chúng. Ta chỉ minh bạch không thể không giết ngươi. Trên kiếm ảnh thật lớn truyền đến tiếng giống giận dữ của Thượng Trần, quang mang kiếm thế càng tăng mạnh vài phần, thấy sắp gần Lý Vân Tiêu, càng khuynh lực điên cuồng chém xuống. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, mỉm cười, thân thể của hắn lại đột nhiên trở thành nhạt nhòa, một đạo kim quang ở dưới chân hắn hiện lên, nơi đi qua toàn bộ nát bấy. Cái gì, tàn ảnh? Trong lòng Thượng Trần cả kinh, kiếm thế của hắn đã bổ xuống, khó có thể thu hồi. Mà giờ khắc này càng làm cho lòng hắn bất an là, tàn ảnh của Lý Vân Tiêu đứng trên đạo quang vượng kia, là một con sâu dài 3-4 thước, đang nằm ngang trên mặt đất. Đó là cái gì? Trong lòng hắn đã mơ hồ có cảm giác, Lý Vân Tiêu là cố ý dẫn hắn tới xuất thủ chém sâu, trong nháy mắt liền nhận ra bản thân bị lừa, nhất thời một cổ xấu hổ và giận dữ nảy lên. Nhưng lúc này đã không kịp nghĩ nhiều như vậy, kiếm thế đã xuất, khó có thể quay đầu lại. Kỳ Thiên Kiếm ảnh không ngừng rung động, bắn ra đại lực, chém ở trên người thần ý tử kim trùng. Ầm ầm. Một cổ lực lượng cuồng bạo chấn lên, còn có vô số tiếng huyên náo chói tai dưới vào màng nhĩ, làm đau không gì sánh được. Thượng Trần cảm giác kiếm của mình đâm vào cái gì đó vô cùng mềm, nhưng có đạo đạo kim quang sắc bén chí cực dâng lên, dọc theo thân kiếm không ngừng phá hoại. Bong bong chanh. Toàn bộ thân kiếm kịch liệt chiến minh, run run dị thường lợi hại.
hoa văn trên thân kiếm đều ở dưới vòng sáng nhộn nhạo không ngừng bị xóa đi. Trong lòng Thượng Trần hoảng hốt, cả kinh nói. Kim linh chi khí. Từ trên thân kiếm lan tràn ra vòng sáng, hắn hao phí lực lượng cực lớn mới ngăn cản, nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Hắn bấm niệm thần chú, đế khí quanh thân xoay chuyển, hóa ra một tầng hắc sắc nhàn nhạt. Vòng sáng kim sắc kia dọc theo kỳ thiên kiếm mà lên, vừa chạm đến thân thể của hắn đã bị hắc mang hút vào, như là một cái động không đáy, không ngừng thôn vệ kim linh chi khí kinh khủng kia. Lý Vân Tiêu thoáng cái xuất hiện ở ngoài 30 trượng, kinh ngạc cười nói. Thần thông của Thượng Trần đại nhân quả nhiên bất phàm, một chiêu ám thuật này tựa hồ có thể thôn vệ tất cả. Lẽ nào có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ sao, hôm nay có khả năng thí nghiệm thoáng cái, nơi này kim linh chi khí bao trùm phương viên vài dặm, đại nhân chậm rãi hút đi, ta xem trọng ngươi. Chỗ khác đưa ra ngón tay cái đến tán dương một phen. Quả nhiên, sắc mặt Thượng Trần đại biến, xấu xí như màu gan heo, thân thể khẽ run lên, hiển nhiên là không có khả năng kéo dài lâu lắm. Nhưng kiếm của hắn đã đâm vào trong thần ý tử kim trùng, bị một cổ niêm lực cực mạnh chế trụ, làm sao cũng không nhổ ra được. Lẽ nào lão phu phải chết ở đây sao? Trong mắt hắn thoáng cái trừng to, nội tâm vô cùng nóng nảy, nhưng tìm không được biện pháp gì tốt. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói. Thượng Trần đại nhân quả nhiên lợi hại, tựa hồ con sâu kia cũng bị người chém nứt ra.